chương một ly hôn giang thành trên một công trường lê văn vân mặc một cái áo ba lỗ lộ ra cơ bắp rắn chắc và làn da bị phơi nắng đến đỏ lên vai anh vác 4 năm bao xi măng công việc sáng nay của anh là chuyển hết số bao xi măng trên chiếc xe tải lớn trước cổng công trường đến vị trí được chỉ định chuyển xong có thể nhận được 400 trăm ngàn theo sát cạnh anh là một cô gái tóc ngắn có dáng người cực nóng bỏng đang khoa tay múa chân giải thích gì đó với anh mà không hề cảm thấy phiền. Anh Lê, xin anh tin tưởng tôi, tôi không phải người lừa đảo, anh thật sự chính là con át chủ bài trong đơn vị, người gác đêm, anh chính là vũ khí mạnh nhất của người gác đêm. Nhưng vào 3 năm trước, trong một nhiệm vụ quan trọng, anh đã mất tích. Bây giờ, xem ra lần làm nhiệm vụ đó đã khiến anh bị thương nặng, hơn nữa còn bị mất trí nhớ, nên anh mới không còn nhớ gì cả. Dù đang vác bao tải 200 kg nhưng bước đi của Lê Văn Vân vẫn rất nhẹ nhàng, anh dừng bước nhìn thoáng qua cô gái rồi nói, đừng làm chậm chế tiến độ công việc của tôi có được không? Cô gái này nói không sai, Lê Văn Vân chỉ có trí nhớ trong 3 năm nay, những chuyện trước 3 năm ấy, anh không hề nhớ một chút nào cả. Cô gái thần bí ngẩn ra, nhìn Lê Văn Vân chuyển bao xi măng, mũi cô ấy chua xót Người từng làm cả thế giới rúng động, Lê Văn Vân người được xưng là chiến thần mạnh nhất của người gác đêm, là nhân vật giống như sát thần, thế mà lại lưu lạc đến mức phải đến công trường làm sao sao ly anh Lê, chỉ cần trở về với tôi, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp anh nhớ lại toàn bộ mọi chuyện, hơn nữa anh không cần phải làm sai vặt ở đây, anh sẽ có được sự giàu có không gì sánh nổi. Audio điện tử võ tấn bền. Lê Văn Vân chẳng buồn để ý đến cô gái này, anh lại tiếp tục bước nhanh hơn. Cô gái xinh đẹp mím môi, cắn răng nói, "Anh Lê, anh suy nghĩ cho thật kỹ, ngày mai tôi lại đến tìm anh." Không để ý đến cô gái xinh đẹp Lê Văn Vân chuyển xi măng đến nơi được chỉ định, ném bao xi măng xuống mặt đất. Bụi đất văng tung tóe, bám lên người anh, khiến cả người anh trông càng bẩn hơn nữa. Nhưng mà anh đã quen rồi, chỉ lau mồ hôi trên trán, định tiếp tục đi về phía cổng. Đúng lúc này, cách đó không xa, có một chiếc xe hơi đỗ lại, một người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng xinh đẹp bước xuống xe, rồi đi thẳng về phía anh, bà ta đeo khẩu trang, mỗi một bước chân rất cẩn thận như sợ làm bẩn đôi giày màu đen của bà ta mẹ vừa nhìn thấy người này trên mặt lê văn vân lộ ra vẻ lo lắng vội vàng nói người này chính là mẹ vợ anh ngô thị hương đừng gọi tôi là mẹ ngô thị hương chán ghét nhìn lê văn vân đang cực kỳ bẩn sau đó lấy từ trong túi ra một tờ giấy nói đây là giấy ly hôn giữa cậu với vũ đồng ký vào nhanh đi sắc mặt lê văn vân thay đổi vì vì sao lúc trước khi anh mất trí nhớ đã được bố nguyễn vũ đồng Chồng của Ngô Thị Hương là Nguyễn Sơn Nhạc Cứu Mạng, dưới sự thu xếp của Nguyễn Sơn Nhạc, anh đã kết hôn với Nguyễn Vũ Đồng. Nhưng sau 3 tháng kết hôn, Nguyễn Sơn Nhạc đã qua đời. Trong 3 năm qua, hai mẹ con Ngô Thị Hương chưa từng liếc mắt nhìn Lê Văn Vân lấy một lần. Bọn họ không đi làm, không nghề không ngống, sống dựa vào tiền công của Lê Văn Vân đi làm ở công trường, nhưng bọn họ vẫn khó chịu với Lê Văn Vân như trước, cảm thấy Lê Văn Vân là một thằng vô tích sự. Vì sao à? không vì sao cả, chỉ tại cậu không cho mẹ con chúng tôi cuộc sống mà chúng tôi mong muốn, cậu nói xem, ngoại trừ có tí sức khỏe ra thì cậu còn gì nữa. Ngô Thị Hương trợn mắt liếc Lê Văn Vân rồi nói tiếp, bạn trai mới của Vũ Đồng là con ông cháu cha, có nhìn thấy cái túi này của tôi không? 23 triệu đó là do con rể mới của tôi tặng, hơn nữa cậu ấy còn chuẩn bị tặng cho Vũ Đồng một chiếc BMW, còn cậu thì sao? Người ngợm lúc nào cũng bẩn thỉu, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? chúng tôi muốn mua cái túi đắt chút cũng không mua nổi. Trong lòng Lê Văn Vân dâng lên cảm xúc phẫn nộ, ba năm qua, anh chịu thương chịu khó, mỗi một đồng xu các bạc kiếm được đều đưa hết cho hai mẹ con họ, nhưng mà anh vẫn không hề được đối xử tốt đẹp một chút nào. Kết hôn ba năm, thậm chí anh còn chưa chạm được một ngón tay của Nguyễn Vũ Đồng nữa. Đừng nhiều lời, ký nhanh đi. Ngô Thị Hương cười lạnh nói, ký xong văn bản này, đồ của cậu tôi đã đóng gói xong, vừa nãy đã được chuyển đến phòng bảo vệ trước cổng công trường tự cậu đến lấy toàn bộ tiền của tôi đều đưa cho hai người bây giờ trên người tôi không có một đồng tiền nào cả vậy mà bà muốn đuổi tôi đi sắc mặt lê văn vân càng thêm khó coi căn nhà kia là của chúng tôi sau khi ly hôn đương nhiên không cho cậu ở nữa giọng nói ngô thị hương đầy chán ghét lê văn vân cắn răng nói nhưng mà số tiền tôi kiếm được đều bỏ vào nó ngô thị hương khinh miệt cười Nói, nhưng trên đó viết tên của tôi và Vũ Đồng, chẳng dính dáng gì đến cậu dù chỉ một cọng lông. Nhanh ký vào bản thỏa thuận ly hôn này đi, ở đây nhiều thêm phút nào nữa sẽ làm bẩn người tôi. Ha, à, Lê Văn Vân cố sức kiềm nén cơn tức giận trong lòng mình. Bởi vì anh đã hứa hẹn với ân nhân, ba năm qua, anh chịu thương chịu khó. Nỗ lực tranh thủ thiện cảm của hai mẹ con họ, dốc sức hàn gắn cuộc hôn nhân này. Nhưng mà, bây giờ, không cần nữa anh nhận lấy hợp đồng, ký tên, ấn dấu tay xuống. Coi như cậu biết điều, Ngô Thị Hương khinh miệt nhìn thoáng qua Lê Văn Vân nói, cũng coi như vũ đồng nhà chúng tôi xui xẻo, ba năm qua phải ở cạnh cái thứ xui xẻo như cậu, may bây giờ đã kết thúc, con bé có thể tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của chính mình. Hạnh phúc của phụ nữ là gả cho một tên có tiền à? Lê Văn Vân cười lạnh trong lòng. Được rồi, sau này cậu sẽ không còn bất kỳ liên quan nào đến chúng tôi, cũng đừng tới làm phiền cuộc sống của hai mẹ con chúng tôi đấy, vừa thấy cậu đã thấy bẩn mắt. Trước khi đi, Ngô Thị Hương còn không nhịn được mắng mỏ hai câu. Nhìn Ngô Thị Hương đi xa, trong lòng Lê Văn Vân nghẹn muốn chết. Phụ nữ trên thế giới này chỉ biết có tiền. Nhớ đến cô gái xinh đẹp vừa rồi, Lê Văn Vân cắn chặt răng, nhanh chóng chạy về phía cổng chính công trường. Vừa nhìn thấy Lê Văn Vân đến đây, cô gái xinh đẹp cúp điện thoại, nhìn Lê Văn Vân rồi nói: "Anh Lê, Lê Văn Vân thở ra một hơi, nói cô thật sự không lừa tôi chứ? Tuyệt đối không lừa anh. Cô gái xinh đẹp vui vẻ nói, anh đồng ý trở về tới tôi sao? Không, nếu cô không lừa tôi thì xin hãy chứng minh cho tôi. Cô nói chỉ cần tôi trở về thì sẽ có cuộc cải không đếm xuể. Vậy nhờ cô chứng minh cho tôi xem, ví dụ như đưa cho tôi thẻ ngân hàng có mấy chục tỷ. Lê Văn Vân nhìn cô gái xinh đẹp nói, cô gái xinh đẹp cao mày sau đó nghĩ tới điều gì đó rồi nói trong túi đồ anh luôn mang theo có một tấm thẻ kim cương của ngân hàng tân hải mật mã là sinh nhật anh tài sản của anh đều nằm trong đó vẫn chưa ai động vào anh đến ngân hàng kiểm tra thì biết vẻ mặt lê văn vân thoáng rung động đúng là anh có một tấm thẻ như vậy nhưng mà tấm thẻ này không giống với thẻ ngân hàng bình thường thậm chí anh còn không biết đây là thẻ ngân hàng vẫn luôn để ở nhà chưa bao giờ động tới anh nhìn cô gái xinh đẹp sau đó xoay người chạy về phía phòng bảo vệ. Lê Văn Vân à, vừa rồi có một người phụ nữ xách một túi đồ đến cho cậu, nói là đồ của cậu. Bảo vệ vừa thấy Lê Văn Vân thì hơi mỉm cười nói. Nói là túi đồ, thật ra là một cái bao dùng để đựng rác, lúc Ngô Thị Hương đuổi Lê Văn Vân đi thậm chí còn tiếc rẻ không cho anh nổi một cái vali. Lê Văn Vân cười khổ một tiếng, sau đó lục tìm trong túi rác. Bên trong túi đựng rác chỉ có vài bộ quần áo, anh tìm kiếm trong chốc lát, đã tìm được một tấm thẻ màu xanh lam có hơi phai màu, phía trên đính không ít kim cương. Mọi người, mấy thứ này gửi nhờ cho anh một lát, tôi ra ngoài một chuyến, một lát nữa sẽ về. Lê Văn Vân cười nói với mọi người. Không thành vấn đề, nhưng mà anh đừng chậm chế công việc đó, lát nữa còn một xe tải xi măng lớn cần anh dọn, nếu làm không xong thì anh lại bị quản lý mắng nữa. Bảo vệ nhắc nhở. Lê Văn Vân không đáp lời, bây giờ, anh đâu còn tâm trạng nào quản tới đống xi măng kia. Anh cầm tấm thẻ, chạy thẳng đến ngân hàng Tân Hải. chương 2, thẻ kim cương. Ngân hàng Tân Hải là một ngân hàng cực kỳ thần bí của viêm hạ, quy mô của ngân hàng không lớn nhưng không nhận giữ tiền tiết kiệm dưới 3.000 tỷ. Nói cách khác, đây là một ngân hàng chỉ dành cho người giàu có. Bởi vì tính bảo mật của ngân hàng rất tốt nên ngân hàng này đã trở thành lựa chọn của rất nhiều người có tiền. Lê Văn Vân chạy cả một đoạn đường mới tìm được ngân hàng. Sở dĩ phải chạy là bởi vì trên người anh không còn một đồng tiền, tiền của anh chỉ cần công trường thanh toán một đồng thì sẽ giao hết cho mẹ con Nguyễn Vũ Đồng. Nhưng anh còn chưa đi được hai bước thì đã bị bảo vệ ngoài cửa cản lại, bảo vệ nhíu mày nhìn anh nói, ngân hàng Tân Hải không cho người không liên quan bước vào. Lê Văn Vân vội vàng nói, tôi đến kiểm tra tài sản. Kiểm tra tài sản bảo vệ cười như không cười nhìn anh nói, anh có biết đây là ngân hàng nào không? Dựa vào anh mà cũng dám đến kiểm tra tài sản. Làm bảo vệ ngân hàng Tân Hải, anh ta đã được nhìn thấy rất nhiều người đến ngân hàng gửi tiền tiết kiệm, hầu hết khách đến đây kiểm tra tài sản đều gọn gàng đẹp đẽ, hoặc lái siêu xe, hoặc cả người đầy hàng hiệu. Nhưng mà Lê Văn Vân thì sao? Anh mới ra khỏi công trường, cả người đầy bụi bẩn, tóc bết lại vì dính xi măng, mang một đôi giày thể thao rách nát cả người trông chẳng khác nào là ăn mày cả. Người như vậy có thể đến kiểm tra tài sản trong ngân hàng Tân Hải sao? Lê Văn Vân, vào ngay lúc này, giọng nói của một người phụ nữ bỗng nhiên vang lên từ phía sau Lê Văn Vân. Nghe được giọng nói này, cả người Lê Văn Vân đều không kìm được mà hơi run lên. Giọng nói này, anh rất quen thuộc. Đây chính là vợ anh, không, là vợ cũ, là giọng nói của Nguyễn Vũ Đồng. Anh từ từ quay đầu lại, quả nhiên Cách đó không xa, một chiếc BMW mới cứng dừng lại, sau đó một nam một nữ bước xuống xe, nữ trang điểm nhẹ, vô cùng xinh đẹp, cô ta rất tự nhiên khoác cánh tay của người đàn ông nọ. Thoạt nhìn rất là thân mật. Lê Văn Vân khó thở, thân thiết như vậy, không biết hai người họ đã ở bên nhau bao lâu rồi. Mà Lê Văn Vân đã kết hôn 3 năm, thậm chí còn chưa từng chạm đến đầu ngón tay của cô ta dù chỉ một lần. Đây là Lê Văn Vân à? Hai người đã đi tới Người nam cười như không cười nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, trong nụ cười còn nhuốm vẻ diễu võ dương oai, chồng cũ của cô. Trên danh nghĩa thôi, Nguyễn Vũ Đồng biểu môi, chán ghét nhìn thoáng qua Lê Văn Vân rồi nói, anh ta còn chưa chạm đến một ngón tay của em nữa, anh đừng nghĩ nhiều. Nói xong, cô ta nhìn Lê Văn Vân, lại nói tiếp, Lê Văn Vân, giới thiệu với anh một chút, đây là bạn trai tôi, Cao Phái, hẳn là anh đã nghe danh. Đúng là Lê Văn Vân đã nghe tên người này, là công tử nhà giàu nổi tiếng ở Giang Thành. Cao phái cười như không cười nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, hi hi nói cảm ơn anh đã giúp tôi chăm sóc Vũ Đồng trong 3 năm qua. Nguyễn Vũ Đồng bĩu môi nói, anh ta chăm sóc, anh ta có thể chăm sóc gì em chứ? Cả tháng làm mệt chết đi sống lại cũng chỉ kiếm được hơn 10.000 còn chẳng đủ tiền em mua được một cái túi, anh tốt hơn anh ta gấp nhiều lần. Cô ta sỉ nhục Lê Văn Văn ngay trước mặt anh. Anh tới đây làm gì? Lúc này, Nguyễn Vũ Đồng cau mày hỏi. Tôi đến kiểm tra tài sản. Lê Văn Vân bình tĩnh trả lời. Phụt. Vào ngay lúc này, Cao Phái bỗng bật cười, kiểm tra tài sản. Anh có thể bước qua cánh cửa này sao? Nói xong, anh ta ngang nhiên bước thẳng vào cửa chính. Tên bảo vệ đã cản Lê Văn Vân lại không hề cản anh ta. Chỉ cười tùm tìm nói cậu Hàn mới đi bên này. Nguyễn Vũ Đồng cũng chán ghét nhìn thoáng qua Lê Văn Vân. Kéo tay Cao Phái đi vào bên trong ngân hàng, vừa đi, giọng nói cao phái cũng theo đó chuyển tới, Vũ Đồng, tôi tặng cô BMW, lại mở cho cô tài khoản tiết kiệm 500.000, thành ý của tôi vậy đã đủ rồi nhỉ, tối nay đừng quay về nhà cô đấy. Ôi chao, Nguyễn Vũ Đồng yêu kiều ậm ừ một tiếng. Nhìn một màn này, nắm tay của Lê Văn Vân dần siết chặt lại. Anh nhìn thoáng qua bảo vệ, rồi lần nữa bước vào cửa chính. Đứng lại, bảo vệ nhìn Lê Văn Vân, lập tức vung dùi cui điện trong tay ra, chỉ vào Lê Văn Vân uy hiếp nói, "Rời khỏi ngân hàng, anh không có tư cách đi vào nơi này." "Tôi thật sự đến đến kiểm tra tài sản." Lê Văn Vân lặp lại lần nữa. "Có chuyện gì vậy?" Lúc này, từ phía sau bọn họ vang lên một giọng nói thanh lãnh. Lê Văn Vân quay đầu đã thấy, phía sau lưng không biết từ khi nào đã có thêm một người phụ nữ dáng người cao gầy, mặc đồng phục, đeo kính, cô nhìn Lê Văn Vân rồi nhìn bảo vệ, hơi nhíu mày lại. Trước ngực cô có thẻ nhân viên bên trên viết ba chữ đặng hân hân. Anh ta nói muốn tới kiểm tra tài sản, bảo vệ chỉ vào Lê Văn Vân nói, tôi nghi ngờ anh ta có ý đổ gây rối, không cho anh ta đi vào. Đặng hân hân nhìn thoáng qua Lê Văn Vân, trên mặt cũng tỏ vẻ đề phòng, nhưng vẫn lên tiếng hỏi, anh nói anh đến kiểm tra tài sản. Là tiền tiết kiệm hay là tiền trong tài khoản, hay là cái khác? Kiểm tra tiền trong thẻ ngân hàng, Lê Văn Vân thành thật nói. Bảo vệ nói, giám đốc đặng, cô nói nhảm với anh ta làm gì với cách ăn mặc này thì không đủ khả năng kiểm tra tài sản ở ngân hàng chúng ta đặng hân hân lại nhìn lê văn vân hỏi nếu như đến kiểm tra hẳn là anh có cầm theo thẻ ngân hàng có thể cho tôi xem được không lê văn vân gật đầu anh móc tấm thẻ ngân hàng ngân hàng màu xanh thẳng trong túi ra bởi vì dính bụi bẩn nên anh đã cố ý lau sơ trên người nhưng ngược lại càng làm thẻ ngân hàng dính nhiều bụi hơn nhưng mà lúc này sắc mặt đặng hân hân lại đột nhiên thay đổi Cô nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng kia, giọng nói hơi run rẩy, "Kim cương, thẻ kim cương." Lê Văn Vân ngẩn ra, trong lòng không khỏi nghi ngờ nói, "Thật sao? Chẳng lẽ cô gái kia không phải kẻ lừa đảo? Trước kia tôi thật sự là một người có tiền sao?" Đặng Hân Hân thở ra một hơi, ngược cô đang không ngừng phập phồng, sau một lúc lâu, cô mới mỉm cười xinh đẹp nói với Lê Văn Vân, "Kính thưa quý khách hàng cấp kim cương, bảo vệ mạo phạm anh là do chúng tôi phục vụ không chu đáo." Tôi sẽ xử lý chuyện này, sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng." Còn mặt tên bảo vệ đứng bên cạnh đã trở nên trắng bệch. Lạch cạch, rồi cui điện trong tay anh ta rất xuống sàn, cả người lắp bắp nhìn Lê Văn Vân nói, "Thưa, quý quý khách hàng cấp kim cương, tôi, tôi." Tuy rằng là bảo vệ nhưng anh ta hiểu rõ người dùng thẻ kim cương đại diện cho điều gì. Vừa rồi anh ta khăng khăng ngăn cản khách hàng, sợ rằng sẽ mất đi công việc, thậm chí theo hợp đồng bảo vệ anh ta còn phải bồi thường một số tiền lớn. Đặng hân hân không tiếp tục để ý tới anh ta, cô cười nói, mời đi theo tôi. Tôi sẽ tiếp đái anh. Lê Văn Vân mơ hồ theo cô vào trong ngân hàng, hơn nữa còn đi thẳng qua sảnh chính của ngân hàng, vào phòng tiếp khách VIP. Khách hàng trong ngân hàng Tân Hải không nhiều, lúc này trong đại sảnh chỉ có hai người Nguyễn Vũ Đồng và Cao Phái mà thôi, nhìn thấy Lê Văn Vân thật sự đã vào được, hơn nữa còn đi đến vị trí khách quý, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai phút sau, toàn bộ nhân viên làm việc trong ngân hàng đều chấn động, một người đang gọi điện thoại nói, alo, chủ tịch, ở ngân hàng chi nhánh chúng tôi có một khách hàng cấp bậc kim cương, xin anh đến ngân hàng ngay lập tức. Nguyễn Vũ Đồng và Cao Phái nhíu mày, Nguyễn Vũ Đồng nhìn nhân viên ở quầy hỏi, này cô, xin hỏi cấp bậc người dùng kim cương là rất cao sao? Nhân viên ở quầy cười ngọt ngào nói, trong ngân hàng chúng tôi có chế độ phân cấp, ví dụ như thẻ của anh cao phái đây là cấp bậc bạc, gửi tiết kiệm 100 triệu là được, còn gửi tiết kiệm 10 triệu thì sẽ được cấp bậc vàng, hơn 100 triệu sẽ là thẻ bậc bạch kim. Còn thẻ kim cương rất ít được phát ra, từ khi ngân hàng thành lập đến nay, hình như chỉ có 9 tấm thẻ kim cương được phát hành. Cái gì? Nguyễn Vũ Đồng ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nhìn về phía ghế khách quý. Lê Văn Vân, ngoại trừ cơ thể có phần mạnh mẽ thì chẳng còn gì khác, thế mà có được tấm thẻ kim cương. Không thể nào, Nguyễn Vũ Đồng nói với nhân viên trong quầy, người kia là chồng cũ của tôi, anh ta là loại người gì tôi biết rõ. Anh ta chỉ mà một công nhân, chẳng có chút bản lĩnh nào, các cô đừng bị anh ta lừa. Nhân viên ở quầy cười nói, việc này không phải việc chúng tôi có thể nhúng tay. Chủ tịch của chúng tôi đang trên đường đến đây, anh ta sẽ tự mình tiếp đón. Được rồi Vũ Đồng, cô biết anh ta là loại người gì là được. Cao phái khinh thường nhìn Lê Văn Vân trong phòng VIP, nói chúng ta không cần phải xen vào chuyện của anh ta, đừng để anh ta quấy rầy cuộc hẹn hò của chúng ta. Nguyễn Vũ Đồng ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn nói với nhân viên ở quầy, các cô phải điều tra cho kỹ, rất có thể tên Lê Văn Vân này là kẻ lừa đảo, các cô nhất định không được để anh ta lừa. Mà một bên khác, Lê Văn Vân đang ngồi trên một cái sofa vô cùng thoải mái, trước mặt anh là một cái máy tính bảng do Đặng Hân Hân mới vừa đưa đến, nói anh nhập mật mã lên đây là có thể kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng. Lê Văn Vân thở ra một hơi, anh nhập ngày sinh nhật trên chứng minh thư vào. Ngay sau đó, màn hình trước mặt anh hơi biến động một chút, một dãy số thật dài đập ngay vào mắt anh. chương 3, con số dài không tưởng. Khuôn mặt Lê Văn Vân trở nên cứng ngắc, hai chữ số đầu là 12, còn phía sau, phía sau có đến 8 con số không. Điều này chứng tỏ, bên trong tấm thẻ ngân hàng này ước chừng có 1 tỷ 200 triệu. Ôi! Lê Văn Vân hít sâu một hơi, cả người đã sụi lơ trên ghế sofa. Trước khi đến đây, chỉ vì 400 mà anh đã dọn cả một xe tải xi măng đến muốn chết mệt. Bây giờ bỗng nhiên có một tỷ hai đập xuống đầu anh, suýt nữa đập cho anh hôn mê luôn. Thưa quý khách hàng cấp bậc kim cương, thật ra anh không cần để ý đến số tiền trong thẻ kim cương, trong ngân hàng chúng tôi, người dùng kim cương có quyền hạn rất cao bằng thẻ kim cương là có thể điều động nguồn tài chính sung túc của ngân hàng chúng tôi lúc này đặng hân hân mới lên tiếng nhắc nhở có vô số ý tưởng bắt đầu hiện lên trong lòng anh tấm thẻ này là thật vậy người phụ nữ kia không lừa mình mình đã từng là thành viên của quân đội thần bí hơn nữa còn vô cùng mạnh mình có số tài sản không đếm xuể đôi mẹ con vì tiền tài mà vứt bỏ mình thậm chí còn bắt mình làm mệt sống mệt chết để kiếm tiền mua nhà rồi chiếm làm của riêng, trèo lên người của một tên công tử nhà giàu. Không biết đến khi họ biết mình mới thật sự là một người siêu giàu thì vẻ mặt của họ sẽ trở thành thế nào nhỉ? Lê Văn Vân không chờ chủ tịch đến đã rút 70 triệu ra, cầm lấy danh thiếp của Đặng Hân Hân ra về. Trước khi rời đi, Đặng Hân Hân nói với anh, ở Giang Thành, dù gặp phải bất kỳ chuyện gì đều có thể gọi điện cho cô, ngân hàng bọn họ sẽ hỗ trợ giải quyết hết toàn bộ mọi chuyện. Ra khỏi ngân hàng, anh lập tức vẫy một chiếc xe taxi, đi thẳng đến công trường. Đi đến công trường, đương nhiên không cần phải tiếp tục dọn xi măng, mà là đến phòng bảo vệ mang đồ của mình đi, trong này còn một ít đồ vật từ 3 năm trước, anh đến để dọn đi. Vừa đến cổng công trường, Lê Văn Vân đã nghe được tiếng chửi bậy. Lê Văn Vân đâu, đã nói trong một buổi sáng phải dọn xong xe xi măng này, mà người đâu rồi? Anh ta còn muốn làm nữa không đây? Làm chậm chế tiến độ công trình anh ta chịu trách nhiệm được sao? Ngoài cửa, một người mập mạp mặc tây trang đầu đội nón bảo hộ, nách kẹp một cặp tài liệu đang đứng chửi ầm lên. Đây là quản lý của Lê Văn Vân, tên là Phan Tây, là một người cực kỳ cay nghiệt. Khất lương là chuyện thường xuyên xảy ra. Lúc đó, có một người trẻ tuổi thoạt nhìn hơi gầy yếu đi qua chỗ Phan Tây, anh ấy cười làm lành nói, có lẽ Lê Văn Vân bận việc gì đó, chờ cậu ấy về tôi sẽ khuân đổ với cậu ấy vẫn sẽ kịp thời gian. Trong lòng Lê Văn Vân ấm áp, người này được xem như là người bạn duy nhất mà anh quen biết trong 3 năm qua, tên là Trần Vũ. Hừ, dù sao nhiệm vụ này giao cho anh ta, nếu anh ta không hoàn thành, mẹ kiếp, tôi sẽ trừ hai ngày tiền công của anh ta. Phan Tây nghiêng người liếc mắt nhìn Trần Vũ. Trần Vũ cười gượng một tiếng nói, anh Phan, có chuyện này, ở chỗ anh còn giữ 10.000 chưa kết toán của tôi, anh coi có thể kết toán cho tôi chút ít không? Anh cũng biết, con nhà tôi bị bệnh. Phan Tây nhíu mày, sau đó mắng, lo lắng cái gì hả? Công trình còn chưa đến kỳ hạn thanh toán, phía trên chưa chuyển tiền cho tôi thì tôi lấy tiền đâu mà trả cho anh? Anh Phan, đây là tiền cứu mạng mà. Trần Vũ tiếp tục cười trừ, nói, không có. Phan Tây liếc mắt nhìn anh ấy, sau đó moi từ trong cặp công văn ra được 500, nói ứng trước cho anh 500 đấy. Nó, vẻ mặt Trần Vũ rất khó nhìn. Không cần thì cút đi. Phan Tây chừng mắt mắng, tôi thấy anh có vẻ không muốn làm ở chỗ tôi nữa đúng không? Cậu ấy đã nói đây là tiền cứu mạng. Lê Văn Vân thở ra một hơi, lên tiếng nói, anh cũng đừng quá độc ác. Phan Tây xoay người, khi vừa ở thấy Lê Văn Vân, anh ta trợn chừng mắt nói, liên quan gì tới anh, mẹ nó, có phải anh không muốn làm nữa không? Sáng nay bảo anh dỡ hàng, anh lại chạy đến chỗ nào trốn việc, trừ tiền công hai ngày của anh, không phục thì cút ngay cho ông đây lê văn vân thở ra một hơi anh nhìn thoáng qua biển quảng cáo trên công trường bên trên viết mấy chữ ngân hàng tân hải hiển nhiên khu công trình khai thác này có liên quan đến ngân hàng tân hải anh sầm mặt sau đó đi tới trước mặt phan tây bình tĩnh nói tôi nhìn anh không vừa mắt không chỉ ngày một ngày hai ông đây và trần vũ không thèm làm nữa anh thanh toán tiền cho chúng tôi đi tôi không thanh toán thì sao phan tây khinh thường nhìn thoáng qua lê văn vân nói anh đi tố cáo tôi hay là sao hả bây giờ anh định đánh tôi à đánh anh lê văn vân thở hắt ra nói đánh anh chỉ sợ bẩn tay tôi thôi vẻ khinh thường trên mặt phan tây càng sâu anh ta bĩu môi nhìn thoáng qua lê văn vân nói vậy cút nhanh lên ông đây không rảnh mà tốn thời gian với mấy người anh tự rước họa vào mình đấy lê văn vân thở ra một hơi anh lấy di động ra rồi lục tìm tấm danh thiếp của đáng hân hân chà phan tây nhìn lê văn vân muốn gọi điện thoại Cười nhạo một tiếng nói, ái cha, còn gọi điện thoại, không phải anh chỉ là một tên phế vật có tí sức khỏe thôi sao? Ôi không đúng, anh còn có một người vợ xinh đẹp, nhưng đáng tiếc là anh ở chỗ ông đây làm như chó như sao sao ly kiếm tiền nuôi vợ, vợ ở nhà lang trả với người khác cũng không biết. Dù là Phan Tây hay Trần Vũ có quan hệ không tệ với Lê Văn Vân, họ đều không để ý đến Lê Văn Vân gọi điện thoại. Bọn họ đều không cho rằng cuộc điện thoại của Lê Văn Vân sẽ có tác dụng gì tút tút tút. Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói êm tai của Đặng Hân Hân ở đầu bên kia vang lên, alo, chào anh Lê. Lê Văn Vân ho khan một tiếng nói, cô Đặng, lúc trước cô đã nói nếu tôi có nhu cầu gì đều có thể gọi điện thoại cho cô, hơn nữa ngân hàng Tân Hải đều sẽ hỗ trợ tôi giải quyết đúng không? Đúng vậy, Đặng Hân Hân nói, xin hỏi anh gặp phải rắc rối gì sao? Lê Văn Vân thở phào, nói cô biết công viên tứ quý đang được xây dựng không? Tôi làm công ở đây, Tôi thấy được quảng cáo của ngân hàng Tân Hải. Công viên này là do ngân hàng chúng tôi xây dựng, anh gặp phải vấn đề gì ở đó sao?" Đặng Hân Hân kiên nhẫn dò hỏi. "Ừ, có một nhà thầu bên này ức hiếp công nhân, giữ tiền của tôi và bạn tôi không muốn thanh toán." Lê Văn Vân nhìn thoáng qua Phan Tây cách đó không xa, nhỏ giọng nói. "Còn có chuyện này," giọng điệu Đặng Hân Hân trở nên lạnh như băng, "nói anh muốn xử lý họ thế nào?" "Xử lý sao mà thật thảm là được." Lê Văn Vân thở hắt. "Được, anh chờ một lát, cho tôi 5 phút." Đặng Hân Hân dứt lời thì cúp điện thoại ngay. Phan Tây khinh thường nhìn thoáng qua Lê Văn Vân nói, "Sao, không phải anh gọi điện thoại sao? Sao gọi xong rồi mà tôi còn chưa sao vậy? Hai tên phế vật." Nói xong, anh ta xoay người đi vào bên trong công trường. Vẻ mặt Trần Vũ rất khó coi, dáng vẻ đầy lo lắng suốt ruột, nói: "Ôi, con của tôi còn cần tiền công tháng này để làm hóa trị." không sao đâu, Lê Văn Vân cười nói, phan tây tiêu rồi. Sao, Trần Vũ hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu, không để lời nói của Lê Văn Vân vào lòng. chương 4, chị em. Ra cổng công trường, Lê Văn Vân quay lại phòng bảo vệ, thu dọn đồ của mình ở chỗ bảo vệ. Trần Vũ mặt ủ mày ê đứng bên cạnh anh nói, ôi, Lê Văn Vân, cậu sốc nổi quá. Lĩnh vực xây dựng luôn rất hẹp, Phan Tây này cũng quen biết với nhiều nhà thầu lắm, chúng ta đắc tội với anh ta, sau này sợ là sẽ khó sống ở thành phố này. Cậu còn phải đưa tiền cho vợ và mẹ vợ, nếu không cầm tiền về, tôi đoán bọn họ sẽ mặt nặng mày nhẹ với cậu đấy. Tôi đã ly hôn với Nguyễn Vũ Đồng rồi." Lê Văn Vân thở ra một hơi, nói. "Sao?" Trần Vũ ngẩn ra hỏi lại, "Ly hôn?" "Đúng, chính xác mà nói, là bị đuổi ra khỏi nhà." Ngay hồi sáng mới ký đơn ly hôn, đồ đạc của tôi đều bị bọn họ đóng gói ném ra ngoài. Lê Văn Vân cười khổ một tiếng nhấc túi rác trong tay nói. Thật là, Trần Vũ cười chát chúa, nói, lúc trước tớ đã bảo cậu viết tên vào giấy tờ nhà, cậu còn không thèm để ý. Thôi, tôi vẫn nên tự lo cho mình thì hơn, ngày mai nhạc nhạc đã phải đi làm hóa trị rồi, Trần Vũ lại cho mày giàu dĩ lần nữa. Anh ấy nhìn Lê Văn Vân nói, cậu mới bị đuổi đi, không có chỗ ngủ nhỉ, đến nhà tôi nghỉ tạm đi. Trong lòng Lê Văn Vân thấy rất ấm áp. Người bạn này rất xứng đáng để quen thân. Yên tâm đi, không tới 5 phút, Phan Tây sẽ quay ra, anh ta còn sẽ năn nỉ để được trả tiền cho chúng ta." Lê Văn Vân cười đầy tự tin. Trần Vũ Bỉu môi nói, "Thằng nhóc này, cậu có bản lĩnh gì tớ không rõ sao? Được rồi, bây giờ công việc cũng mất rồi, về nhà tớ trước đi." "Đừng nóng," khóe miệng Lê Văn Vân nở một nụ cười tự tin. Mà bên kia, Phan Tây vừa đi vào bên trong công trường, vừa đi vừa nở nụ cười khinh thường, nói, "Hai thằng rác rưởi." còn dám hùng hổ với mình, ai cho bọn họ mặt mũi đó. Để rồi xem, ông đây sẽ khiến cho tụi mày không sống được ở Giang Thành này nữa. Reng reng reng. Vào ngay lúc này, di động của anh ta bỗng nhiên vang lên, anh ta cầm lấy di động xem, rồi mở một nụ cười đầy nịnh nọt, alo, tổng giám đốc lâm đó à? Sao anh lại gọi điện thoại cho tôi thế? Tôi đã làm việc thì anh cứ yên tâm, nhất định sẽ hoàn thành công trình trong thời gian quy định và sẽ đảm bảo chất lượng. Anh không cần làm nữa, đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói lạnh băng sắc mặt phan tây thay đổi anh ta vội vàng nói tổng giám đốc lâm có phải trung gian đã xảy ra hiểu lầm gì hay không hiểu lầm lê văn vân anh quen chứ hả giọng nói trong điện thoại thêm lạnh băng lê văn vân anh ta là công nhân của tôi anh ta là một thằng phế vật anh ta nói tới đây anh ta đột nhiên nhớ lại cuộc điện thoại vừa rồi của lê văn vân vẻ mặt anh ta run rẩy muốn trách chỉ có thể trách anh đã chọc phải người không nên dây vào người trong điện thoại vừa dứt lời đã lập tức cúp điện thoại. Phan Tây ngây ra tại chỗ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra đầy đầu. trong đầu óc chỉ hiện ra hình dáng Lê Văn Vân mặc áo ba lỗ, cả người lấm lem, anh ta cảm giác đầu muốn phát nổ. ở cổng công trường Trần Vũ nhìn Lê Văn Vân nói đừng đứng ngây ra chỗ này nữa, đi thôi. len ken vào ngay lúc này. Di động anh ấy bỗng nhiên vang lên, Trần Vũ cầm lấy di động nhìn thoáng qua nói, ồ. Oh. WeChat của anh ấy nhận được tin nhắn chuyển khoản, là Phan Tây chuyển tới. Trong đó có 20.000, còn nhiều hơn tiền lương mà Phan Tây khất của anh ấy tận 3.000. Đồng thời, anh ấy thấy một dáng người mập mạp cách đó không xa đang điên cuồng chạy về phía chỗ bọn họ. Người kia không phải Phan Tây thì là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Vũ ngây ngẩn cả người, anh ấy nhìn Phan Tây, rồi lại nhìn Lê Văn Vân bên cạnh, nuốt nước miếng, cảm giác khó hiểu dâng lên trong đầu. Lúc này, Phan Tây đã chạy tới trước mặt hai người Lê Văn Vân. Trên cái mặt đầy mỡ của anh ta đầy mồ hôi, không biết do mệt hay đổ mồ hôi lạnh, tay anh ta đang run rẩy móc một hộp thuốc ra, mở nắp đưa cho Lê Văn Vân, "Anh Lê, anh Lê, hút điếu thuốc đi." Lê Văn Vân không nhận lấy điếu thuốc, anh mở di động ra, nhìn tin nhắn chuyển khoản sau khi ấn nhận xong thì trả lại số tiền thừa cho Phan Tây nói tôi chỉ nhận đúng phần tiền của mình thôi anh Lê tôi sai rồi tôi chân thành xin lỗi anh anh có thể dơ cao đánh khẽ được không ạ à? Phan Tây cúi đầu khom lưng nói so với dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy là hai thái độ một trời một vực Lê Văn Vân liếc mắt nhìn anh ta một cái nói là do anh tự làm không liên quan gì tới tôi tôi chỉ muốn lấy lại số tiền thuộc về tôi mà thôi còn việc khác không liên quan gì tới tôi. Phịch, Phan Tây đặt mông xuống mặt đất, thì thào nói tiêu rồi. Trời ạ, à, chuyện gì xảy ra vậy? Trần Vũ sợ ngây người. Lê Văn Vân chỉ cười mà không giải thích gì thêm. Chuyện này anh không có cách nào giải thích cho Trần Vũ cả. Cô gái kia nói nơi anh từng làm việc là đơn vị bí mật, nhất định có rất nhiều chuyện không thể nói, không được cho phép, anh cũng không dám nói lung tung. Hơn nữa mặc dù anh nói thì đoán chừng trần vũ sẽ không tin việc này không phải do cậu làm đâu đúng không đi được một đoạn trần vũ vẫn không dám tin mà hỏi lại cậu cảm thấy sao lê văn vân cười ha hả hỏi nhất định không phải nếu cậu có năng lực này nhất định sẽ không tới công trường làm mệt sống mệt chết mà vợ cậu cũng sẽ không nói đến đây trần vũ biết mình lỡ miệng bèn nói lảng sang chuyện khác có phải thật ra cậu bắt được nhược điểm gì của anh ta đúng không xem như thế đi lê văn vân cười nói trên lối đi bộ có một cô gái chạy một chiếc xe máy bằng điện mất phanh đâm thẳng về phía lê văn vân đương nhiên lê văn vân cũng nhìn thấy vội vàng né ra một bên anh vừa tránh ra chiếc xe điện này cũng đánh sang hướng khác rồi đâm vào thân cây bên cạnh giấy tờ trên xe cô ta văng tung tóe đầy đất cô gái xinh đẹp trẻ tuổi ngồi trên xe điện thấy mình không đụng vào người thì hơi thở phào nhẹ nhõm sau đó quay đầu nhìn thấy lê văn vân kinh ngạc nói lê văn vân lê văn vân cũng nhận ra cô ta hơi nhíu mày cô gái này tên nguyễn thị lệ là em họ của nguyễn vũ đồng bình thường khi nguyễn thị lệ nhìn thấy cả nhà lê văn vân thì sẽ không bao giờ cho họ sắc mặt tốt bởi vì cô ta khinh lê văn vân nghèo lê văn vân anh đi đường không có mắt sao nguyễn thị lệ chừng mắt nói không thấy xe chạy lại đây sao hại tôi đâm vào cây lê văn vân cạn lời Suốt ba năm qua, khi anh đứng trước mặt người thân bạn bè Nguyễn Vũ Đồng chưa từng được ngừng đầu. Phần lớn anh đều cắn răng chịu đựng sự trào phúng của họ. Nhưng bây giờ đã ly hôn, thân phận của anh cũng thay đổi. Anh cười lạnh một tiếng nói, chính cô chạy xe trên lối đi bộ, suýt nữa thì đã tông phải tôi, bây giờ còn trách tôi làm sai nữa à. Anh còn cãi lý, Nguyễn Thị Lệ nói, nhìn dáng vẻ dơ giấy của anh thật muốn buồn nôn, không hiểu vì sao lúc trước bác cả lại gả chị gái cho anh giờ thì tốt rồi hai người ly hôn chị cũng tìm được hạnh phúc thuộc về mình rồi đáng đời anh lắm trong ánh mắt lê văn vân lóe lên tia sáng lạnh quả nhiên đúng là cặp chị em thối tha giống hệt nhau chương năm nhớ kỹ lời cô nói đứng lại nguyễn thị lệ thấy lê văn vân định đi vội vàng mắng xe tôi bị đâm hỏng rồi anh phải bồi thường cho tôi còn giấy tờ rơi trên mặt đất này cũng phải nhặt lên cho tôi trong lòng lê văn vân tức nghẹn những người này thật coi thường anh nghĩ anh dễ bị bắt nạt à anh từ từ thở ra một hơi không để ý đến nguyễn thị lệ xoay người rời đi cùng với trần vũ hừ đồ bỏ đi nhìn bóng dáng lê văn vân nguyễn thị lệ bĩu môi khinh thường nói sau khi hai người rời đi trần vũ bất lực nói nói chứ cậu định bỏ qua như thế sao tôi làm trâu làm ngựa chăm sóc cả nhà bọn họ ở bên ngoài làm việc kiếm tiền mệt chết mệt sống về nhà còn phải nấu cơm làm việc nhà cho bọn họ trên mặt Lê Văn Vân lóe lên vẻ phẫn nộ, nói, bây giờ, bọn họ ngang nhiên hất tôi ra, nếu không phải có vài chuyện xảy ra, hôm nay sợ là tôi phải ngủ ở công trường, sao có thể bỏ qua như vậy? Trần Vũ thở dài một hơi nói, không thì, hay là thôi đi, Nguyễn Vũ Đồng đeo bám lên người cao phái, ở Giang Thành, nhà cao phái rất có tiền, hơn nữa, không phải cậu của Nguyễn Vũ Đồng mở một công ty sao? Đám dân đen như chúng ta không đấu lại bọn họ đâu. Trần Vũ sống một mình, thuê một phòng đơn trong khu phố cũ ở Giang Thành, giống với Lê Văn Vân, cuộc sống của anh ta cũng không như ý, hoặc là nói anh ấy còn thảm thương hơn cả Lê Văn Vân nữa. Anh ấy lớn lên ở thôn, khi lên 20 tuổi thì kết hôn sinh con. Nhưng sau khi vào thành phố thì vợ anh ấy đã chạy mất, còn thảm hơn là Trần Nhạc Nhạc, con trai anh ấy, vừa mới phát hiện ra bệnh bẩm sinh, tháng nào cũng phải đi hóa trị một lần. Tôi nhớ bệnh của nhạc nhạc nhà cậu có thể chỉ tận gốc bằng cách phẫu thuật đúng không? Lê Văn Vân hỏi: "Có thể thì có thể, nhưng mà cần 3 triệu lận." Cậu cũng biết, tiền mỗi tháng của tôi đều lấp vào cái lỗ này, căn bản không đào ra nổi 30 triệu. Trần Vũ thở dài một hơi. "Tôi có thể cho cậu mượn trước." Lê Văn Vân nói. Trần Vũ sừng sốt một chút, sau đó anh ấy cạn lời nói: "Đừng đùa tôi, tôi đi đón Nhạc Nhạc trước." Nói xong, anh ấy không hề để ý tới Lê Văn Vân mà nhanh chóng mở cửa chạy đi. Lê Văn Vân cười khổ một tiếng. Xoa mũi nói, quả nhiên là không ai tin mình đột nhiên có tiền cả. Anh lắc đầu, vào một WC tắm giặt sạch, đổi một bộ quần áo, sửa sang lại đồ đạc của mình, sau đó nhíu mày. Anh nhớ rõ có một cái hộp bằng sắt, lúc trước khi anh được cứu đã ôm chặt trong lòng. Nhưng mà anh không nhớ nổi đó là thứ gì, sau đó đã bị cầm đi kê đồ ngoài ban công. Bây giờ xem ra, e là thứ này có liên quan rất lớn đến nhiệm vụ khiến anh bị mất trí nhớ lần đó phải trở về một chuyến mới được, Lê Văn Vân trầm ngâm. Nghĩ đến cả nhà Nguyễn Vũ Đồng, vẻ mặt của anh lại trầm xuống. Mình nhớ Nguyễn Thị Lệ làm ở bộ phận nhân sự trong một công ty tên Thịnh Thế. Lê Văn Vân cân nhắc, sau đó móc di động ra, lần nữa tìm được số điện thoại của đáng Hân Hân. Alo, rất nhanh, giọng nói êm tai của đáng Hân Hân ở đầu bên kia điện thoại đã vang lên, anh Lê, có gì cần giúp đỡ sao? Cô biết công ty Thịnh Thế không? Lê Văn Vân hỏi. Vâng, đã nghe nói qua, là một công ty hậu cần khá lớn ở Giang Thành. Có vài nghiệp vụ qua lại với ngân hàng chúng tôi. Vừa hay tôi là người chịu trách nhiệm bàn bạc." Đặng Hân Hân nói. Lê Văn Vân trầm ngâm một chút, sau đó thở ra một hơi nói, "Vậy, tài chính bây giờ của tôi có thể thu mua công ty của bọn họ không?" "Sao? Anh muốn thu mua thịnh thế?" Đặng Hân Hân hơi kinh ngạc hỏi. "Ừ." Lê Văn Vân gật đầu. Đặng Hân Hân hơi mỉm cười nói, "Không thành vấn đề." Trong ngày hôm nay tôi sẽ giúp anh chuẩn bị, ngày mai anh cứ chờ ký tên lên hợp đồng là được. Cảm ơn, Lê Văn Vân vội vàng nói. Ngồi một chỗ sắp xếp lại suy nghĩ một lúc, sau đó anh đứng dậy ra khỏi nhà, dự tính lấy hộp sắt kia về rồi mới tính tiếp. Anh ra cửa, theo thói quen định đi tàu điện ngầm về nhà. Trong 3 năm qua, anh đã rèn được thói quen tiết kiệm. Tới khu cư xá, anh đi thẳng về nhà, không đúng, nơi đã từng là nhà. Tới cửa anh móc chìa khóa ra, vừa mới chuẩn bị mở cửa, đã nghe bên trong vang lên tiếng cười đùa. "Chị, kỳ này chúc mừng chị nhé, cuối cùng đã bỏ được tên phế vật Lê Văn Vân kia. Chị không biết đâu, hôm nay em gặp anh ta, ăn mặt như là tên ăn mày, cũng may bây giờ chị tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai lại còn có tiền. Thật khiến em hâm mộ muốn chết luôn, nghe nói anh ta tặng chị chiếc BMW, còn lấy lòng tặng chị tài khoản tiết kiệm 500.000 nữa." đây là giọng nói của nguyễn thị lệ trong lòng lê văn vân hơi động xem ra nguyễn vũ đồng cũng có chút đầu óc không ra ngoài qua đêm với cao phái ôi chao em xinh đẹp như vậy nhất định sau này sẽ tìm được một anh chồng vừa đẹp trai vừa có tiền thôi nguyễn vũ đồng cười ha hả nói tìm được bạn trai hay không là một chuyện có thể ly hôn với tên lê văn vân mới là chuyện tốt không biết lúc trước anh cả nghĩ gì, sống chết bắt cháu gả cho Lê Văn Vân, ngoại trừ có sức khỏe ra thì không còn gì cả. Thế kỷ 21 này, sức lực đã lỗi thời rồi. Loại như cậu ta, cả đời này chỉ có thể ở dưới tầng đáy xã hội. Lại một giọng nói vang lên, đây là bố Nguyễn Thị Lệ, Lâm Bằng Đào. Ôi trời, đừng nhắc tới phế vật kia, chúng ta đến chúc mừng chị dâu tìm được con rể mới. Qua nhiều năm như vậy, cuối cùng đã hết khổ. Đúng vậy, đúng vậy ngay sau đó một đám người lại cười nói vui vẻ ngoài cửa trong ánh mắt lê văn vân lóe lên tia lạnh sau khi anh ly hôn cả nhà này cứ như đang ăn tết vậy phù lê văn vân thở hắt sau đó cắm chìa khóa vào vặn một cái rồi phát hiện anh không mở ra được khóa đã bị đổi anh cười lạnh một tiếng sau đó gõ cửa ai đó trong phòng vang lên câu đáp lại ngay sau đó vang lên tiếng mở cửa cửa được mở ra, Ngô Thị Hương đang đứng ở cửa. Khi vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, phản ứng đầu tiên của bà ta là ngây ra, sau đó mất kiên nhẫn nói cậu còn trở về làm gì. Tính lì lợm la liếm sao. Bên trong phòng khách đặt một cái bàn thật lớn, lúc này có mười mấy người đang ngồi đó, khi vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, vẻ mặt bọn họ đều lộ ra vẻ chán ghét không hề che giấu. Tôi về lấy đồ, Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Đồ của cậu không phải đã đưa hết cho cậu rồi sao? Còn lại tôi đã vứt hết rồi." Ngô Thị Hương nói xong, ra vẻ muốn đóng cửa. Lê Văn Vân ấn tay lên cửa, nói lại lần nữa, "Bên ban công có một hộp sắt kê đồ, đó là hộp tôi đã ôm theo bên người khi được chú cứu, tôi phải mang nó đi." Nói rồi, anh muốn đi vào. "Cậu đừng bước vào, tôi đi lấy cho cậu, đừng làm dơ nhà của tôi." Ngô Thị Hương vội vàng nói. "Lê Văn Vân tức điên. Căn nhà này được mua bằng tiền của anh." ngày thường việc dọn dẹp trong nhà cũng do anh làm anh đứng ở cửa bên trong phòng khách họ hàng của nguyễn vũ đồng đều nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét phòng khách vốn náo nhiệt vì anh đến mà trở nên yên tĩnh nguyễn vũ đồng nhíu mày đứng dậy đi tới cửa nhìn lê văn vân nói tôi biết trong lòng anh còn hận cảm thấy tôi và mẹ làm rất quá đáng nhưng anh cũng biết rõ loại người như anh thật sự không xứng với tôi nguyễn vũ đồng nói lúc trước chủ yếu vì thỏa mãn nguyện vọng của bố nên tôi mới kết hôn với anh lê văn vân cười nhạo một tiếng không đáp lại sau khi lấy xong đồ thì đừng tới gặp tôi nữa tôi sợ cao phái thấy được sẽ không vui nguyễn vũ đồng lại nói tiếp lúc này ngô thị hương dùng ngón tay kẹp một cái hộp sắt nhỏ đầy bụi đất đi ra tới cửa ném về phía lê văn vân nói được rồi cậu đi được rồi đó lê văn vân nhận lấy hộp sắt trong lòng thở phào nhẹ nhõm sau đó anh nhìn vào trong phòng Hơi cười lạnh nói, các người sẽ hối hận. Hối hận? Lê Văn Vân, tôi nói thẳng, tương lai anh mà xá lạn thì Nguyễn Thị Lệ tôi cả đời không gả chồng. Trong phòng, Nguyễn Thị Lệ khinh thường nói. Lê Văn Vân ngẩng đầu, nhìn về phía cô ta, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, nói, nhớ kỹ lời cô nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 6, anh bị đuổi việc rồi. Đối với lời nói của Lê Văn Vân, đương nhiên không một ai trong nhà Nguyễn Vũ Đồng để ý cả. Sau khi Ngô Thị Hương ném đồ cho anh, đã đóng cửa ầm um, một phát. Nhìn cánh cửa đang đóng chặt, Lê Văn Vân sờ mũi, cười lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi nơi này. Căn nhà 72 trong cư xá hoa viên này là do Lê Văn Vân liều mạng kiếm tiền mua được, có 3 phòng một sảnh, bây giờ anh không còn tư cách bước vào. Anh ăn qua loa bên ngoài, rồi ngồi tàu điện ngầm đến nhà Trần Vũ. Trên tàu điện ngầm, Đặng Hân Hân đã gọi cho anh một cuộc điện thoại, báo với anh là đã bàn bạc xong với công ty Thịnh Thế, đối phương đồng ý bị thu mua, giá cả đã được Đặng Hân Hân bàn bạc xong, thương lượng được mức 190 triệu. Tiết kiệm giúp anh không ít tiền, thời gian ký hợp đồng đã hẹn vào 10 giờ sáng mai. Trong lòng Lê Văn Vân mừng như điên, anh thấy nóng lòng, không chờ nổi mong đến ngày mai. Đến lúc đó vẻ mặt của Nguyễn Thị Lệ Hẳn sẽ hay ho lắm đây. Đồng thời, ngày mai anh cũng có cơ hội đi khôi phục lại ký ức của mình. 9 giờ sáng hôm sau, anh thuận lợi đến công ty Thịnh Thế. Quy mô của công ty Thịnh Thế được xem như công ty hậu cần hàng đầu Giang Thành. Khi Lê Văn Vân vừa tới, bảo vệ ngoài cửa đã lập tức cản anh lại, hỏi đứng lại, anh tới đây làm gì? Lê Văn Vân hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó, trên mặt lộ ra một nụ cười, anh đáp, ừm, xem như tôi đến đây để đi làm. Đi làm, bảng tên nhân viên của anh đâu? Bảo vệ đi tới trước mặt Lê Văn Vân hỏi. Người bảo vệ này vừa nhìn chưa đến 30 tuổi, dáng người xem như chắc nịch. Tôi, Lê Văn Vân mới vừa định giải thích một chút, lúc này, phía sau anh bỗng nhiên vang lên giọng nói, Lê Văn Vân. Lê Văn Vân theo giọng nói nhìn sang, sau lưng anh, Nguyễn Thị Lệ đang ngồi trên chiếc xe chạy từ đằng xa tới, rồi ngừng trước cửa công ty. Ôi, người đẹp Nguyễn, sao hôm nay lại đi làm muộn vậy? cẩn thận bị phê bình đó bảo vệ canh cửa nói tôi đã nói trước với ông chủ rồi anh ta tới đây làm gì vậy nguyễn thị lệ hỏi anh ta nói anh ta tới đây đi làm bảo vệ giải thích nói đi làm à anh muốn xin chân bảo vệ ở đây à nguyễn thị lệ cười như không cười nhìn lê văn vân hỏi không phải hôm qua anh đã nói muốn cả nhà chúng tôi hối hận sao là tới công ty tôi làm bảo vệ để cả nhà chúng tôi hối hận Lê Văn Vân cười lạnh một tiếng nói, chờ lát nữa cô sẽ biết. Tôi không biết lát nữa tôi có hối hận hay không, tôi chỉ biết, bây giờ anh sẽ hối hận. Nguyễn Thị Lệ cười lạnh một tiếng. Bảo vệ trực cửa thấy vậy sáng mắt, qua cuộc trò chuyện của Lê Văn Vân với Nguyễn Thị Lệ, anh ta nghe ra hai người bất hòa với nhau. Anh ta cảm thấy bây giờ cần phải đứng ra khoe khoang một chút trước mặt cô gái đẹp như Nguyễn Thị Lệ, ngộ nhớ có cơ hội thì sao? anh ta nhìn thoáng qua lê văn vân nói anh tới đây làm bảo vệ ai tuyển anh sao đội trưởng đội bảo vệ như tôi lại không biết anh không cần tới đây làm nhanh cút đi lê văn vân liếc mắt nhìn anh ta bình tĩnh hỏi từ khi nào một đội trưởng đội bảo vệ lại có tư cách đuổi việc người khác anh trên mặt đội trưởng đội bảo vệ lóe lên vẻ phẫn nộ anh ta không có tư cách đuổi việc anh nhưng có người có tư cách nguyễn thị lệ cười lạnh đồng thời móc di động ra gọi một cuộc điện thoại nũng nịu nói alo, sếp, công ty mới tuyển một tên bảo vệ mà tôi rất là ghét, anh có thể đuổi việc anh ta không? Ừ, tôi ở cửa, anh tới ngay đi. Nguyễn Thị Lệ trả lời, sau đó cúp điện thoại, nhìn về phía Lê Văn Vân nói, hình như anh không biết, tôi làm trong bộ phận nhân sự của công ty này, sếp của tôi là giám đốc bộ phận nhân sự, đuổi việc anh chỉ là một chuyện còn con. Quả nhiên, qua 2 phút, một người trung niên mặc tây trang mang giày ra tầm 30 tuổi đi ra từ cửa, khi vừa nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ, vẻ mặt anh ta nở nụ cười tươi giói, lệ lệ, cô lại đi muộn rồi. Từ ánh mắt anh ta nhìn Nguyễn Thị Lệ có thể nhận ra anh ta là người theo đuổi Nguyễn Thị Lệ. Lê Văn Vân cũng có thể nhìn ra được, cô ta không hứng thú với giám đốc nhân sự này, cùng lắm là xem người này là lốp xe dự phòng mà thôi. Người nọ đi xuống dưới lầu, nhìn thoáng qua Lê Văn Vân nói, bảo vệ mới tới là anh ta. Nguyễn Thị Lệ vội vàng gật đầu nói, vâng anh ta nhìn về phía lê văn vân đánh giá từ trên xuống dưới rồi anh không cần đến nữa sau đó anh ta quay đầu nhìn về phía nguyễn thị lệ nói lệ lệ chúng ta đi lên đi tôi có chuẩn bị bữa sáng cho cô bíp bíp vào ngay lúc này một chiếc xe chạy băng băng đến đây rồi hơi ngừng lại ấn kèn xe cửa sổ xe mở ra ở hàng ghế sau một người đàn ông trung niên thò đầu ra hỏi có chuyện gì vậy đội trưởng đội bảo vệ vội vàng cúi đầu khom lưng nói chủ tịch có chút việc nhỏ tôi lập tức mở cửa cho anh anh lê vào ngay lúc này bên còn lại của hàng ghế phía sau có một giọng nói êm tai vang lên lê văn vân nhìn phát hiện đặng hân hân đeo mắt kính trên người mặc đồng phục cũng ngồi trên xe người đàn ông trung niên nghe đặng hân hân nói kinh ngạc nhìn thoáng qua lê văn vân rồi hỏi cậu ta chính là anh lê muốn thu mua công ty chúng tôi sao Đặng hân hân gật đầu nói, đúng vậy. Người đàn ông trung niên vội vàng mở cửa xe, bước xuống xe, dưới ánh mắt dại ra của đội trưởng đội bảo vệ, anh ta đi đến trước mặt Lê Văn Vân nói, cậu Lê đúng là tuổi trẻ tài cao mà, còn trẻ tuổi mà đã có đủ tài chính thu mua công ty chúng tôi. Đặng hân hân cũng bước xuống, chớp mắt với Lê Văn Vân, sau đó mỉm cười nói, giới thiệu một chút, vị này chính là Hoàng An, Chủ tịch Hoàng. Hoàng An lập tức nhíu mày nói, "Cậu Lê, sao cậu không lên trên chờ tôi?" Ở bên cạnh, cái chán của đội trưởng đội bảo vệ đã bắt đầu túa mồ hôi lạnh, anh ta nuốt nước miếng nói, "Chủ tịch, có phải ông đã lầm hay không? Trông anh ta muốn tới công ty chúng ta làm bảo vệ thì đúng hơn ạ." À? Hoàng An mới vừa thấy phản ứng của anh ta, đại khái đã đoán được đầu đuôi câu chuyện, ông ấy nhìn về phía đội trưởng đội bảo vệ, nở nụ cười, "Một lát nữa, cậu Lê đây chính là ông chủ mới của cậu." Chuyện này, sắc mặt đội trưởng đội bảo vệ thoát biến đổi. Hoàng An không nói thêm gì nữa, làm tư thế mời, nói chúng ta đi vào trong công ty rồi nói. Lê Văn Vân mỉm cười gật đầu, sau đó anh nhìn thoáng qua đội trưởng đội bảo vệ nói, ngày mai anh không cần phải đi làm nữa. Trình tự ký hợp đồng cũng không dườm ra, Lê Văn Vân chỉ ký tên, ấn dấu tay, thủ tục trong đó đều được đặng Hân Hân phụ trách. Công ty không bị ảnh hưởng quá nhiều, chỉ có một vài quản lý cấp cao của công ty biết chuyện này. 10 giờ rưỡi, hợp đồng thu mua chính thức có hiệu lực. Lê Văn Vân thở ra một hơi, nhìn về phía tổng giám đốc chấp hành công ty nói, việc đầu tiên, cách chức giám đốc nhân sự của công ty. Tuyển một người mới. Giám đốc chấp hành sửng sốt một lúc, anh ta không ngờ rằng Lê Văn Vân vừa mới ký hợp đồng xong đã ra lệnh như vậy, nhưng anh ta vẫn gật đầu nói, được, bây giờ tôi đi làm ngay. Trong khu làm việc ở tầng 3 của công ty, bộ phận nhân sự, lúc này trong văn phòng, giám đốc nhân sự Trần Phong đang ngồi bên cạnh Nguyễn Thị Lệ, cười hỏi, bánh bao của nhà này ăn ngon lắm, sáng nay tôi phải lái xe hơn mười mấy km để mua cho cô. Hôm nay tan làm tôi đưa cô đi xem phim nha. Những người trong bộ phận nhân sự đã nhìn nhiều đến quen. Trần Phong có ý với Nguyễn Thị Lệ, tất cả mọi người trong bộ phận đều biết. Nguyễn Thị Lệ chu miệng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này, ngoài cửa có một người đi đến nói, không cần tan tầm mới đi. Vẻ mặt Trần Phong hơi đổi, vội vàng đứng lên, cúi đầu nói, giám đốc từ. Giám đốc từ nhìn thoáng qua Trần Phong, bình tĩnh nói, đến phòng tài vụ kết toán tiền lương của anh, sau đó thu dọn đồ đạc là có thể rời đi. Vẻ mặt Trần Phong ngây ra, anh ta ngạc nhiên nói, giám đốc từ có ý gì? Có ý gì ư, giám đốc từ nhìn anh ta một cái, rất đơn giản, anh đã bị sa thải rồi chương 7, bác sĩ xinh đẹp trần phong ngây ra tại chỗ anh ta còn tưởng mình nghe lầm anh ta bị sa thải rồi không có bất kỳ dấu hiệu nào mà bị cách chức ư nguyễn thị lệ bên cạnh anh ta cũng sửng sốt ngay sau đó khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười như có như không rồi lập tức biến mất với cô ta mà nói trần phong chỉ là một cái lốc xe dự phòng đương nhiên thực tế thì điều kiện của trần phong cũng không tệ tuổi không quá lớn mà đã leo lên được vị trí giám đốc nhân sự của công ty hậu cần lớn nhất Giang Thành, lương một năm cũng hơn trăm nghìn. Nhưng, ánh mắt Nguyễn Thị Lệ rất cao, nhất là sau khi thấy Nguyễn Vũ Đồng tìm được cao phái, ánh mắt cô ta đã cao hơn nữa, cô ta cảm thấy mình không thể kém hơn Nguyễn Vũ Đồng được, cô ta cũng có thể tìm được người như cao phái, thậm chí còn tốt hơn cả cao phái. Đương nhiên, bọn họ cân nhắc một người đàn ông tốt hay không là xuất phát từ tiềm lực kinh tế giám đốc từ chuyện này sao lại thế này trần phong đã bất chấp vẻ mặt của nguyễn thị lệ sau vài giây ngẩn ra ngắn ngủi anh ta vội vàng hỏi giám đốc từ thờ ơ lướt nhìn anh ta rồi nói công ty chúng ta bị thu mua ông chủ mới tới là một người trẻ tuổi anh ta vừa tới đã bảo anh rời đi tôi không còn cách nào trần phong còn muốn hỏi thêm vài câu nhưng mà giám đốc từ đã xoay người nói tôi còn công việc bản thân anh đắc tội với ai anh hẳn tự biết rõ chứ nói xong anh ta xoay người rời đi. Trần Phong mất hết sức lực ngã phịch xuống ghế. Là người mà anh ta đã đắc tội, nhưng trong những người anh ta đắc tội, không có nhân vật nào có thể mua lại thịnh thế cả. Anh ta không rõ. Hai người đi ra khỏi công ty, Lê Văn Vân thở ra một hơi nói, giám đốc đặc, không biết phải cảm ơn cô thế nào, hơn nữa, có vẻ sau này còn rất nhiều việc nhờ đến cô. Cô xem tôi nên trả thù lao cho cô thế nào mới được. Đặng Hân Hân hơi mỉm cười nói, đừng nói đến báo đáp, anh là người dùng cấp kim cương của ngân hàng chúng tôi, chỉ cần anh đưa ra yêu cầu, ngân hàng chúng tôi sẽ phối hợp trăm phần trăm với anh. Lê Văn Vân ngẩn ra, không ngờ rằng người dùng kim cương ở ngân hàng Tân Hải lại có quyền hạn cao như vậy. Đương nhiên, nếu anh thật sự muốn cảm ơn tôi, thật ra có thể giúp tôi một việc gấp, vào tối nay cùng tôi tham gia một bữa tiệc tối. Đặng Hân Hân cười ngọt ngào nói, nói đơn giản, là giả vờ làm bạn trai của tôi. Lê Văn Vân sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, chuyện này không thành vấn đề. Đôi mắt đặng hân hân hơi sáng lên, sau đó gật đầu nói, anh đã đồng ý là không được đổi ý đâu. Tối nay khi đến giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho anh, sau đó lái xe tới đón anh. Lê Văn Vân gật đầu. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã ra tới cửa. Sau khi chào từ biệt, hai người lái xe rời đi. Đến 11 giờ 20 trưa, Lê Văn Vân đến cổng công trường đúng giờ. Quả nhiên, khi vừa đến cửa anh đã thấy được cô gái tóc ngắn cầm một hộp cơm vẻ mặt thất vọng đi ra từ bên trong công trường ngay khi cô ấy nhìn thấy lê văn vân đôi mắt lại hơi sáng ngời sau đó bước thật nhanh tới tôi còn tưởng rằng anh không tới cô ấy đi tới trước mặt lê văn vân cười nói ngày hôm qua tôi đã kiểm tra số dư thẻ ngân hàng hẳn là cô không lừa tôi lê văn vân thở ra một hơi nói cho nên anh đồng ý trở về với tôi sao ánh mắt cô gái tóc ngắn sáng lên hỏi lê văn vân gật đầu nói ừ yes cô gái xinh đẹp múa may nắm tay nói người gác đêm số không cuối cùng đã trở về thế giới này người gác đêm số không lê văn vân nhíu mày hỏi nghĩa là gì đây là dấu hiệu của đơn vị bí mật chúng ta ai cũng có danh hiệu của mình phần lớn thành viên lấy số làm biệt hiệu người càng lợi hại thì con số càng nhỏ trước kia anh chính là người gác đêm số không cũng chính là vũ khí mạnh nhất Nói tới đây, cô ấy hơi xấu hổ nói, nhưng bởi vì anh mất tích 3 năm, rất nhiều người đều cho rằng anh đã qua đời trong nhiệm vụ lần trước, cho nên bây giờ danh hiệu số không của anh đã thuộc về người khác, nhưng chỉ cần anh nhớ lại, tôi tin anh sẽ nhanh chóng giành về được thôi. Lê Văn Vân gãi đầu, hoàn toàn nghe không hiểu cô ấy đang nói gì, anh ho khan một tiếng nói, vậy tôi phải làm sao mới có thể khôi phục ký ức được. Ừ, bây giờ tôi đưa anh đến gặp bác sĩ Phạm, Cô gái tóc ngắn nói, bác sĩ Phạm là bác sĩ tốt nhất của người gác đêm chúng tôi, cũng là bác sĩ giỏi nhất toàn thế giới. Lê Văn Vân gật đầu nói, được, đúng rồi, vẫn chưa biết phải xưng hô với cô thế nào. Cô gái sửng sốt một chút, sau đó gái đầu nói, bây giờ tôi mang số 66, còn về tên tôi, sau khi anh nhớ lại, hẳn là có thể nhớ ra. Trong lòng Lê Văn Vân có một cảm giác kỳ lạ, dùng con số làm danh hiệu xưng hô, luôn khiến cho anh cảm thấy như đang gọi kỹ sư vậy cô ấy bắt một chiếc xe hai người bước lên địa điểm họ đến không phải là bệnh viện hay phòng khám mà chạy thẳng đến một nơi lê văn vân vô cùng quen thuộc cư xá hoa viên đúng vậy nơi bọn họ đến là chính là cư xá hoa viên bởi vì lúc trước định sẽ đưa anh trở về nên đã mua một căn nhà cách vách nhà anh tôi và bác sĩ phạm đều ở bên trong cô gái tóc ngắn cười nói rất nhanh Hai người đã đến nơi. Bác sĩ Phạm tên là Phạm Nhược Tuyết, là nữ, không giống trong tưởng tượng của Lê Văn Vân. Anh vốn cho rằng Phạm Nhược Tuyết là một người đứng tuổi, nhưng khi vừa nhìn thấy đã khiến anh rất kinh ngạc. Cô rất xinh đẹp, thậm chí còn xinh hơn cả người đẹp như Nguyễn Vũ Đồng vài phần. Hơn nữa, tuổi thoạt nhìn còn chưa tới 30, vô cùng trẻ trung. Sau khi nhìn thấy Lê Văn Vân, vẻ mặt cô không quá đẹp, lạnh lùng liếc nhìn Lê Văn Vân một cái đôi lông mày nhíu chặt lại nói mất trí nhớ cứ cho là vậy đi lê văn vân nói đi đến sofa nằm xuống giọng điệu của phạm nhược tuyết lạnh nhạt nói tôi đi lấy chút đồ nói xong cô đã xoay người đi về phía phòng ngủ lê văn vân thấy hơi xấu hổ anh ho khan một tiếng nhỏ giọng hỏi có phải trước kia tôi nợ tiền bác sĩ phạm hay không vậy không phải như thế cô gái tóc ngắn cười ha hả nói chỉ là lúc trước khi anh còn ở người gác đêm cứ luôn thổ lộ với bác sĩ Phạm, còn nói không phải cô ấy sẽ không cưới. Lần này đến đây tìm được anh, khi phát hiện trong tư liệu điều tra của anh để đã kết hôn, hình như bác sĩ Phạm hơi tức giận ấy. Trước kia cô ấy thích tôi, Lê Văn Vân kinh ngạc nói. Trước kia mình lợi hại như vậy à, người có sắc đẹp nhường thế mà cũng có ý với mình sao? Trước kia không có, bác sĩ Phạm từ chối anh không biết bao nhiêu lần. Cô gái tóc ngắn nở nụ cười vui tươi hớn hở. Lê Văn Vân cứng họng, vậy anh kết hôn cô tức giận làm quái gì? Đừng lại nha lại nhải. Lúc này, Phạm Nhược Tuyết đi ra, sau đó cô móc một quả quyết từ trong túi ra, lạnh nhạt nói, mắt nhìn vào đồng hồ quả quyết. Đồng hồ quả quyết bắt đầu lắc lư qua trái qua phải. Trong mắt Lê Văn Vân không ngừng chuyển động theo đồng hồ quả quyết. Phạm Nhược Tuyết cũng bắt đầu nói chuyện, giọng nói của cô không hề lạnh nhạt, mà thay vào đó có cảm giác vô cùng dịu dàng. Từ từ, Lê Văn Vân cảm thấy có một cơn buồn ngủ ập tới, rồi chậm chậm khép hai mắt mình lại, đồng thời, giọng nói dịu dàng không ngừng vang lên bên tai. Anh là Lê Văn Vân, sinh ra ở Giang Thành, khi 18 tuổi, anh. Cùng với giọng nói hiện lên dẫn đường, một vài hình ảnh, vô số ký ức, bắt đầu hiện ra trong đầu Lê Văn Vân. chương 8, khôi phục ký ức. Vô số ký ức bắt đầu hiện ra trong đầu Lê Văn Vân. Xuất thân của Lê Văn Vân không phải là ở Giang Thành, mà là ở thành phố Lâm Hải, là cậu Lê nhà họ Lê của thành phố Lâm Hải. Nhà họ Lê cũng coi như giàu có, nhưng nhà Lê Văn Vân chỉ được coi là nhánh phụ của dòng họ này, nhưng so với phần lớn mọi người mà nói, nhà họ coi như cũng giàu có. Khi anh 18 tuổi, anh gặp được một ông lão, Lê Văn Vân trẻ tuổi bị lừa trở thành một thành viên của người gác đêm, ngu ngơ ở người gác đêm đến 6 năm trời. Trong thời gian đó, anh đã bộc lộ thiên phú võ học xuất sắc trong một năm đã lập được chiến công hạng nhất. Năm thứ ba trở thành người gác đêm, anh đã giành được huân chương, tinh diệu, tối cao vinh dự nhất của người gác đêm. Hơn nữa, anh thuận lợi trở thành người gác đêm số 0, cũng có người gọi anh là thần chết, bởi vì khi anh chấp hành nhiệm vụ đều luôn sát phạt quyết đoán. Ba năm trước đây, anh và người gác đêm số 2 và số 7 nhận được nhiệm vụ bí mật, đi tới Giang Thành. Kết quả là bị phục kích của kẻ thù, số 7 chết ngay tại chỗ, trong trận chiến đấu quyết liệt, anh và số 2 bị tách ra. Lê Văn Vân mang theo vật phẩm nhiệm vụ cố thoát ra từ trong bể máu, nhưng không chạy được bao lâu đã không chịu được mà ngất đi. Khi tỉnh dậy lần nữa, anh đã nằm trong bệnh viện, là bố Nguyễn Vũ Đồng cứu anh. Sau đó bố Nguyễn Vũ Đồng đối xử với anh rất tốt. Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì bố Nguyễn Vũ Đồng phát hiện ra thứ gì đó trên người anh, cảm thấy Lê Văn Vân là một nhân vật lớn. Sau đó mới có chuyện ông ấy ép Nguyễn Vũ Đồng gả cho Lê Văn Vân. Mà làm người gác đêm số 0, trong 6 năm qua, Lê Văn Vân đã tích lũy được không biết bao nhiêu tài sản trong nước và ngoài nước, tấm thẻ kim cương 1 tỷ 2 kia chỉ là một góc nhỏ của tảng băng mà thôi. Bên tai, giọng nói dịu dàng vẫn vang vọng như cũ. Anh có nhớ không, anh đã từng là một người mà khiến cả thế giới vừa nghe tên đã sợ mất mật, là sứ giả ánh sáng của người gác đêm. Những nhóm người núp trong bóng tối vừa nghe đến tên của anh đã sợ hãi vãi ra quần. Anh là người gác đêm số 0, là thánh chủ của thành tội ác, trên tay anh nhuốm đầy máu tươi, nhưng anh cũng đã cứu vớt cơ man sinh mệnh. Vô số cảnh tượng, vô số ký ức từ từ hiện ra trong đầu anh. Không biết qua bao lâu, anh từ mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu. Phạm Nhược Tuyết ngồi trên ghế, nhìn thấy Lê Văn Vân mở mắt, khóe môi nở một nụ cười lạnh. Thế nào thế nào rồi? Lúc này, cô gái tóc ngắn kia vội nhảy đến hỏi. Lê Văn Vân hơi mỉm cười nhìn cô ấy, ngồi dậy, đưa tay xoa đầu cô ấy nói, ừ, nhớ ra rồi, ba năm không gặp tiểu u của chúng ta càng ngày càng xinh đẹp. Anh đã nhớ ra tôi rồi, giọng điệu cô gái tóc ngắn trở nên hưng phấn. Đúng vậy, Lê Văn Vân nhớ ra rồi, cô gái trước mặt tên là Lý Tiểu U, là do Lê Văn Vân tự mình đưa cô ấy về người gác đêm. Đó là lần đầu tiên Lê Văn Vân làm nhiệm vụ, vào 9 năm trước, bố mẹ Lý Tiểu U đã qua đời hết, Lê Văn Vân dẫn cô ấy mới 12 tuổi về người gác đêm. Nói đến đây, Lê Văn Vân thở ra một hơi, nhìn về phía Phạm Nhược Tuyết nói: "Cảm ơn bác sĩ Phạm." Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, nói: "Cảm ơn." Không ngờ rằng miệng anh lại sẽ nói ra chữ này đó. Con người luôn thay đổi mà." Lê Văn Vân cười, sau đó trầm ngâm một chút hỏi: "Vậy ông cụ bà cụ có khỏe không? Thân thể họ vẫn khỏe mạnh lắm đó. Lý Tiểu U cười ha hả nói, để lộ đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ, vẻ mặt cô ấy hưng phấn nói, bây giờ anh đã nhớ lại, vậy nhiệm vụ lần này của chúng ta hẳn sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lê Văn Vân trầm ngâm một chút nói, nhiệm vụ lần này của mọi người là gì? Người của Hồng Nguyệt, Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói, đã thiệt hại ba người. Ánh mắt Lê Văn Vân rét lạnh, nếu cả nhà Nguyễn Vũ Đồng nhìn thấy ánh mắt này của Lê Văn Vân, đoán chừng sẽ không thể tin nổi. Trong ba năm nay, Lê Văn Vân đều mang dáng vẻ vâng vâng giả dạ giả dạ chịu thương chịu khó, bọn họ cảm thấy Lê Văn Vân là một người thành thật. Nhưng Lê Văn Vân bây giờ vừa nghe được hai chữ, Hồng Nguyệt trong ánh mắt chứa sát ý vô tận. Là sát ý nồng đậm không thể che lấp. Tìm được số 2 rồi sao? Lê Văn Vân hỏi lại lần nữa. Bây giờ vẫn chưa tìm được, cả thi thể số 7 cũng không tìm được. Phạm Nhược Tuyết nói. Mục tiêu lần này của Hồng Nguyệt là. Reng reng reng. Vào ngay lúc này, di động Lê Văn Vân bỗng nhiên vang lên. Anh vừa lấy di động ra đã thấy Đặng Hân Hân gọi đến. Anh nhìn Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U. Sau đó nhận cuộc gọi, nói alo, giám đốc Đặng. Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi tan làm rồi. Anh đã đồng ý với tôi giả làm bạn trai tôi đến dự tiệc tối chung với tôi. Anh gửi địa chỉ cho tôi. Bây giờ tôi sẽ lái xe đến đón anh. Đặng Hân Hân ở bên kia điện thoại, nói. Lê Văn Vân kinh ngạc, hắn nhìn thoáng qua thời gian, vậy mà đã 5 giờ rưỡi chiều rồi, không ngờ anh đã ngủ suốt một buổi chiều. Tôi ở cư xá Hoa Viên, cô lái xe đến đây là được, rồi gọi cho tôi, tôi sẽ đứng chờ ngoài cửa. Lê Văn Vân nói, được, 10 phút sau gặp nhé. Đặng Hân Hân nói xong thì cúp điện thoại. Lát nữa tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, hai người cho tôi chìa khóa đi, bây giờ tôi không có chỗ ở, Buổi tối về ở với hai người là được." Lê Văn Vân ho khan một tiếng, mới nói. Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Lê Văn Vân, xoay người đi vào phòng ngủ. Ánh mắt Lý Tiểu U sáng lên, vội vàng đi tìm một cái chìa khóa đưa cho Lê Văn Vân nói, "Đây là chìa khóa." "Đúng rồi, mục tiêu lần này của Hồng Nguyệt là ai?" Lê Văn Vân hỏi. "Con gái của nhà giàu số 1 Giang Thành, Đỗ Tịch Tịch." Lý Tiểu U nói lê văn vân trầm ngâm hỏi các người đã có kế hoạch gì rồi không nói cụ thể trong chốc lát được anh ra ngoài làm việc của mình trước đi sau khi trở về chúng tôi sẽ nói tỉ mỉ cho anh lý tiểu u nói lê văn vân không hỏi nhiều gật đầu đi ra ngoài cửa chờ đến khi lê văn vân đóng cửa lại lý tiểu u mới cười khổ một tiếng nói bác sĩ phạm cô nói xem anh ấy sẽ đồng ý kế hoạch của chúng ta sao dù sao anh ấy mới vừa ly hôn anh ta không đồng ý cũng phải đồng ý. Phạm Nhược Tuyết đẩy cửa ra, nói với vẻ thờ ơ. Đương nhiên Lê Văn Vân không biết kế hoạch của bọn họ là gì, anh đứng trước cổng cư xá, rất nhanh đã có một chiếc xe hơi màu đỏ bóng loáng đổ lại, cửa xe hạ xuống, đặng hân hân gọi Lê Văn Vân, lên xe đi. Lên xe, Lê Văn Vân hỏi, đây là bữa tiệc gì vậy? Là một bữa tiệc tụ tập những người trẻ tuổi ở Giang Thành, do nhà giàu số một Giang Thành tổ chức phần lớn người trong giới nhà giàu của Giang Thành đều xuất hiện. Đặng Hân Hân bĩu môi nói, ngân hàng cử tôi đi, thật ra tôi không thích kiểu xã giao này, những cậu ấm đó thật sự rất. Nói tới đây, cô cười khổ một tiếng nói, cho nên, chỉ có thể uất ức anh rồi. Việc nhỏ thôi, Lê Văn Vân sờ mũi nói. Đúng thật, Đặng Hân Hân lớn lên xinh đẹp, lại còn độc thân, còn là người có bản lĩnh, người theo đuổi cô tất nhiên không phải ít. Đặng hân hân nhìn thoáng qua cách ăn mặc của Lê Văn Vân, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không có mặt mũi nói, khởi động xe. Nửa giờ sau, khách sạn Vạn Hào Giang Thành. Đây chính là khách sạn tốt nhất Giang Thành, nghe nói chi phí một người tiêu xài phải từ hơn 3.000 trở lên. Lúc trước, khi Lê Văn Vân còn làm việc ở công trường, anh đã nghĩ một ngày nào đó sẽ dẫn cả nhà Nguyễn Vũ Đồng đến nơi này ăn bữa cơm, thế thì có lẽ cả nhà Nguyễn Vũ Đồng sẽ không coi thường anh nữa nhỉ. Đương nhiên, đối với anh bây giờ mà nói không sao cả kiến thức của anh rất phù hợp với nhiều trường hợp đỗ xe xong lê văn vân và đặng hân hân bước xuống dưới đặng hân hân rất tự nhiên nắm lấy tay anh anh tới gần một chút mặt đặng hân hân hơi đỏ lên nói nếu không người khác sẽ không tin chúng ta là một đôi lê văn vân cứng họng đành phải đến gần hơn hai người tay trong tay đi vào khách sạn vừa đến cửa một giọng nói vang lên giám đốc đặng Lê Văn Vân theo tiếng nhìn qua, hơi nhíu mày lại. Đứng cách đó không xa, có ba người đi về phía anh. Hai người trong đó anh đều quen, Nguyễn Vũ Đồng và cả Cao Phái. Anh không ngờ vậy mà Nguyễn Vũ Đồng và Cao Phái đều tham dự tiệc rượu này. Lúc này trên người Nguyễn Vũ Đồng mặc một bộ lễ phục giả hội màu đen, khi nhìn thấy Lê Văn Vân, cô ta cũng hơi ngây người, cô ta lên tiếng, hỏi, Lê Văn Vân, anh tới đây làm gì? Lê Văn Vân nhìn cô ta với cao phái, không có trả lời. Mà bên cạnh cao phái còn một người trẻ tuổi có mái tóc màu xám. Ánh mắt người đó tối đi, nhìn Lê Văn Vân nói, giám đốc đặc, anh ta là ai? Đặng hân hân hơi mỉm cười nói, giới thiệu một chút, bạn trai của tôi, Lê Văn Vân. Nói rồi, cô mỉm cười nhìn về phía cao phái, nói cao phái, chắc anh quen nhỉ, vị này là Trần Nghị, cậu hai của tập đoàn Trần Thị. Vừa dứt lời, ba người đối diện đều dại ra, cao phái đánh giá Lê Văn Vân từ đầu đến chân, rồi nói, khẩu vị của giám đốc đặng, có hơi độc đáo đó, người anh em của tôi theo đuổi cô hai năm, cô cứ sống chết không chịu, vậy mà tìm một người làm bạn trai, lại là người vừa mới ly hôn. Nhưng Lê Văn Vân chỉ là một tên dọn gạch ở công trường, giám đốc đặng cô vừa xinh đẹp vừa có năng lực như vậy, ánh mắt không thể nào thấp như vậy chứ. Nguyễn Vũ Đồng mở miệng nói, đặng hân hân hơi mỉm cười nói tôi cảm thấy lê văn vân rất tốt mà tôi không tin hân hân nhất định là cô muốn làm cho tôi hết hy vọng nói rồi anh ta khinh thường nhìn thoáng qua lê văn vân nói anh ta là người cô thuê trên mạng đúng chứ cô muốn thuê cũng phải chỉnh trang vẻ bề ngoài tốt chút chứ cách ăn mặc của người này chờ lát nữa đi vào tiệc rượu thì sẽ khiến cho cô mất mặt trần nghị nói rồi nhìn về phía lê văn vân cách hân hân xa ra đi vẻ mặt đặng hân hân hơi đổi, dường như bởi vì bị vạch trần, nên kéo chặt tay Lê Văn Vân theo bản năng. Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn ba người cao phái, ôm vòng eo đặng hân hân nói, chúng ta đi vào thôi. Đặng hân hân hơi sửng sốt, sau đó gật đầu, hai người xoay người đi vào bên trong khách sạn. Cái thằng quát này, trên mặt trần nghị lóe lên vẻ tức giật. Yên tâm đi, cao phái mỉm cười nói, thằng quát này chỉ là một thằng nhà quê. Đặng hân hân sẽ không nhìn chúng loại người như anh ta đâu mọi người có vẻ như rất hiểu anh ta trần nghị kinh ngạc hỏi anh ta là chồng cũ của tôi một công nhân vác gạch ở công trường chỉ là một tên bỏ đi mà thôi nguyễn vũ đồng nhìn theo bóng dáng lê văn vân vẻ mặt đầy chán ghét đồng thời còn có một cảm giác khó chịu kỳ lạ đúng vậy món đồ chơi ba năm qua luôn khăng khăng đối xử tốt với cô ta bây giờ lại như bị người khác giành mất cô ta rất khó chịu ánh mắt vừa rồi lê văn vân nhìn cô ta khiến cô ta rất khó chịu anh ta là thằng phế vật mà hai người vừa nói. Trần Nhị kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt anh ta lộ ra nụ cười lạnh, nói, một lát nữa tôi sẽ làm bẽ mặt anh ta trong tiệc rượu. chương 9, cậu, cút đi. Nói là yến hội, thật ra đúng hơn là một bữa tiệc tùng. Là đại diện của ngân hàng Tân Hải, hiển nhiên mối quan hệ của đảng Hân Hân rất rộng. Khi cô vừa bước vào tiệc rượu, nháy mắt cô đã trở thành nhân vật tiêu điểm trong bữa tiệc này, không ít người đi lên chào hỏi cô, Cô cũng sẽ lễ phép mỉm cười đáp lại. Mà phần lớn những người này sẽ tò mò nhìn Lê Văn Vân, trên mặt lộ ra một vẻ kỳ lạ. Người có mặt trong sảnh tiệc không nhiều, có lẽ chỉ khoảng 34 người, nhưng hầu như trong 34 người này đã tập hợp gần hết các cậu ấm cô chiêu khắp Giang Thành. Cả sảnh tiệc được bày trí đồ ăn rực rỡ muôn màu. Lê Văn Vân nhìn quanh, ho khan một tiếng nói, tôi lấy chút đồ ăn chắc là không sao chứ? Đặng Hân Hân hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười nói, tùy anh thôi. Được rồi, Lê Văn Vân gật đầu, anh lấy một cái khay, sau đó lựa chút đồ ăn, rồi cùng Đặng Hân Hân đi tới một chỗ ngồi ngồi xuống, rồi tự ăn phần của mình. Thoạt nhìn bọn họ không hề hợp với không khí tiệc rượu, những người có mặt trong sảnh tiệc đều top 5 top 3, cầm ly rượu vang đỏ giao lưu với nhau, chỉ duy nhất một mình Lê Văn Vân ngồi trên bàn ăn thức ăn. Đặng Hân Hân không cảm thấy mất mặt, tự cầm một ly đồ uống, ngồi bên cạnh Lê Văn Vân. Vào ngay lúc này, Cao Phái đã theo Nguyễn Vũ Đồng và Trần Nghị đi vào trong sảnh tiệc, từ xa bọn họ đã thấy Lê Văn Vân đang ngồi ăn đồ ăn, Trần Nghị bĩu môi nói quả nhiên là đồ nhà quê, kiểu tụ tập này là để mọi người tâm sự, xem có cơ hội hợp tác hay không, mở rộng quan hệ. Còn anh ta được lắm, thế mà lại ngồi ăn. Anh ta căn bản không hiểu sự đời. Nguyễn Vũ Đồng ghét bỏ nói, phỏng chừng đây là lần đầu tiên anh ta đi vào khách sạn Vạn Hào, cả đời chưa ăn được thức ăn ở đây, muốn được nếm thử một chút. Hừ, hôm nay tôi phải cho anh ta biết hai chữ mất mặt viết như thế nào. Trần Nghị nói, rồi cười lạnh một tiếng, đi đến bên cạnh lấy một ly rượu vang đỏ, sau đó đi về phía Lê Văn Vân và Đặng Hân Hân. Đi tới trước mặt Lê Văn Vân, nhìn thấy Lê Văn Vân đang cúi đầu ăn thức ăn, khóe môi anh ta nở nụ cười khinh thường, sau đó cất tiếng, lớn giọng nói, giám đốc Đặng, vị bên cạnh cô là bạn trai cô sao. Lúc ngoài cửa Đặng Hân Hân đã nói qua, bây giờ anh ta hỏi lại lần nữa, còn với giọng nói lớn như vậy, hiển nhiên muốn khiến mọi người chú ý. Quả nhiên, cùng với giọng nói của anh ta, ánh mắt của không ít người trong tiệc rượu đều nhìn về phía này. Lê Văn Vân ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn thoáng qua Trần Nghị. Mà Đặng Hân Hân thì cười nói, "Đúng, vừa lúc giới thiệu cho mọi người một chút, người bên cạnh tôi chính là bạn trai tôi, Lê Văn Vân." Trên mặt Trần Nghị lóe qua vẻ âm hiểm, cười nói, "Ôi, không ngờ nữ thần trong lòng nhiều người của chúng ta người đẹp hân hân của ngân hàng tân hải lại bị người anh em này bắt được e là có rất nhiều anh em phải đau lòng nhưng nhìn cách ăn mặc của người anh em này hình như không hợp với bữa tiệc rượu nhỉ đặng hân hân hơi nhíu mày cô nhìn về phía lê văn vân phát hiện sắc mặt lê văn vân vẫn rất bình tĩnh trên thực tế đặng hân hân cũng vô cùng tò mò về lê văn vân lần đầu tiên gặp mặt lê văn vân lê văn vân thoạt nhìn không khác gì tên ăn mày cả nhưng không ngờ một người như vậy lại có được thẻ kim cương của ngân hàng tân hải cái thẻ đó không phải có tiền là có được đâu biết chưa cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh của lê văn vân lại nhớ đến cách ăn mặc và hành động lúc trước của lê văn vân trong lòng cô thầm suy đoán có lẽ là lê văn vân khá khiêm tốn không thích để lộ bản thân cô hơi mỉm cười nói anh ấy chỉ là một người thường mà thôi trần nghị nở nụ cười nói nhưng thật sự là quá mức bình thường rồi nói đi cũng phải nói lại giám đốc đặng à, không phải cô muốn khiến những người theo đuổi như chúng tôi hết hy vọng nên cố ý lên mạng thuê một người giả làm bạn trai cô chứ. Này, nói anh đó, thằng quắt con, thấy Lê Văn Vân mãi không lên tiếng, Trần Nghị nhìn về phía Lê Văn Vân nói, theo tôi được biết, hình như anh là công nhân dọn gạch ở công trường à. Phụt, vào ngay lúc này, bên trong tiệc rượu, có không ít người đã cười vang lên. Trần Nghị cười như không cười nhìn Lê Văn Vân, vui tươi hớn hở hỏi, đừng buồn nha, người anh em, nói gì đó đi chứ. Lê Văn Vân bưng khai đồ ăn trên bàn lên, anh không để ý đến Trần Nghị, nhìn Đặng Hân Hân nói, em yêu, ở chỗ này hình như có tiếng chó sủa, ăn uống cũng không yên, chúng ta đổi chỗ ngồi đi. Giọng nói vừa dứt, cả hội trường đều trở nên im lặng. Mà mặt Trần Nghị lúc này đã đen như than. Ánh mắt anh ta đột nhiên rét lạnh, nhìn về phía Lê Văn Vân nói, thằng quát, mày mắng ai đó một tên ngu ngốc dọn gạch mà muốn làm màu với tao. Két. Vào lúc này, cửa sảnh lớn tiệc rượu được đẩy ra, một cô gái đỡ một ông lão 60 tuổi đi thẳng vào bên trong sảnh tiệc. Nháy mắt khi hai người xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn qua đó. Thật đẹp, không ít cô gái trẻ đều kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, cô gái đó thật đẹp. Cô ấy cao 1m70, có dáng người hoàn mỹ, khuôn mặt giống như thiên sứ, ngay khi cô ấy vừa xuất hiện trong hội trường. Cô ấy lập tức trở thành tiêu điểm nơi này. Lê Văn Vân cũng nhịn không được thấy hơi kinh ngạc. Cô gái này, dù là diện mạo hay khí chất, gần như không phân thắng bại với Phạm Nhược Tuyết. Người đàn ông kia chính là nhà giàu số một Giang Thành, Đỗ Thương Bắc, kia là con gái ông ấy, Đỗ Tịch Tịch. Đặng Hân Hân đứng bên cạnh giải thích cho Lê Văn Vân. Vậy mà lại là ông ấy? Trong lòng Lê Văn Vân âm thầm líu lưỡi, không ngờ anh lại quen biết Đỗ Thương Bắc đặng hân hân kinh ngạc nhìn thoáng qua lê văn vân nói anh quen ông ấy sao có chút ấn tượng thôi lê văn vân cười nói không phải rất thân thiết náo nhiệt quá hình như vừa rồi tôi đứng ngoài cửa nghe thấy trong tiệc rượu có gì đó khiến mọi người không thoải mái ngoài miệng đỗ thương bác lộ ra nụ cười hiền từ nhưng ánh mắt lại từ từ đảo qua những người trẻ tuổi có mặt tại đây khoảnh khắc khi ánh mắt ông ấy đảo qua người lê văn vân vẻ mặt ông ấy đột nhiên chấn động ánh mắt vừa lướt qua lại nhanh chóng quét lại, ngay sau đó, cả người ông ấy đều hơi run lên. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ông ấy bước nhanh về phía Lê Văn Vân. Bịch, vị nhà giàu số một Giang Thành, nhân vật hô mưa gọi gió ở Giang Thành, thế mà lại quỳ gối cái bịch trước mặt Lê Văn Vân. Là ngài, lần trước gặp mặt ngài, ngài đã cứu tôi rồi sau đó biến mất tâm, tôi muốn báo ân cũng không có cơ hội, không ngờ rằng ngài lại xuất hiện trong bữa tiệc do tôi tổ chức, ba năm trước đây nghe nói ngài ở giang thành giọng nói của đỗ thương bắc run rẩy nhưng mà khi ông ấy còn chưa nói xong lê văn vân đã ngắt lời ông ấy ngài nhận sai người rồi người gác đêm là tổ chức bí mật của viêm hạ người thường không biết sự tồn tại của nó nhưng khi tới một địa vị nhất định thì sẽ có nghe thấy mà đỗ thương bắc đã từng có cơ hội gặp mặt lê văn vân một lần lê văn vân từng cứu ông ấy ra khỏi tay hồng nguyệt ngay lúc đó ông ấy đã nghe được hai cái tên Hồng Nguyệt và người gác đêm, sau đó ông ấy ký hiệp ước bảo mật, không được nhắc lại những việc này với bất kỳ ai. Lê Văn Vân lo lắng ông ấy quá kích động, nếu tiếp tục sẽ không cẩn thận để lộ ra những thứ này. Đỗ Thương Bắc có thể trở thành phú hộ số một Giang Thành thì năng lực xem mặt đoán ý hiển nhiên rất lão luyện, ông ấy biết Lê Văn Vân không muốn bại lộ. Cả người ông ấy hơn run lên, xoa nước mắt trên mặt. Sau đó đứng lên khỏi mặt đất ôi, người già rồi, già cả mắt mờ, vậy mà lại nhận sai người. Đỗ tịch tịch vội vàng đỡ ông ấy lên, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy đảo qua Lê Văn Vân, trong đôi mắt đấy còn lộ ra vẻ tò mò. Lúc này, Trần Nghị mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa rồi, khi đỗ thương bác mới quỳ xuống, anh ta bị dọa suýt nữa đã tè ra quần. Người khiến nhà giàu số một giang thành quỳ xuống, không phải là người anh ta có thể chọc vào. Lúc này thấy Đỗ Thương bác nói nhận sai người, anh ta mới lên tiếng, đúng vậy, ông Đỗ, e rằng thằng quát này chính là bạn trai do giám đốc đặng thuê tới, chỉ là một công nhân dọn gạch ở công trường, chạy đến nơi này ăn chùa uống chùa. Nhất định là ông đã nhận sai người, anh ta chỉ là thứ bỏ đi. Đỗ thương bắc xoa nước mắt, sau đó quay người, chỉ trần nghị, rồi lại chỉ ra cửa, dùng giọng điệu không thể nghi ngờ, cậu, cút đi. Hả, Trần Nghị ngơ ngác. Vừa nãy tôi ở bên ngoài đã nghe thấy cậu dùng mấy từ cặn bã, nếu anh bạn này đã là người do giám đốc đặng đưa đến vậy đó chính là khách mời tôi tổ chức tiệc rượu này là để thế hệ trẻ tuổi các cậu đến giao lưu không phải là chỗ để cho cậu đến sỉ nhục người khác cho nên cậu cút nhanh cho tôi giọng nói của đỗ thương bác lạnh như băng chuyện này chuyện mặt trần nghị đỏ lên rồi sau đó lan ra đến cổ trong bữa tiệc này thế mà anh ta lại là người mất mặt trước mọi người chuyện này thật sự quá mất mặt tôi bảo cậu cút cậu nghe không hiểu à? Giọng điệu đỗ thương bác càng lạnh lùng hơn. chương 10, gặp anh là thấy xui xẻo. Trần Nghị rời khỏi sảnh rượu, mặt và cổ đều đỏ gay. Anh ta không dám làm trái ý đỗ thương bắc, tiếp tục mặt dày mày dạn ở lại nơi này chỉ khiến anh ta càng mất mặt thêm. Chờ khi anh ta đi rồi, trên mặt đỗ thương bắc mới lộ ra nụ cười, ông ấy vui tươi hớn hở nói, mọi người cứ tiếp tục, mọi người cứ tiếp tục, ông già như tôi đến phòng cách vách trước, không làm phiền người trẻ tuổi các cô cậu giao lưu, chờ lát nữa tôi sẽ đến để tuyên bố một việc. Nói xong, ông ấy nhìn Lê Văn Vân ở cách đó không xa đã ngồi xuống lần nữa, đang tiếp tục ăn uống, rồi tự mình đi ra ngoài, Đỗ Tịch Tịch cũng là người trẻ tuổi, đương nhiên sẽ ở lại. Chờ sau khi ông ấy rời đi, buổi yến tiệc đã náo nhiệt lại, Đỗ Tịch Tịch nháy mắt đã bị mấy người trẻ tuổi vây quanh. Mọi người đã bắt đầu nói về chuyện của mình, đương nhiên, cũng sẽ nói tới chuyện Trần Nghị ăn quả đắng, và cả Lê Văn Vân. Mọi người thoạt nhìn đều khôi phục bình thường, đương nhiên, ngoại trừ hai người. Nguyễn Vũ Đồng thoáng nhíu mày. Cô ta vẫn luôn đứng ngoài quan sát, cô ta muốn thấy Lê Văn Vân mất mặt, nhưng từ đầu chí cuối, Trần Nghị không ngừng chọc ngoáy Lê Văn Vân nhưng vẻ mặt Lê Văn Vân vẫn rất bình tĩnh. Mà lúc trước, khi bọn họ sỉ nhục Lê Văn Vân, Lê Văn Vân đều sẽ tỏ vẻ ức nghẹn hoặc tủi thân. Có gì đó không đúng, Cô ta nhìn Lê Văn Vân đang ngồi cách đó không xa, trong lòng hơi mất tự nhiên. "Làm sao vậy?" Cao phái nhìn Nguyễn Vũ Đồng hỏi han. "Đâu có gì đâu ạ." À? Nguyễn Vũ Đồng lắc đầu. Cao phái cười ha ha nói, "Tôi đã đưa cô đến nơi xa hoa như vậy, tối nay cô đi theo tôi đi." "Ôi trời," Nguyễn Vũ Đồng núng nịu nói, "Lúc nãy em đã chụp mấy tấm ảnh đăng lên vòng bạn bè, có lẽ là những người đó đều hâm mộ em muốn chết luôn, cảm ơn anh, anh yêu." chuyện buổi tối thì để buổi tối nói mà người không bình thường khác chính là đặng hân hân cô vẫn ngồi bên cạnh lê văn vân nhìn thấy lê văn vân đã ăn đến phần đồ ăn thứ ba trong lòng càng thêm tò mò hơn thật là thần bí khóe môi cô nở một nụ cười tiệc rượu này phải kéo dài tới bao lâu đây thật là nhàm chán quá tôi đã ăn no rồi lê văn vân nói chờ đến sau khi ông đỗ tuyên bố vài chuyện hẳn là sẽ kết thúc thôi đặng hân hân dựa vào sofa nở nụ cười ngọt ngào nói, ôi, với tôi mà nói đây chính là bữa tiệc rượu nhẹ nhàng nhất rồi đấy. Mà ấy, nếu sau này còn có tiệc xã giao như vậy, tôi nhờ anh, anh phải giúp đỡ tôi đó. Lê Văn Vân gật đầu nói, không thành vấn đề, có đồ ăn thức uống ngon, phải đến chứ. Trong lúc bọn họ nói chuyện, cửa lớn sảnh tiệc lại bị đẩy ra lần nữa, đỗ thương bác đi vào bên trong hội trường, trong tay ông ấy có thêm một cái microphone. Các vị, Ông ấy nói nói, các vị đều là thế hệ trẻ tuổi tài tuấn thứ hai của Giang Thành, lần này tôi tụ tập mọi người đến đây, ngoại trừ cho các vị một cơ hội giao lưu, tôi còn có một việc muốn tuyên bố. Tất cả mọi người nhìn về phía ông ấy, ông ấy hơi mỉm cười, ánh mắt dừng trên người đỗ tịch tịch đứng cách đó không xa, đó chính là chuyện chung thân đại sự của con gái đỗ tịch tịch tôi. Gì cơ, tất cả mọi người sợ ngây người. Con gái của tôi bây giờ đã 25 tuổi, trước nay vẫn luôn độc thân, tôi thân làm bố, nhìn trong mắt lo trong lòng, cho nên lần tụ hội này còn có một hy vọng là, nếu mọi người thích con gái của tôi thì hãy dũng cảm theo đuổi, tôi nhất định sẽ tác hợp tôi, đỗ thương bác còn chưa nói hết lời. Một dáng người nhỏ xinh đã nhanh chóng đi qua đám người, nhanh nhẹn giành lấy microphone, nói, bố, bố đừng nói bậy nữa. Xấu hổ kia, xấu hổ kia, đỗ thương bác vui vẻ nói, lời nói vừa rồi của tôi nhất định sẽ tính. Khuôn mặt xinh đẹp của đỗ tịch tịch lập tức đỏ bừng lên lê văn vân cười sau khi trò đùa này trôi qua bữa tụ hội cũng dần kết thúc đã có lác đác vài người rời đi chờ đến khi một nửa người ra về đặng hân hân cũng đứng dậy nói chúng ta cũng về thôi ra tới cửa đặng hân hân đến chào hỏi với đỗ thương bắc đỗ thương bắc nhìn lê văn vân sau đó mím môi không nói gì hai người thuận lợi rời khỏi bữa tiệc rượu tới đến cửa khách sạn đặng hân hân cười nói anh ở đâu tôi lái xe đưa anh về cô đi trước đi tôi vẫn còn có chút việc tự bắt xe được lê văn vân nói đặng hân hân không hỏi nhiều gật đầu nói được hôm nay cảm ơn anh nếu nếu có bất kỳ nhu cầu nào chỉ cần gọi điện thoại cho tôi là được lê văn vân gật đầu chờ khi đặng hân hân rời đi lê văn vân mới quay lại cửa khách sạn định bắt xe ra về lúc này một người đàn ông trung niên nhanh chóng đuổi theo anh lê người đến đây là một người đàn ông trung niên mặc tây trang mang giày da ông ta tự giới thiệu nói tôi là thư ký của chủ tịch đỗ thương bắc đây là danh thiếp của chủ tịch đỗ ông ấy đã để tôi chuyển lời đến ngài dù thế nào nhất định phải gọi điện thoại cho ông ấy lê văn vân bình tĩnh nhận lấy danh thiếp gật đầu nói được tôi đã biết sau đó anh cản một chiếc xe taxi lại rồi chui vào trong xe anh không về thẳng cư xá hoa viên mà đi đến nhà trần vũ trước anh còn vài thứ để ở chỗ trần vũ mà quan trọng nhất hiển nhiên phải là cái hộp sắt kia. Ba năm trước đây, vì hộp sắt này mà 10 người đứng đầu người gác đêm đã suýt nữa ngã xuống ba người, bao gồm cả anh từng là số 0. Còn về bên trong hộp sắt là thứ gì, thực tế thì anh không biết rõ lắm, lúc trước chỉ nói đây là mục tiêu nhiệm vụ của anh, mà không báo cho anh biết đây là thứ gì. Nửa tiếng sau, 9 giờ tối, Lê Văn Vân đã thuận lợi tới nhà Trần Vũ. Đứng ở cửa, Lê Văn Vân phát hiện cửa bị mở ra, mà phía trên cầu thang vọng xuống giọng nói của Trần Vũ, "Alo, anh Lý, bên chỗ các anh còn thiếu người không?" "Không thiếu à, vậy làm phiền rồi, nếu thiếu người anh cứ gọi điện thoại cho tôi, ừ, bây giờ tôi rảnh rỗi, không việc làm." Trần Vũ cúp điện thoại. Lê Văn Vân đi tới, phát hiện ở trên sàn hành lang đầy tàn thuốc. Trần Vũ là một công nhân giản dị chân chất, anh ấy không có sự chuyển biến thân phận như Lê Văn Vân. Bị mất công việc, với anh ấy mà nói là tương đương với mất đi cần câu cơm. Thấy Lê Văn Vân đến, Trần Vũ rụi tắt tàn thuốc trong tay, dẫm lên nó, rồi nói tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không về. Mẹ nó, gọi điện thoại hỏi vài công trường, vậy mà không chỗ nào thiếu người cả. Nếu tôi không tìm được việc thì lấy đâu chi phí để hóa trị cho nhạc nhạc tháng sau. Lê Văn Vân hơi mỉm cười nói, tớ có một việc, ngày mai muốn đi xem thử với tớ hay không? Hả? Ánh mắt Trần Vũ sáng lên nói, "Là công trường nào?" "Không phải công trường, là công ty Thịnh Thế." Lê Văn Vân nói. "Cái công ty hậu cần kia?" Vẻ mặt Trần Vũ hơi rung động, nhưng làm hậu cần thì phải chạy tới chạy lui, tớ đi rồi sẽ không ai chăm sóc Nhạc Nhạc. "Không cần cậu chạy." Lê Văn Vân nói. "Việc tốn sức, tháo dỡ hàng hóa linh tinh, tiền lương như thế nào?" Trần Vũ vội vàng hỏi. "Cũng không phải việc tốn sức." 9 giờ sáng ngày mai chúng ta gặp nhau trước cổng công ty bọn họ là được. Còn về tiền lương, đến lúc đó không hài lòng thì cậu cứ nói không làm là được." Lê Văn Vân cười nói. Trần Vũ Trần chờ một lúc, sau đó gật đầu nói, "Cũng đúng, dù sao tạm thời bây giờ không tìm được việc, đi thử may mắn cũng không tệ, có điều sao cậu quen biết được người công ty bọn họ thế?" "Là do trùng hợp thôi." Lê Văn Vân cười nói. Lấy đồ xong, Lê Văn Vân về cư xá hoa viên nơi Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U ở. Lúc anh trở về, hai người không có ở nhà, hiển nhiên là đã ra ngoài. Người gác đêm, người gác đêm, đương nhiên là phải bảo vệ an ninh ban đêm rồi. 8 giờ sáng ngày hôm sau, Lê Văn Vân đã ra ngoài từ sớm, 8 giờ rưỡi, anh đã đứng trước cửa công ty thịnh thế. Khi vừa tới cổng, một chiếc xe hơi màu đen đã lập tức đỗ lại, Hoàng An bước xuống xe, vừa nhìn thấy Lê Văn Vân, ông ấy đã phất tay nói chà giám đốc lê đến sớm vậy à hôm nay có chút chuyện nên mới đến đây một chuyến bình thường tôi sẽ không tới công ty giao cho ông quản lý tôi rất yên tâm lê văn vân nói cùng lên đi vừa hay tôi có một việc nhỏ muốn bàn với ông chuyện cần bàn đương nhiên là sắp xếp cho trần vũ đến đây làm việc rồi sau khi nói xong hoàng an gật đầu nói yên tâm đi để tôi sắp xếp còn về tiền lương thì sao một năm một triệu đi lê văn vân bình tĩnh nói bất kỳ chức vị nào cũng đều để cho cậu ấy cái giá đó đương nhiên là phải bảo mật với cậu ấy hoàng an gật đầu ông ấy ngẫm nghĩ sau đó nói đúng rồi hôm nay e là cậu phải chụp một bức ảnh đặt ở trên vách tường công ty làm cho mọi người trong công ty biết cậu là ông chủ nếu không lần sau lại không vào được cửa công ty nhà mình thì xấu hổ lắm lê văn vân hơi mỉm cười nói được nhân lúc này Hoàng An mời người tới chụp ảnh cho Lê Văn Vân. Đến 9 giờ, di động của Lê Văn Vân vang lên, là Trần Vũ gọi đến, anh nhanh dặn dò hai câu rồi lập tức chạy xuống lầu. Tới cửa, đã thấy Trần Vũ đứng ở đó, hơi lo lắng nhìn vào bên trong. Đương nhiên bảo vệ đã đổi người khác, anh ta đã thấy Hoàng An tự mình dẫn Lê Văn Vân đi vào nên không hề ngăn cản. "Vào đi." Tới cửa, Lê Văn Vân vẫy tay với Trần Vũ. "Lê Văn Vân, lúc này ở ngoài cửa?" có một cô gái xinh đẹp chạy tới, cô ta quẹt thẻ ở cửa, sau đó nhìn Lê Văn Vân, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ. Đúng vậy, người đến chính là Nguyễn Thị Lệ. Anh còn tới đây làm gì? Không phải anh đã bị đuổi việc rồi sao? Nói xong, cô ta lập tức trợn mắt. Người đuổi việc tôi đã bị đuổi việc rồi, tôi được gọi về lại. Lê Văn Vân cười nói. Hừ, làm bảo vệ mà còn đắc ý như vậy, một tháng anh có thể kiếm được 5.000 chưa? chỉ làm được vị trí bảo vệ quen mà thôi. Nguyễn Thị Lệ mắng, có cậu bảo vệ ngồi trong phòng bảo vệ, người đang chấp hành nhiệm vụ rất muốn chửi má nó. Ngày hôm qua đã xem vòng bạn bè của chị tôi chưa? Cao phái dẫn chị ấy đến tham gia bữa tụ họp cao cấp nhất của giới nhà giàu Giang Thành, đồ ăn trong khách sạn Vạn Hào đoán chừng tiêu cả tháng tiền lương của anh cũng không nếm được một lần. Nguyễn Thị Lệ nhìn Lê Văn Vân đầy khinh thường, nói, "Đương nhiên, có lẽ là chị của tôi đã sớm xóa WeChat của anh rồi." anh nhất định không biết lê văn vân nhìn cô ta trong lòng thoáng thấy buồn cười nhanh tránh ra đi nhìn thấy anh đã thấy xui xẻo hôm trước gặp phải anh tôi đã bị ngã xe ngày hôm qua gặp phải anh làm cho sếp của tôi bị đuổi việc hại tôi sáng nay không cách nào ngủ nướng thêm một lát anh đáng bị chị của tôi bỏ nhìn cuộc sống bây giờ của chị ấy tôi cũng thấy hâm mộ nguyễn thị lệ nói rồi đẩy lê văn vân ra đi vào bên trong nhìn bóng dáng cô ta trong lòng Lê Văn Vân khẽ cười nói, có lẽ hôm nay là ngày cực kỳ xui xẻo của cô, nhất là sau khi nhìn thấy ảnh chụp ông chủ mới là tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 11, Nguyễn Thị Lệ khiếp sợ. Nhìn bóng lưng của Nguyễn Thị Lệ, trong lòng Lê Văn Vân khẽ mỉm cười, không quá mức để ý. Trần Vũ lại có chút cạn lời, nói, không ngờ rằng Nguyễn Thị Lệ cũng làm ở đây, vậy chẳng phải sau này chúng ta sẽ bị cô ta sỉ nhục mỗi ngày rồi lê văn vân ngẩn ra khẽ mỉm cười nói không quan tâm tới cô ta là được hơn nữa chưa chắc là người nào sỉ nhục người nào đâu tất cả các loại thu xếp về chức vị và tiền lương của trần vũ anh đều đã thương lượng xong với hoàng an chức vị của anh ấy là vị trí giám đốc nhân sự vừa mới bị bỏ trống đương nhiên không cần anh ấy làm chuyện gì hết ngồi chơi là được rồi chúng ta đến làm bảo vệ à trần vũ lại hỏi lê văn vân gãi đầu Nói rằng tớ cũng không biết, chờ sau vào trong xem sự bố trí của bọn họ đi. Trần Vũ nửa ngờ nửa tin, hai người bước vào cửa chính, đi lên tầng. Chẳng mấy chốc bọn họ đã lên đến tầng 6, đứng trước một cửa phòng làm việc viết, chủ tịch. Chết tiệt, Trần Vũ sợ run người, nói: "Chúng ta làm cái gì vậy? Cần chủ tịch tự mình đến để phỏng vấn sao?" Cậu coi như người phỏng vấn không phải ông ấy là được." Lê Văn Vân vừa cười vừa nói: "Đừng quá căng thẳng, được rồi." có mang theo thẻ tiền lương và thẻ căn cước mà tớ bảo cậu mang chứ? Có, có mang, Trần Vũ gật đầu, lời nói của anh ấy đã hơi run rẩy. Vậy đi vào đi, Lê Văn Vân nói. Cậu không vào cùng à? Trần Vũ càng căng thẳng hơn. Lê Văn Vân vừa cười vừa nói, tớ không cần, cậu yên tâm đi, vị chủ tịch này rất dễ nói chuyện. Phù, Trần Vũ thở ra một hơi, run lẩy bẩy gõ cửa. Vào đi. Từ bên trong, giọng nói của Hoàng An truyền ra. Sau đó Trần Vũ run rẩy đi vào trong phòng, Hoàng An trông thấy bộ dạng của Trần Vũ, mỉm cười nói rằng, "Trần Vũ phải không, ngồi đi, đừng căng thẳng." "Chào, chào chủ tịch." Trần Vũ không dám ngồi xuống. Trên thực tế, anh ấy là một người nông thôn, đa số những người anh ấy từng tiếp xúc đều thuộc tầng lớp dưới đáy, bình thường khi nhắc đến chủ tịch còn cảm thấy không sao, nhưng khi anh ấy chân chính đối mặt Đồng thời lần này còn liên quan đến việc mai sau mình có đủ tiền mua cơm ăn hay không, anh ấy thật sự hơi căng thẳng. Ừ, cậu quả thực không tệ, tôi thích." Hoàng An vui vẻ nói, "Cậu được thuê." "Hả?" Trần Vũ ngây ngẩn cả người. Tuy rằng anh ấy chưa từng đi phỏng vấn bao giờ nhưng chẳng phải trong TV đều nói khi phỏng vấn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề sao? Lúc này một vấn đề cũng chưa thấy hỏi. Hoàng An vừa cười vừa nói, "Tôi là như vậy đấy." Nhìn duyên tuyển người, vẻ ngoài của cậu trông thật thà chất phác, tôi cực kỳ thích, thế này đi, đúng lúc công ty chúng ta đang thiếu một giám đốc nhân sự, cậu làm đi. Bình thường cũng không có việc gì, chỉ chịu trách nhiệm ký tên gì đó là được, về phần tiền lương hàng năm, 100 vạn, cậu thấy đủ không? Cái gì? Khi nghe thấy 100 vạn, chân trần vũ mềm nhún, suýt chút nữa thì ngã ngồi xuống đất, anh ấy dựa vào tường, đôi mắt trợn tròn, khiếp sợ nhìn Hoàng An. Chủ, chủ, chủ tịch, tiền lương quá cao, công việc này tôi không dám làm đâu, tôi là một người đàng hoàng, tôi. Trong chốc lát, Trần Vũ không biết nên nói gì. Ở bên ngoài, khóe miệng Lê Văn Vân đã co giật. Người này quá kinh hãi rồi. Nhưng hiển nhiên là tài ăn nói của Hoàng An khá xuất sắc, dưới sự kiên nhẫn khuyên bảo của ông ấy, Trần Vũ mới tin đây là một công việc hết sức đứng đắn. Chỉ là lúc anh ấy ra ngoài, cả người vẫn còn choáng váng như cũ. Nhìn Lê Văn Vân, anh ấy có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Thế nhưng lúc này, Hoàng An cũng đi ra nói, thế này đi, tôi dẫn cậu đến bộ phận nhân sự làm thủ tục nhậm chức. Vậy cậu ấy thì sao? Trần Vũ chỉ Lê Văn Vân. Cậu ấy, Hoàng An cười với Lê Văn Vân, không nói rõ ràng, kéo Trần Vũ đi xuống bộ phận nhân sự ở tầng dưới. Nhìn dáng vẻ kinh sợ kia của Trần Vũ, Lê Văn Vân cảm thấy có chút buồn cười, sờ mũi, nhìn Trần Vũ đang đi xa. Nói có phần tiền lương và khoản tiền ứng trước này, hẳn là không cần phải lo lắng tiền phẫu thuật cho Nhạc Nhạc nữa. Trước kia Lê Văn Vân chưa khôi phục trí nhớ, không biết quyền hạn của thẻ kim cương ngân hàng Tân Hải nhưng bây giờ bản thân anh lại nắm rất rõ. Thẻ kim cương có thể huy động nguồn tiền kinh khủng ở ngân hàng Tân Hải, đồng thời anh cũng có thể sử dụng miễn phí đoàn đội tài chính của ngân hàng Tân Hải, nói cách khác, trước kia Đặng Hân Hân trợ giúp anh, vốn chỉ là chuyện trong quyền hạn thẻ ngân hàng của anh. Đương nhiên trước đây đáng hân hân không vì cách ăn mặc của anh mà nói lời ác ý với anh, điều này khiến Lê Văn Vân có đôi chút thiện cảm với cô. khi Lê Văn Vân đang rời đi, trong bộ phận nhân sự của công ty thịnh thế lúc này đang rất bận rộn. Hoàng An dẫn Trần Vũ đi vào trong, ông ấy vỗ tay rồi nói, mọi người dừng hết chuyện đang làm lại đi. sau ngày hôm qua, từ trên xuống dưới công ty đều biết chuyện công ty bị thu mua lại, Hoàng An từ ông chủ biến thành làm thuê vậy nhưng mọi người vẫn rất tôn trọng hoàng an nguyễn thị lệ ngồi yên tại chỗ ngẩng đầu lên cô ta nhìn thấy trần vũ đứng bên cạnh hoàng an thoáng sửng sốt chẳng phải anh ta là người đi theo bên cạnh lê văn vân sao quần áo quá nghèo túng rồi tại sao anh ta lại đi bên cạnh ông chủ vệ sĩ mới của ông chủ ư chẳng lẽ lê văn vân cũng là vệ sĩ của ông chủ chứ không phải là bảo vệ nguyễn thị lệ nghĩ thầm dù sao lê văn vân làm vệ sĩ thì cô ta còn hiểu được trong mắt của cô ta, mặc dù Lê Văn Vân vô cùng ăn hại nhưng lại có chút sức mạnh, hẳn là vẫn có thể làm vệ sĩ. Vừa lúc đó, Hoàng An mở miệng nói, giới thiệu cho mọi người giám đốc nhân sự mới của chúng ta, Trần Vũ. "Tới, Trần Vũ, tự giới thiệu bản thân với mọi người đi." Trước giờ Trần Vũ chưa từng đối diện trò chuyện với nhiều người như vậy, anh ấy có chút căng thẳng nhưng vẫn cố gắng nói, "Chào mọi người, tôi tên là Trần Vũ, hy vọng sau này có thể cùng làm việc vui vẻ." mà cạnh đó đầu của nguyễn thị lệ nổ bùm một tiếng hai ngày trước tên bốc vác nghèo này vẫn còn dính đầy bụi đất đi bên cạnh lê văn vân bỗng nhiên đến công ty bọn họ làm việc hơn nữa còn biến thành người lãnh đạo trực tiếp của cô ta nguyễn thị lệ cảm giác thế giới quan của bản thân sụp đổ rồi được rồi tôi còn có chuyện phải làm tiểu trịnh cậu dẫn giám đốc trần làm quen với bộ phận nhân sự đi hoàng an nhìn về phía cách đó không xa nói vâng Chủ tịch Hoàng, một cậu con trai trẻ tuổi đứng lên. Bộ phận nhân sự khôi phục dáng vẻ yên bình bận rộn một lần nữa, đương nhiên, đại đa số người đều đang bàn luận chuyện Trần Vũ đến. Mà Nguyễn Thị Lệ thì lại ngồi đờ ra ở chỗ ngồi của mình, cô ta cảm giác dường như chuyện không đúng lắm. Lê Văn Vân giới thiệu Trần Vũ vào công ty sao? Vậy Lê Văn Vân làm gì ở công ty? Trước đó Lê Văn Vân nói sẽ khiến cho mình hối hận, chẳng lẽ đúng là anh đến công ty thịnh thế làm việc sao? Trong lòng cô ta có rất nhiều ý nghĩ đang xuất hiện. Này, Nguyễn Thị Lệ, lúc này, bên cạnh Nguyễn Thị Lệ, một cô gái mở miệng nói, cô thấy ông chủ mới của chúng ta chưa? Trong lòng Nguyễn Thị Lệ có chút khó chịu, cô ta lắc đầu nói, chưa thấy, làm sao vậy? Có thể tự thu mua được công ty chúng ta, đoán chừng là xí nghiệp lớn nhà nào rồi. Tối thiểu cũng là ông già 4, 50 tuổi. Cô thật đúng là suy nghĩ nhiều, cô gái kia cười thần bí nói chẳng phải ban nãy tôi đi ra ngoài một chuyến sao. Lúc quay lại thì trông thấy ảnh chụp của ông chủ mới treo trên tường, cũng không già, thoạt nhìn chỉ mới hơn 20 tuổi. Con nhà giàu, ánh mắt Nguyễn Thị Lệ khẽ động, thậm chí trong ánh mắt lộ ra chút hưng phấn. Lê Văn Vân không biết những chuyện xảy ra trong bộ phận nhân sự, anh lái xe trở về căn hộ trong cư xá Hoa Viên, thật đúng lúc, khi vừa đi vào cổng anh đã gặp Ngô Thị Hương mới đi mua thức ăn về. Lê Văn Vân, cậu còn tới cư xá hoa viên làm gì? Ngô Thị Hương nhìn thấy Lê Văn Vân, đương nhiên không có lời gì tốt, bà ta trừng mắt với Lê Văn Vân, nói có phải cậu vẫn chưa hết hy vọng không, cậu đã ký tên rồi, tôi và Vũ Đồng đã không còn bất kỳ quan hệ gì với cậu nữa, cậu mau cút đi, đừng đến chỗ của chúng tôi làm bẩn mắt tôi. Trong lòng Lê Văn Vân khẽ cười, bố của Nguyễn Vũ Đồng là một người tốt thấu tình đạt lý, lại đi cưới một người phụ nữ như thế này. Anh lắc đầu, không định để ý bà ta, đi về phía cửa chính. Cậu đứng lại, Ngô Thị Hương thét chói tai, cậu muốn làm gì? Cậu còn như vậy nữa thì tôi sẽ gọi bảo vệ đuổi cậu ra ngoài. Sau khi tôi ly dị đã mua một căn hộ trong cư xá Hoa Viên, hiện tại đang ở đây, không được sao? Lê Văn Vân nhìn bà ta, nói. Hả, Ngô Thị Hương hơi sững sờ. Một là những lời nói này của Lê Văn Vân khiến bà ta có chút ngây người, Phản ứng theo bản năng của bà ta là sao cậu có thể có tiền mua nhà ở đây, tiền lương mỗi tháng của cậu đều giao cho tôi. Hay là bà ta không ngờ rằng Lê Văn Vân lại dám nói chuyện với bà ta như vậy. Lê Văn Vân của ngày xưa đứng trước mặt bà ta còn không dám thở mạnh một cái. Khi phục hồi lại tinh thần, ngay sau đó trong đầu của bà ta nổi giận. Cậu đứng lại đó cho tôi." Bà ta hét lên một tiếng, nói tại sao cậu có thể mua được nhà ở đây. Chương 12: Oan gia ngõ hẹp. Đương nhiên là bà ta không đuổi kịp Lê Văn Vân. Bà ta cảm thấy Lê Văn Vân không có điều kiện mua căn hộ ở đây nhưng Lê Văn Vân lại tiếp tục xuất hiện ở cư xá Hoa Viên, rất có thể là để trả thù mẹ con bà ta. Cho nên bà ta đuổi theo, chạy theo mấy bước, bà ta phát hiện thật sự không đuổi kịp, đồng thời Lê Văn Vân cũng không tiến vào tòa nhà có căn hộ của bà ta mà đi vào một tòa nhà khác. Bà ta mới thở dài một hơi, sau đó bĩu môi nói, tên ăn hại này Lê Văn Vân không thèm để ý đến Ngô Thị Hương, trong lòng anh luôn có lòng biết ơn đối với bố của Nguyễn Vũ Đồng, thế nhưng chân thực trải qua 3 năm nay, anh không trả thù hai mẹ con này đã là cực hạn. Nếu là anh của trước đây, đi vào thang máy, anh trở về căn hộ của Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U. Vừa mở cửa, anh liền ngửi thấy được một hương thơm. Chật chật, lại có thể ăn cơm bác sĩ Phạm nấu, 3 năm rồi chưa được ăn, tôi vô cùng mong nhớ đấy. Lê Văn Vân cười hì hì nói, "Phạm Nhược Tuyết ngoại trừ có y thuật cao siêu ra, cô còn có tài nấu nướng cực kỳ giỏi." Phạm Nhược Tuyết nhìn thoáng qua anh, bưng một đống đồ ăn đặt lên trên bàn nói, "Sáng sớm anh đi đâu vậy?" Phạm Nhược Tuyết liếc nhìn anh, ngồi xuống nói, nói với anh chuyện chính. "À," Lê Văn Vân gật đầu một cái nói, "Nói chuyện cụ thể lần này đi." Không Nguyệt nhằm vào nhóm người giàu có đã không phải là chuyện lần một lần hai, theo tin tức hiện nay tôi điều tra được lần này bọn chúng huy động ít nhất năm sát thủ thẻ đỏ. Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói. Lê Văn Vân nhớn lông mày lên, lộ ra một nụ cười khinh thường, nói thẻ đỏ. Một đám rác rưởi, biết vị trí của bọn chúng chứ, tôi đi giải quyết hết bọn chúng là được. Đây chính là điểm mấu chốt, lần này hành động của Hồng Nguyệt rất bí ẩn, mục tiêu của bọn chúng là đỗ tịch tịch, nhưng căn cứ vào hành vi trước đây của bọn chúng, mục đích cuối cùng chắc hẳn là lợi dụng đỗ tịch tịch để uy hiếp đỗ thương bắc mà thôi ép buộc đỗ thương bắc gia nhập vào tổ chức của bọn chúng phạm nhược tuyết vừa ăn vừa bình tĩnh nói trong quá trình điều tra bọn chúng chúng ta đã tổn thất ba người gác đêm rồi lê văn vân nhướng mày mở miệng hỏi kế hoạch của các cô là gì phạm nhược tuyết nhìn thoáng qua lê văn vân bĩu môi nói chuyện này không cần anh quan tâm lúc cần anh thì tất nhiên sẽ gọi anh được rồi lê văn vân gật đầu ở bên cạnh, Lý Tiểu U khẽ chớp mắt, khóe miệng hơi lộ ra một nụ cười như có như không. Công ty thịnh thế, lúc này đã đến buổi trưa, rất nhiều người bắt đầu xuống tầng ăn cơm trưa. Giám đốc cũng đã rời đi rồi nhưng số người mời cô ta ăn cơm cũng không hề ít. Quả nhiên, vừa đến 12 giờ, một người đồng nghiệp liền đứng lên nói, Nguyễn Thị Lệ, cùng đi ăn cơm không? Cả buổi trưa Nguyễn Thị Lệ đều có chút ngẩn ngơ, Cả chuyện Trần Vũ đến đây và Lê Văn Vân đang làm gì đều khiến cô ta cực kỳ tò mò. Vừa nghe thấy đồng nghiệp gọi như thế, cô ta cười ngọt ngào, nói: "Được." "Hừ, đúng lúc, có thể đi xem ông chủ mới kia, nghe nói là một người trẻ tuổi, có thể tự mình thu mua công ty bọn mình, chắc chắn là một con nhà giàu cao cấp, mình thật sự muốn gả cho người như vậy." Nguyễn Thị Lệ thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, hai người đi xuống tầng 1, dọc theo đường đi nghe thấy không ít tiếng thảo luận ông chủ này quá trẻ tuổi rồi. Đúng thế, họ Lê, còn có tiền như vậy, từ trước tới giờ chưa từng nghe nói đến. Không biết còn độc thân hay không? Trong tiếng thảo luận về ông chủ mới, Nguyễn Thị Lệ và đồng nghiệp Nam đi xuống tầng dưới, đồng nghiệp Nam vừa cười vừa nói, chúng ta ăn một nồi lẩu xào cay thì sao, ở cửa công ty có một quán hương vị không tồi chút nào. Đồng nghiệp Nam này chỉ là lốp dự phòng của Nguyễn Thị Lệ mà thôi. Xuống đến tầng 1, cô ta phát hiện không ít người khi đi ngang qua đều sẽ xem bức ảnh trên tường một chút ở hàng đầu chỉ có một tấm hình vậy nhưng khi cô ta nhìn thấy bức hình đó cả khuôn mặt lại đột nhiên biến đổi khiếp sợ kêu lên sao lại có thể đúng vậy cô ta sợ ngây người trong bức ảnh ông chủ ở hàng đầu tiên kia bỗng dưng treo ảnh của lê văn vân tiếng kêu sợ hãi của cô ta làm cho tất cả mọi người đều nhìn về cô ta nguyễn thị lệ nuốt nước bọt một cái ánh mắt dừng lại trên phần tên khi trông thấy rõ ràng ba chữ Lê Văn Vân, trong mắt của cô ta đột nhiên co rụt lại, thân thể không nhịn được mà lùi về phía sau hai bước. Nếu như nói khuôn mặt còn có khả năng giống nhau, cả mặt mũi và họ tên đều giống nhau như đúc thế này thì hoàn toàn là chuyện không thể nào. Trong một chớp mắt này, đầu của Nguyễn Thị Lệ nổ tung. Cuối cùng cô ta đã nghĩ thông suốt, vì sao Trần Vũ lại trở thành người lãnh đạo trực tiếp của cô ta, bởi vì tất cả chuyện này đều do Lê Văn Vân sắp xếp nhưng cô ta không thể nào nghĩ ra tại sao có thể là lê văn vân tên bốc vác vô dụng ở công trường kia ngoại trừ có chút sức ra thì là một tên ăn hại không có gì cả không thể nào không thể nào nếu như anh ta có tiền như vậy thì không thể nào lại đến công trường làm bốc vác cũng không thể bị khinh bỉ ba năm ở nhà nhất định mình bị điên rồi nguyễn thị lệ không ngừng lắc đầu nguyễn thị lệ em làm sao vậy ở bên cạnh cô ta đồng nghiệp nam muốn mời cô ta ăn cơm mở miệng hỏi Nguyễn Thị Lệ lắc đầu nói, "Không việc gì. À, tôi có chút khó chịu, không đi ăn cơm với anh được, tôi muốn lên tầng nghỉ ngơi một chút." "Khó chịu?" Đồng nghiệp nam liền vội vàng nói, "Khó chịu ở đâu? Có cần đi khám bác sĩ không?" Nguyễn Thị Lệ lắc đầu, không hề phản hồi đồng nghiệp nam của mình nữa, xoay người đi lên tầng. Cô ta cảm giác hôm nay mình thực sự quá xui xẻo, quả thực là tam quan đổ nát. Cư xá Hoa Viên, sau khi ăn cơm xong, Lý Tiểu U và Phạm Nhược Tuyết liền trở về phòng đi ngủ. Lê Văn Vân nằm trên ghế sofa xem video một lúc, điện thoại di động của anh bỗng nhiên vang lên. Anh cầm lên nhìn thoáng qua, là một số điện thoại lạ hoắc, anh ấn nghe cuộc gọi, nói: "Alo." "Alo, cậu Lê, tôi là Đỗ Thương Bắc, ở đầu dây điện thoại bên kia, Đỗ Thương Bắc lên tiếng." Không đợi Lê Văn Vân trả lời, ông ấy lại vội vàng nói: "Là thế này, Tôi đã tìm giám đốc đặng của ngân hàng Tân Hải hỏi xin điện thoại của cậu, hôm qua tôi đưa cậu danh thiếp, cậu vẫn chưa gọi điện thoại cho tôi, cho nên tôi mới hỏi xin giám đốc đặng, cậu đừng thấy lạ." Lê Văn Vân suy nghĩ một chút, hình như là có chuyện như thế. "Có chuyện gì sao?" Lê Văn Vân hỏi. Đỗ Thương Bắc vội ho một cái, nói, "Không có gì, trước đây cậu đã cứu tôi một mạng, tôi vẫn muốn tự mình cảm ơn một lần, cho nên muốn đích thân mời cậu ăn một bữa cơm lúc 6 giờ tối nay." địa điểm là tầng cao nhất của khách sạn vạn hào ngoài ra còn có ít chuyện muốn nói với cậu một chút không thành vấn đề lê văn vân gật đầu nói cúp điện thoại xong lê văn vân thở ra một hơi ngồi xếp bằng bắt đầu ngồi thiền điều khí ở võ học anh đã hoang phí ba năm mãi cho đến năm rưỡi chiều lê văn vân mới mở hai mắt ra lại thở ra một hơi anh rửa mặt qua loa một chút đứng dậy đón xe đi đến khách sạn vạn hào lê văn vân lại gặp cao phái và trần nghị hai người họ đang đứng ở cửa trần nghị có chút mong đợi nhìn một nơi cách đó không xa cao phái anh không lừa tôi đấy chứ bản thân của nguyễn vũ đồng thực sự không thua kém cô ta sao trần nghị nói với vẻ mặt mong đợi tôi gặp rồi nhưng mà anh có thể giải quyết được hay không thì là chuyện của anh cao phái bĩu môi nói trần nghị nuốt nước miếng một cái nói có thể trở thành bản thân với nguyễn vũ đồng chắc hẳn cũng là phụ nữ coi trọng đồng tiền tôi thành thạo giải quyết loại phụ nữ như thế chờ khi chơi chán rồi chúng ta còn có thể trao đổi một chút cao phái nghe nói như vậy trên mặt nở một nụ cười lê văn vân nghe đến đó trong đôi mắt đột nhiên lóe ra một tia sáng lạnh nguyễn vũ đồng đúng là người phụ nữ coi trọng đồng tiền đối xử với anh cũng thực sự rất tệ thế nhưng cho dù thế nào trên danh nghĩa cô ta vẫn là vợ trước của lê văn vân bất kỳ người đàn ông nào nghe thấy lời như vậy nội tâm đều sẽ có một tia sao động. Lê Văn Vân thở ra một hơi, đi tới, nhàn nhạt nói, cao phái, nếu như anh dám đùa giỡn Nguyễn Vũ Đồng, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nghe thấy lời nói của Lê Văn Vân, Cao Phái và Trần Nghị đều nhìn lại, Cao Phái hít mắt lại, nói chật chật, là anh à, anh chỉ là tên ăn hại, ba năm mà đến cả tay của Nguyễn Vũ Đồng cũng không động tới được, còn khăng khăng một lòng với cô ta, đúng là một con chó la liếm. Cao Phái, anh nói lời thừa với tên khốn này làm gì nếu như không tại anh ta ngày hôm qua tôi đã không mất mặt như thế tôi tìm người đánh chết anh ta trần nghị hơi híp mắt lại nói vừa nói anh ta vừa rút điện thoại di động ta lúc này cao phái lắc đầu nói bọn nguyễn vũ đồng tới rồi đúng vậy cách đó không xa nguyễn vũ đồng dẫn theo một người phụ nữ xinh đẹp đi tới lê văn vân cũng biết người phụ nữ này trước đây khi anh và nguyễn vũ đồng chưa ly dị thường xuyên đến nhà chơi. Cô ta tên là Trương Thị Đình, bạn thân của Nguyễn Vũ Đồng. Anh tới chỗ này làm gì? Trông thấy Lê Văn Vân, ánh mắt của Nguyễn Vũ Đồng đột nhiên lạnh lùng, nói anh theo dõi tôi sao? Hôm nay mẹ tôi còn nói anh lại đến cư xá Hoa Viên. Trương Thị Đình thì nói với vẻ ghét bỏ, Lê Văn Vân, ra mặt anh quá dày rồi đấy, Vũ Đồng đã ly hôn với anh, anh còn muốn dây dưa không rõ. Lê Văn Vân không nói chuyện với hai cô gái, chỉ thản nhiên nói với cao phái nhớ kỹ lời tôi vừa mới nói nói xong anh đi thẳng vào trong khách sạn vạn hào xin hỏi là anh lê phải không sau khi bước vào một nhân viên phục vụ liền vội vàng đi tới nói lê văn vân gật đầu lúc này nhân viên phục vụ lấy ra một tấm thẻ nói thang máy ở phía trước rẽ trái quẹt thẻ liền có thể ấn chọn tầng rồi trên tầng sẽ có người dẫn anh đi được nhận lấy tấm thẻ lê văn vân gật đầu nói Sáu tầng đầu của khách sạn Vạn Hào đều là phòng tiệc. 6 tầng còn lại ở trên là nhà hàng, tầng số càng cao, chi phí càng đắt đỏ. Mà tầng cao nhất thì không mở cửa cho người ngoài, chỉ có một số ít người mới có thể đến. Lê Văn Vân tự mình đi tới cửa thang máy, khi ấy, bốn người Trần Nghị cũng đã đi tới. Nguyễn Vũ Đồng nhướng mày. Lúc này, thang máy đến rồi. Mấy người Trần Nghị vội vã đi vào. Tinh. Sau khi quẹt thẻ, Trần Nghị nhấn tầng 10, sau đó nhìn về phía Lê Văn Vân cười như không cười, nói tầng 10 đã tiêu phí khoảng trên dưới 8.000, đấy hẳn là một tháng tiền lương của anh đi. Ơ kìa, anh đừng nói như vậy chứ. Trương Thị Đình nói, chưa chắc đã được đâu, toàn làm việc lặt vặt trên công trường, khi có khi không, hai tháng không có việc làm là bình thường. Nhìn bọn họ kẻ sướng người họa, Lê Văn Vân cũng không thèm để ý. Tinh! Anh im lặng quẹt thẻ, sau đó đứng trong thang máy, ấn tầng cao nhất. Chương 13, người giàu nhất Giang Thành. Trong thang máy, chớp mắt đã yên tĩnh lại. Hai người Trương Thị Đình và Trần Nghị đang giễu cợt Lê Văn Vân cho rằng bản thân nhìn nhầm rồi, bọn họ chừng mắt nhìn, xác định nút Lê Văn Vân vừa ấn là tầng cao nhất kia. Ngay sau đó, miệng của bọn họ hơi há ra, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây chính là tầng 10 của khách sạn Vạn Hào đấy, hoàn toàn không mở cửa cho người ngoài, chỉ có vài người quan hệ cực tốt cũng chính là những người cao cấp nhất Giang Thành kia mới có tư cách đến nơi đó. Bao gồm Nguyễn Vũ Đồng và Cao Phái. Tinh tinh, một lát sau, thang máy ngừng lại, thang máy mở ra, ở cửa thang máy, hai nhân viên phục vụ xinh đẹp mang nụ cười ngọt ngào trên mặt nói, hoan nghênh đến tầng 10 của khách sạn Vạn Hào. Bốn người vẫn nở người ra như trước, trên mặt Lê Văn Vân nở một nụ cười, nói, mấy người không rời thang máy sao. Lúc này bốn người mới phục hồi tinh thần lại, trần nghị nuốt nước miếng trên mặt cao phái lại nở nụ cười nói xem ra sau ngày hôm qua anh đã để lại cho đặng hân hân ấn tượng rất sâu vậy mà lại giới thiệu anh cho những người khác anh thực sự quyết định sau này đi ăn bám rồi sao sắc mặt của nguyễn vũ đồng hơi đổi thần sắc khẽ động nói xem ra ánh mắt những người phụ nữ có tiền này chẳng có gì đặc biệt vậy mà lại thích loại như anh ở bên cạnh nguyễn vũ đồng bạn thân của cô ta trương thị đình phì cười nói Lê Văn Vân dương mắt, thản nhiên nói: ăn bám với được bao nuôi, ai mới đáng ghê tởm hơn? Anh có ý gì, dám nói như vậy với tôi? Trong nháy mắt, trên mặt của Nguyễn Vũ đồng nổi lên vẻ tức giận. Đúng vậy, ba năm nay, Lê Văn Vân chưa bao giờ dám cãi lại cô ta câu nào, luôn luôn nhẫn nhục chịu đựng. ức hiếp một người lâu sẽ hình thành thói quen, đến một ngày nào đó, khi người này bỗng dưng bắt đầu, trong lòng cô ta sẽ cực phẫn nộ. Mấy người nên ra ngoài. Lê Văn Vân nhìn mấy người bọn họ, bình tĩnh nói. Cao phái nhìn Lê Văn Vân, phì cười một tiếng nói, "Hừ, theo người khác tới ăn một bữa cơm rác rưởi, giả vờ làm người có tiền cái gì? Anh chính là tên ăn hại." Nói xong, anh ta ra khỏi thang máy. Đúng vậy, cuối cùng, bọn họ cũng không tin Lê Văn Vân có thể tới đây bằng năng lực của mình. Sau khi cửa thang máy khép lại, Trương Thị Đình mới mắng, "Tên này sau khi ly dị với cậu lại dám chống đối cậu?" nét mặt nguyễn vũ đồng vẫn khó coi như cũ cô ta thấy vô cùng khó chịu đối với thái độ của lê văn vân khiến cô ta khó chịu nhất chính là sau khi ly hôn hình như lê văn vân còn sống tốt hơn cô ta hai lần đi tới khách sạn vạn hào lần này còn đến tầng cao nhất của khách sạn vạn hào cao phái vỗ tay của cô ta nói đừng nóng giận loại ăn hại này không đáng để tức giận anh ta chỉ nhờ năng lực của người khác để đến thôi nguyễn vũ đồng cắn răng hỏi anh yêu chúng ta có thể lên tầng cao nhất ăn không khóe miệng cao phái co quắp một cái lê văn vân không biết phản ứng của bọn họ cũng không có hứng thú biết sau khi anh khôi phục trí nhớ tầm mắt đã sớm không giống trước kia nếu như chưa khôi phục ký ức biểu hiện của anh khi nhìn thấy những người giàu kia đoán chừng không khá hơn so với trần vũ nhìn thấy hoàng an là bao tinh tinh thang máy dừng lại ở tầng cao nhất cửa thang máy mở ra ở cửa, một nhân viên phục vụ dẫn khách với gương mặt xinh đẹp đang đứng ở nơi đó. Sau khi trông thấy Lê Văn Vân, trên mặt cô ấy lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, cúi người nói, chào anh Lê, chủ tịch đỗ trở đã lâu. Xin mời đi theo tôi. Nói xong, cô ấy hơi không người, tay làm động tác mời. Lê Văn Vân nhìn từ trên cao xuống, thấy ngực cô ấy cực kỳ đầy đặn. Không lâu sau, bọn họ đã đến một gian phòng bao, sau khi đẩy cửa ra, ở bên trong phòng có hai người đang ngồi, trừ đỗ thương bắc ra vậy mà đỗ tịch tịch cũng ở trong đó trông thấy lê văn vân đi tới đầu tiên đỗ tịch tịch hơi sửng sốt một chút sau đó khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tò mò đúng vậy từ nhỏ đến lớn cô ấy chưa từng thấy bố của mình lại kính trọng một người như thế kể cả tỷ phú đứng đầu viêm hạ cũng chưa khi nào quỳ xuống như vậy thế nhưng cô ấy nhớ rõ ngày hôm qua khi bố của mình trông thấy lê văn vân vẻ mặt rất kích động hơn nữa Lê Văn Vân còn trẻ như vậy. Số Đỗ Thương Bắc vừa mới chuẩn bị nói. Lê Văn Vân mở miệng, gọi Lê Văn Vân là được rồi. Vào lần trước bọn họ gặp mặt, Lê Văn Vân đang thi hành nhiệm vụ, khi đó những người đi cùng với anh đều gọi Lê Văn Vân là số 0, Đỗ Thương Bắc cũng không biết tên của Lê Văn Vân. Được rồi, Lê Văn Vân." Đỗ Thương Bắc vừa nói xong lại định quỳ xuống, Lê Văn Vân vội vã đỡ lấy ông ấy nói, "Chú Đỗ không cần như vậy, trước đây cứu ngài là chuyện tôi phải làm." ngài không cần để trong lòng. Ai, trước đây nếu không nhờ cậu, đoán chừng tôi đã chết rồi. Đỗ thương bác nghe thấy Lê Văn Vân vậy mà lại gọi mình là chú, toàn thân kích động đến không ngừng được. Đó là trách nhiệm của tôi, Lê Văn Vân bình tĩnh cười nói. Bấy giờ đỗ thương bác mới đứng lên, nói, mời ngồi, mời ngồi. Lê Văn Vân mỉm cười, ngồi xuống, đỗ thương bác ngồi xuống ngay sau đó, nói, giới thiệu mọi người một chút, đây là con gái của tôi, đỗ tịch tịch, lần trước chắc hẳn tôi đã giới thiệu với cậu rồi đây là con biết lê văn vân bạn trai của chị hân hân ngày hôm qua đã gặp rồi đỗ tịch tịch nói xem từ xương hô của cô ấy dường như cô ấy quen biết với đặng hân hân đồng thời quan hệ không tệ đừng không biết lớn nhỏ cậu ấy là ân nhân cứu mạng của bố con đỗ thương bắc vội vàng nghiêm nghị nói đỗ tịch tịch chu môi không quá để trong lòng trên mặt đỗ thương bắc lộ vẻ tức giận Lê Văn Vân vội cười nói, "Chú Đỗ, ngài không cần như vậy, tùy ý một chút là được, không dám giấu giếm, thật ra thì tôi không phải là bạn trai của Đặng Hân Hân, Đặng Hân Hân không thích bị con nhà giàu dây dưa, tìm tôi hỗ trợ thế thân một chút mà thôi." "Vậy quả nhiên anh là do chị Hân Hân thuê." Trong ánh mắt Đỗ Tịch Tịch lộ ra vẻ giảo hoạt, hỏi. "Cô muốn hiểu như vậy cũng được." Lê Văn Vân vừa cười vừa nói. "Mà lúc này đây, mắt Đỗ Thương Bắc lại hơi sáng lên." nói đây chẳng phải là nói bây giờ cậu vẫn đang độc thân sao cậu thấy tịch tịch thế nào hiện tại tịch tịch cũng đang độc thân con bé có thể làm bạn gái của cậu bố đỗ tịch tịch nghe nói như vậy gương mặt thanh tú đỏ bừng lên lê văn vân cũng ngẩn người đỗ thương bắc rất muốn gả cô con gái của mình ra ngoài à gặp một người sẽ tác hợp một lần lê văn vân vội ho một tiếng nói sang chuyện khác nói hay là chúng ta ăn cơm trước đi lúc ấy đỗ thương bắc mới lên tiếng ông ấy vội gọi vọng ra ngoài cửa nói mang đồ ăn lên từng món ngon tinh xảo mỹ vị được bưng lên bàn lúc này đỗ thương bắc mở miệng nói phải rồi lê văn vân hình như cậu với trần nghị có chút xích mích con biết nè trần nghị theo đuổi chị hân hân rất lâu ngày hôm qua lê văn vân lấy thân phận bạn trai của chị hân hân xuất hiện chắc chắn là trần nghị không vui vẻ gì đỗ tịch tịch cướp lời nói đỗ thương bắc hít mắt lại nói, đa phần những cậu ấm này không biết lễ phép, có muốn tôi giúp cậu một tay, dạy dỗ bọn họ chút không? Lê Văn Vân lắc đầu nói, không cần để trong lòng. Đỗ Thương Bắc gật đầu, ông ấy từng thấy rõ ràng người trước mắt có năng lực khủng bố thế nào. Nếu như cậu cần sự giúp đỡ gì ở Giang Thành này, nhớ kỹ nhất định phải nói với tôi. Đỗ Thương Bắc nói, chắc chắn tôi sẽ dùng hết năng lực lớn nhất của bản thân để trợ giúp cậu. Lê Văn Vân suy tư một chút rồi nói, nhắc tới thế này Tôi quả thực có một chuyện cần làm phiền ngài một chút. Chương 14, tâm tư nhỏ của Đỗ Tịch Tịch. Hả? Nghe thấy Lê Văn Vân cần được giúp đỡ, chẳng những Đỗ Thương Bắc không lộ ra vẻ khổ sở, thay vào đó là gương mặt hưng phấn, ông ấy liền vội vàng hỏi cần tôi làm việc gì vậy? Lê Văn Vân vội ho một tiếng, nói, không phải việc gì lớn, chỉ hy vọng về sau ngài có thể chăm sóc công ty thịnh thế trên mặt sự nghiệp một chút, dù sao ngài là người giàu nhất Giang Thành tiện tay lấy vài vụ kinh doanh đã đủ nuôi sống công ty hậu cần thịnh thế này rồi. Đỗ Thương Bắc không hỏi thêm gì nhiều, vội vàng gật đầu nói chuyện nhỏ mà thôi. Hoàn toàn không vấn đề gì. Ở bên cạnh, Đỗ Tịch Tịch lại ngây dại lần nữa. Suốt cuộc người này có lai lịch gì nhỉ, chỉ bởi vì đã cứu bố mình một lần đã khiến bố mình dễ dàng nghe theo anh ấy. Trong lòng Đỗ Tịch Tịch nghi ngờ, cô ấy càng sinh ra tò mò về Lê Văn Vân. Lê Văn Vân gật đầu nói cảm ơn, sau đó ba người bắt đầu dùng cơm bình thường khách sạn vạn hào quả thực thuộc hạng cao cấp mùi vị tương đối tốt thời gian thấm thoát trôi qua tám giờ tối vùng ngoại thành giang thành trong một công xưởng bỏ hoang dầm lý tiểu u đá một cái làm cửa sắt trước mặt mở ra đồng thời xông vào trong phòng trên người cô ấy mặc bộ đồng phục bó sát người màu đen phát họa rõ ràng vóc dáng là lướt quyến rũ của cô ấy nhưng trên lưng của cô ấy đeo hai thanh đao một dài một ngắn, hoàn toàn không tương xứng với dáng vẻ cô bé nhà bên bình thường của cô ấy. Đây là bộ dạng tiêu chuẩn của người gác đêm. Thế nào rồi? Phía sau cô ấy, Phạm Nhược Tuyết ăn mặc giống vậy cũng xông vào bên trong công xưởng, mở miệng hỏi. Sau một lúc lâu, ánh mắt bọn họ dừng lại một nơi cách đó không xa, sắc mặt hơi biến đổi một chút. Ở chỗ đó có ngọn đèn lờ mờ, dưới ánh đèn một người mặc đồng phục nam của người gác đêm nằm trên mặt đất, nhưng anh ta đã không còn hít thở. Đã là người thứ tư rồi, ánh mắt Phạm Nhược Tuyết có chút khó coi, nói, bảo bọn họ tới xử lý đi, chúng ta trở lại cương vị của mình thôi. Không nên rút dây động rừng, tất cả hành động theo kế hoạch. Tôi chỉ sợ đến lúc đó đại ca Lê Văn Vân không muốn phối hợp. Lý Tiểu U mím môi một cái rồi nói, anh ấy vừa mới ly hôn lại. Phạm Nhược Tuyết trực tiếp cắt ngang lời nói của cô nói bằng giọng lạnh lẽo anh ấy dám không phối hợp. Ăn cơm xong, lúc đầu Lê Văn Vân dự định rời đi nhưng dường như Đỗ Thương Bắc thực sự muốn tác hợp anh và Đỗ Tịch Tịch. Đỗ Thương Bắc vừa cười vừa nói, hai người các cậu đều là thanh niên, bây giờ vẫn sớm thế này, hai người đi ra ngoài chơi một chút đi, chẳng phải có người nói bên này có một quán ba rất lớn sao. Người trẻ tuổi đều thích đến, tịch tịch, còn dẫn Lê Văn Vân đi chơi một chút. Bố đi trước đây. Nói xong, ông ấy trực tiếp mở cửa chạy trước bố con vốn là đỗ tịch tịch muốn từ chối thế nhưng cô ấy bỗng nhiên nghĩ xem có thể biết được lai lịch của lê văn vân hay không sau đó nghiêng cổ khuôn mặt xinh xắn nở một nụ cười hỏi vâng dù sao thời gian cũng còn sớm chúng ta đến quán ba chơi một chút đi lê văn vân nghĩ không việc gì to tát hơn nữa còn có người đẹp làm bạn gật đầu nói được trên mặt đỗ tịch tịch lộ ra nụ cười giảo hoạt hai người nhanh chóng rời khỏi khách sạn Đỗ Tịch Tịch dẫn Lê Văn Vân đi đến quán ba. Quán ba Minh Mị là quán ba lớn nhất Giang Thành. Có người nói không ai dám trêu chọc ông chủ Dương Hải của quán ba này. Ở quán ba này gần như không có người gây sự, cho nên rất nhiều người trẻ tuổi đều sẵn lòng tới. Khi đến cửa quán ba, trong quán ba đã truyền đến từng đợt tiếng động ồn ào cùng tiếng âm nhạc sập sinh. Hai người đi vào trong quán rượu, người đẹp cấp bậc như đỗ tịch tịch rất nhanh đã hấp dẫn không ít sự chú ý, bọn họ yêu cầu một ghế dài sau đó đỗ tịch tịch gọi không ít rượu hai người ngồi xuống vừa mới ngồi xuống đỗ tịch tịch liền mở miệng nói anh gì đó anh uống một mình trước nhé tôi vào nhà vệ sinh một lát đương nhiên không phải đỗ tịch tịch đi vệ sinh cô ấy chạy tới wc sau đó lấy điện thoại di động ra gọi một cuộc gọi nói alo hiểu nguyệt mau tới tớ đang ở quán ba minh mị mau tới nhảy ha ha còn lâu tớ mới tin cậu cậu chưa bao giờ đến quán ba ở đầu điện thoại bên kia giọng nói không tin của một cô gái vang lên tớ thật sự ở quán ba minh Nghị, cậu không nghe thấy bên tai tớ ẩm ý thế nào sao tớ nói với cậu sau khi cậu đến đây giúp tớ chuốc say một người đỗ tịch tịch cười hì hì nói chuốc say cậu để ý con trai nhà ai rồi dự định chuốc say rồi ngủ với người ta hả đầu dây bên kia lại hỏi suy 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 cậu tưởng rằng tớ là cậu à Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói, "Nói chung cho cậu 20 phút, tớ chờ cậu ở cửa quán ba, mau lên." Lê Văn Vân ngồi ghế dài bên kia, tự mình rót một chén rượu, Đỗ Tịch Tịch gọi rượu, hiển nhiên đều là rượu vô cùng đắt tiền, Lê Văn Vân nhìn thoáng qua, phát hiện phần lớn đều là rượu mạnh. Anh cười, đoán ra đại khái ý tưởng của Đỗ Tịch Tịch. Nhưng anh không quá mức để tâm, tuy rằng đã 3 năm nay anh không uống rượu nhưng xưa nay anh chưa từng uống say. Anh không để ý tới ở vị trí đối diện với ghế giải của anh bốn người đang ngồi ở bên kia đúng vậy chính là bốn người cao phái nguyễn vũ đồng trương thị đình và trần nghị trần nghị đang không ngừng cho trương thị đình uống rượu dự định buổi tối liền thuận lợi làm trương thị đình ơ ờ, đó chẳng phải là lê văn vân sao đúng lúc đó đột nhiên cao phái chỉ lê văn vân cách đó không xa nói nguyễn vũ đồng nhìn sang khẽ nhíu chân mày cùng chung sống với lê văn vân ba năm trước giờ lê văn vân không hề say rượu một mình ngồi bên kia uống rượu xem ra là mượn rượu giải sầu rồi cao phái nói tay lại ôm thật chặt hông của nguyễn vũ đồng mà trong ánh mắt của trần nghị thì lại lộ ra một tia cười lạnh nói ngày hôm qua anh ta khiến tôi mất hết thể diện tôi đang suy nghĩ nên dạy dỗ anh ta một trận thế nào không ngờ anh ta lại tự đưa mình tới cửa anh định tìm người đánh anh ta đôi mắt cao phái hơi sáng lên hỏi Trần Nghị cười lạnh nói, không cần tìm người, hiện tại quán ba minh mị này đang do cháu trai bên ngoại của Dương Hải, Phan Minh Vũ quản lý, tôi quen anh ấy. Nếu như để anh ấy biết bạn trai của Đặng Hân Hân là Lê Văn Vân, anh nói xem anh ấy sẽ như thế nào. Trần Nghị cười âm hiểm, sau đó anh ta đứng lên, đi lên tầng 2 của quán ba. chương 15, uy hiếp. Lê Văn Vân nâng ly rượu, vừa mím môi vừa chờ đợi đố tịch tịch trở lại. Không bao lâu sau, một nhân viên phục vụ nhích lại gần nói, xin hỏi là anh Lê, anh là Lê Văn Vân phải không? Lê Văn Vân gật đầu nói, đúng vậy. Là thế này, cô Đặng Hân Hân mời anh qua một chuyến. Nhân viên phục vụ vừa cười vừa nói. Cô Đặng Hân Hân ở trong một phòng bao trên tầng 2. Nhân viên phục vụ tiếp tục giải thích. Lê Văn Vân gật đầu nói, được, cậu dẫn đường đi. Nhân viên phục vụ dẫn Lê Văn Vân lên đến tầng 2, sau đó mở cửa một căn phòng, lê văn vân đi vào trong đó chân mày liền hơi nhíu lại trong phòng bao này rất yên tĩnh bên trong có không ít người trong nháy mắt khi lê văn vân đi tới cửa phòng liền bị đóng lại đồng thời hai người vóc dáng vạm vỡ chắp tay sau lưng đứng ở cửa lê văn vân hơi nhướng mày nhìn xung quanh một lượt anh không tìm thấy đặng hân hân ngược lại nhìn thấy bốn người nguyễn vũ đồng những người còn lại thì anh không quen biết chút nào ở bên trong có một người trẻ tuổi tóc bệnh thường đang ngồi anh ta ngậm một điếu thuốc Nhìn Lê Văn Vân mở miệng nói, "Trần Nghị, bạn trai của Hân Hân mà anh nói chẳng lẽ lại là anh ta, tôi đã muốn đánh anh một trận từ lâu, nếu như anh lừa gạt tôi." "Tôi lừa anh làm gì, chuyện hôm qua cao phái cũng biết, hôm qua anh không đến buổi tụ họp ông đỗ tổ chức, lúc đó đặng Hân Hân đã dẫn theo anh ta tới, đồng thời tuyên bố anh ta là bạn trai của mình ngay trước mặt mọi người, không tin thì anh hỏi cao phái đi." Trần Nghị rừng dương ngồi ở trên ghế sofa, thản nhiên nói, người trẻ tuổi tóc bện thường này chính là quản lý của quán ba, Phan Minh Vũ, anh ta quan sát Lê Văn Vân một chút rồi nói, "Ngồi." Trong lòng Lê Văn Vân cười khẽ một tiếng, anh nhìn thoáng qua mấy người Nguyễn Vũ Đồng và cao phái ở bên cạnh, sau đó ung dung bước đến, ngồi xuống ghế sofa. Chậc chậc, Phan Minh Vũ đứng lên, đi về phía Lê Văn Vân, nói, "Nếu như không phải là bọn họ nói, cả đời tôi sẽ không tin đặng hân hân lại vừa ý loại người như anh." Hai chuyện, thứ nhất, gọi điện thoại cho hân hân nói chia tay, thứ hai, tự bản thân chặt đứt một cánh tay của chính mình. Vừa nói dứt câu, trên mặt của Trần Nghị và Cao Phái liền lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Mà sắc mặt của Trương Thị Đình và Nguyễn Vũ Đồng thì lại kịch liệt biến đổi. Vốn là các cô lên xem trò vui. Bọn họ vốn tưởng rằng, cùng lắm thì Lê Văn Vân bị đánh một trận, bị dậy dỗ một chút là xong. Kết quả, các cô tuyệt đối không ngờ rằng, Phan Minh Vũ vừa mở miệng đã nói chặt tay như vậy. Cho dù như thế nào, các cô vẫn chưa dung nhập vào hội con nhà giàu này, đôi khi, có tiền thực sự có thể muốn làm gì thì làm. Vậy, hơi thái quá rồi, vẻ mặt Nguyễn Vũ Đồng hơi thay đổi, nói. Cao phái vội vã kéo nhẹ cô ta, nhỏ giọng nói cô đừng xen vào. Còn Trần Nghị thì mở miệng nói, anh Vũ, tôi cảm thấy được đấy, một tay không đủ, có thể đánh cho chết, để lại một hơi thở là được, đến khi ấy tiền thuốc men gì gì đó tôi bỏ ra một nửa lê văn vân vẫn bình tĩnh ngồi bên kia như cũ trên mặt anh lộ ra một nụ cười hơi diễu cợt sao vậy anh nghe không hiểu tiếng người à phan minh vũ phì cười lên lúc này mấy người bên cạnh lập tức xông tới phan minh vũ cười lạnh nói nếu như đợi đến khi tôi ra tay e rằng không chỉ chặt một cái tay đâu nhìn mấy người này trong lòng lê văn vân thở dài một hơi nói vốn tưởng rằng lần đầu tiên động tay sau khi khôi phục trí nhớ là đối phó với người của Hồng Nguyệt, không ngờ rằng lại đối phó một đám côn đồ thế này. Tầng 1, ở chỗ ghế dài, Đỗ Tịch Tịch dẫn theo một cô gái ăn mặc mát mẻ đi đến, mới vừa đi vào tới nơi, cô gái kia nhìn hàng ghế dài trống trơn, hỏi, người mà cậu muốn tớ chút sai đâu? Đỗ Tịch Tịch cũng ngây ngẩn cả người, cô ấy nhìn bốn phía một lượt mà không tìm thấy Lê Văn Vân, sau đó cô ấy gọi một nhân viên phục vụ, Hỏi, xin hỏi người khi nãy ngồi ở ghế dài này đâu rồi? Anh ta hình như bị bọn tôi dẫn lên tầng 2 rồi, nhân viên phục vụ nói. Đỗ Tịch Tịch nhướng mày nói, đại ca của các anh tìm anh ấy có chuyện gì sao? Nhân viên phục vụ thấy Đỗ Tịch Tịch xinh đẹp, hả hê nói, có thể có chuyện gì nữa, đoán chừng là đắc tội với đại ca của bọn tôi rồi, nhất định sẽ bị đánh chết. Mặt Đỗ Tịch Tịch liền biến sắc, nói cái gì? Nói rồi, cô ấy lấy điện thoại di động ra đi tới một nơi tương đối yên lặng, nói alo, bố, xảy ra chuyện rồi, Lê Văn Vân bị đại ca gì đó của quán Ba Minh Mị dẫn đi, nhân viên phục vụ nói anh ấy đắc tội với đại ca của bọn họ. Đúng vậy, chính là quán Ba Minh Mị mà nhà chú Dương mở. Đỗ Tịch Tịch nói, nhanh chóng cúp điện thoại, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ sốt ruột. Cô ấy tò mò về Lê Văn Vân, dẫn Lê Văn Vân tới quán ba này, thế nhưng dễ dàng thấy chính bố của cô ấy cũng khiêm nhường với Lê Văn Vân nếu như Lê Văn Vân thực sự xảy ra chuyện gì, cô ấy không biết phải ăn nói thế nào. Phòng bao trên tầng 2, Phan Minh Vũ thấy Lê Văn Vân bất động, trên mặt anh ta lóe lên vẻ lạnh lẽo. Bất thình lình, anh ta cầm một ống thép lên, đi về phía Lê Văn Vân. Cao Phái vừa cười vừa nói, anh Vũ, xuống tay tàn nhẫn một chút, cho anh ta biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Trần Nghị cũng hưng phấn theo, nói, vẫn là câu nói kia, chỉ cần để lại một hơi thở, tiền thuốc men tính một nửa cho tôi. Phan Minh vũ cầm ống thép, bẻ cổ mấy cái, trên mặt hiện lên nụ cười ác độc. Lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên, anh ta nhìn thoáng qua, vội vã nhận cuộc gọi, lễ phép nói alo, cậu, cháu ở quán ba đây, có chuyện gì sao? Sau một lúc lâu, sắc mặt của anh đột nhiên biến đổi lớn, nói thật vậy sao? Ngay sau đó, trong điện thoại của anh ta truyền đến tiếng mắng to đầy tức giận, mau chóng xin lỗi cho tao nếu như đối phương không hài lòng mày đừng làm ở quán ba nữa cút khỏi gian thành cho bố mày vừa nói xong liền thẳng thừng cúp điện thoại đám người trần nghị không nghe được nội dung cuộc gọi bọn họ chỉ nhìn thấy khi phan minh vũ cúp điện thoại sắc mặt càng đen kịt hiển nhiên bởi vì cuộc điện thoại này mà tâm trạng của phan minh vũ trở nên xấu đi rất nhiều bọn họ hiểu rõ phan minh vũ tâm trạng anh ta không tốt vậy thì lê văn vân cũng sẽ bị đánh càng thảm nụ cười trên mặt hai người càng trở nên rõ hơn phan minh vũ thở ra một hơi anh ta bỗng dưng xoay người lại đi tới trước mặt trần nghị và cao phái sau đó giơ tay lên chát chát hai bàn tay vung thẳng tới hai người trần nghị và cao phái đều ngây dại bọn họ còn chưa lấy lại tinh thần phan minh vũ lại bước nhanh đến trước mặt lê văn vân đẩy những người vây quanh lê văn vân ra trong ánh mắt đờ đẫn của mọi người anh ta quỳ phịch một tiếng xuống đất chương 16, công ty của bọn cháu đổi chủ. Bịch, một phòng riêng nào đó trên lầu 2 trong quán ba Phan Minh Vũ đối mặt với Lê Văn Vân, quỳ, bịch, xuống đất. Cao Phái và Trần Nghị mỗi người bị tát một cái, hoàn toàn ngơ ngẩn ngồi một bên. Nguyễn Vũ Đồng lại càng kinh ngạc hơn, trong lời nói của Cao Phái và Trần Nghị, Phan Minh Vũ là người không sợ trời không sợ đất, kiêu căng tung hoành ở Giang Thành. Thế mà bây giờ lại đột nhiên quỳ xuống dưới chân Lê Văn Vân. Phan Minh vũ Quỷ trên sàn, mặt ra vẻ cười làm lành, anh ta nhìn Lê Văn Vân, nói: "Anh Vân, xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết anh là bạn của ông cụ Đỗ, nếu không dù có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám trêu chọc anh, anh đại nhân đừng chấp tiểu nhân, đừng so đo với tôi nữa." Lê Văn Vân im lặng trong lòng, anh đại khái đã đoán được, sau khi mình biến mất, Đỗ Tịch Tịch đã liên hệ với Đỗ Thương Bắc, sau đó Đỗ Thương Bắc đã gọi điện giải quyết còn Nguyễn Vũ Đồng bên cạnh lại càng sợ ngây người. Lê Văn Vân là bạn của Đỗ Thương Bắc, bạn của gia tộc giàu nhất Giang Thành. Khóe miệng của Cao Phái và Trần Nghị đều co quắp, bọn họ không hiểu được chuyện này rốt cuộc là thế nào. Không có nguyên nhân, bọn họ nhớ đến chuyện Đỗ Thương Bắc quỳ xuống vào tối qua. Thoáng chốc, bọn họ đã mường tượng ra được rất nhiều chuyện. Tại sao Lê Văn Vân có thể đến ăn cơm ở tầng cao nhất của khách sạn Vạn Hào, Mẹ kiếp, bởi vì khách sạn Vạn Hào là sản nghiệp của Đỗ Thương Bắc. Thế nhưng, điều bọn họ không hiểu được là, không phải lúc ấy ông ta đã nói nhận lầm người à? Tại sao bây giờ lại đến trợ giúp Lê Văn Vân? Trong lúc bọn họ có ngàn vạn câu hỏi, Phan Minh Vũ đã cười lấy lòng, nói anh Vân, anh thấy tôi tính thế này được không? Tất cả chi phí ở quán ba hôm nay của anh cứ tính hết cho tôi đi. Khóe môi Lê Văn Vân mỉm cười, anh phủi mông đứng lên, đừng đến làm phiền tôi. Từ đầu đến cuối, sau đó trực tiếp quay người, đi về phía cổng. Nhìn Lê Văn Vân đi về phía cổng, Phan Minh Vũ đứng lên, đột nhiên nói về phía hai người Cao Phái và Trần Nghĩa, lôi hai tên này ra, đánh cho đến chết, mẹ kiếp, thế mà muốn hại chết tôi. Phan Minh Vũ, anh dám dụng đến chúng tôi." Cao Phái biến sắc, anh ta nói với ánh mắt sắc bén. "Đánh, đánh cho đến chết." Sắc mặt Phan Minh Vũ đen lại. Xung quanh bảy tám người cấp tốc bao vây cao phái và trần nghị. Lê Văn Vân ăn mặc như thằng khố rách áo ôm nhưng đến chú mình cũng không dám trêu chọc, nếu như Lê Văn Vân thật sự xảy ra chuyện gì ở chỗ của anh ta, đừng nói cút khỏi Giang Thành, có cút được hay không là chuyện khác. Nghe tiếng kêu la thảm thiết ồn ào sau lưng, Lê Văn Vân ngừng lại ở cửa ra vào, bình tĩnh nói một câu, đừng động vào phụ nữ. Anh Lê, không thành vấn đề. Phan Minh Vũ vội vàng nói, Lê Văn Vân không quan tâm đến tình hình bên trong nữa, đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa vẫn vô cùng ồn ào, tiếng nhạc nặng vẫn không ngừng lắc lư, đại sản ở lầu một đang có rất nhiều người uốn éo trên tràn nhảy. Lê Văn Vân xuyên qua đám người, về tới trên ghế dài. Thấy Lê Văn Vân trở về, đỗ tịch tịch vỗ bộ ngực khá là khả quan của mình, nói may là không sao. Sau đó, cô ấy nhìn về phía em gái bên cạnh, nói giới thiệu cho anh, đây là bạn thân của tôi, Trần Hiểu Nguyệt, đây là Lê Văn Vân. Sau khi nói xong, cô ấy cười nhạt, nói tử lượng của tôi không tốt lắm, sợ anh uống không vui cho nên mới gọi bạn thân của tôi đến, không vấn đề gì chứ. Lê Văn Vân cười nói, cô vui là được, hơn nữa, uống rượu mà, tùy tiện uống một chút là được rồi. Chật chật, anh đẹp trai, được đấy, tịch tịch nhà chúng tôi xưa nay chưa từng đến quán ba đâu, không ngờ lại bị anh hẹn ra được, tịch tịch nhà tôi có ý với anh à tính cách của Trần Hiểu Nguyệt hiển nhiên là phóng khoáng hơn nhiều. Hiểu Nguyệt, cậu đừng nói bậy, đỗ tịch tịch trừng mắt nhìn, sau đó cô ấy nói bên tai Trần Hiểu Nguyệt, cậu đừng nói lung tung, mau chút say anh ta cho tớ đi. Trần Hiểu Nguyệt không nói gì, cười cười, sau đó rót đầy một ly rượu, lần đầu gặp nhau, tôi cạn ly trước. Lê Văn Vân kinh ngạc, ở đây phần lớn rượu có nồng độ mạnh, cạn sạch một ly, cô nàng này rất có tiềm lực. Cửa sau quán ba minh mị, Phan Minh Vũ đạp cao phái và Trần Nghị mỗi người một cái, phun một bãi nước bọt về phía hai người, hai tên đần, người nào cũng dám gây sự, nhanh cút đi cho tôi. Sau lưng bọn họ, sắc mặt của Nguyễn Vũ Đồng và Trương Thị Đình trắng bệch, run rẩy đứng một bên. Phan Minh Vũ nhìn hai người phụ nữ một chút, nhếch miệng, quay người dẫn người vào lại quán ba. Đợi đến khi anh ta đi rồi, Nguyễn Vũ Đồng mới vội vàng đến đỡ hai người cao phái lên, không sao chứ. Phụt, cao phái phun một bãi nước bọt mang theo chút tia máu anh ta đen mặt phan minh vũ đương nhiên không dám ra tay nặng cả cao phái và trần nghị đều là người có quyền thế nếu đánh ra chuyện gì thật thì anh ta không có cách nào ăn nói nhưng mặt mũi bầm dập thì cũng không cách nào tránh được chẳng phải cô nói rằng lê văn vân chỉ là tên phế vật vác gạch ở công trường thôi à sắc mặt anh ta nhìn nguyễn vũ đồng rất khó coi đúng trong lòng anh ta có tức giận nhưng anh ta không đối phó được với Phan Minh Vũ, theo bản năng mà chút giận lên phụ nữ. Sắc mặt Nguyễn Vũ Đồng hơi thay đổi một chút, đúng, em kết hôn với anh ta 3 năm, anh ta chính là phế vật, bình thường trong nhà đánh thì không đánh trả, mắng cũng không mắng lại. Vậy tại sao Phan Minh Vũ phải sợ anh ta?" Cao phái đen mặt hỏi. Nguyễn Vũ Đồng ngây cả người, sau đó nhỏ giọng nói, "Em em không biết." Sắc mặt của Cao phái lại càng đen hơn, sau đó anh ta nhìn Nguyễn Vũ Đồng Cắn răng nói, tôi bị thương, tối nay em nhất định phải lên giường với tôi, nếu không chúng ta chia tay, xe tôi mua cho em và cả tiền tiết kiệm, em phải trả hết cho tôi. Nguyễn Vũ Đồng nhướng mày, cô ta không phải đèn cạn dầu. Cô ta biết rõ, nếu để cho cao phái dễ dàng có được thân thể của mình, vậy thì cao phái sẽ không biết quý trọng. Không được, khuya nay em còn có chuyện phải về nhà xử lý. Nguyễn Vũ Đồng vội vàng lắc đầu nói. Đồng thời, cư xá Hoa Viên trong nhà nguyễn vũ đồng ngô thị hương đang ngồi xem tv trên ghế sofa mà lê văn vân mua bên cạnh bà ta là nguyễn thị lệ dáng vẻ rất lo lắng lệ lệ cháu làm sao thế không biết khi nào vũ đồng mới về nữa ngô thị hương nhìn nguyễn thị lệ một chút nói cháu có tâm sự gì à nguyễn thị lệ cắn răng sau đó nói gì à công ty của bọn cháu đổi chủ rồi đổi chủ thì đổi chủ thôi không ảnh hưởng gì đến việc làm của cháu cả Ngô Thị Hương lơ đễnh nói. Nguyễn Thị Lệ lắc đầu nói, có ảnh hưởng đấy, gì có biết chủ mới của bọn cháu là ai không? Là Lê Văn Vân, chồng cũ của chị Vũ Đồng. Ngô Thị Hương ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thị Lệ. chương 17, không thể nào. Ngô Thị Hương ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thị Lệ, sau đó khinh thường nói, làm sao có thể, nếu cậu ta mua được công ty của cháu thì cậu ta đã không phải đi vác gạch rồi, Vũ Đồng nhà chúng ta cũng sẽ không ly hôn với cậu ta, mà đã sớm cúng bái cậu ta rồi thật cháu không lừa gì đâu nguyễn thị lệ lo lắng nói hơn nữa cháu cảm thấy hình như anh ta nhắm vào cháu hôm qua xếp cháu bởi vì cháu mà xung đột với anh ta ở cửa ra vào sau đó bị đuổi việc một cách khó hiểu cháu suy nghĩ nhiều rồi đoán chừng là trùng tên thôi ngô thị hương lơ đễnh nói chứa tự mình tìm phiền toái nguyễn thị lệ lắc đầu nói trên bức tường ảnh các ông chủ trong công ty có treo hình của anh ta ngô thị hương vẫn không tin Bà ta bĩu môi nói, có khi cháu bị bệnh rồi nên xuất hiện ảo giác. Nếu như Lê Văn Vân có tiền đồ như thế, cậu ta không cần đến công trường vác gạch 3 năm mệt gần chết như thế. Cho nên cháu cũng không biết chuyện gì xảy ra, bây giờ cháu lo lắng lắm, lỡ đâu anh ta thật sự là sếp của bọn cháu, công việc của cháu, Nguyễn Thị Lệ lo lắng nói. Ôi chao, cháu nghĩ quá nhiều rồi, đừng nói là chuyện này căn bản không có khả năng, cùng lắm thì đổi việc thôi. Ngô Thị Hương nói, con rể mới cao phái của dì, công ty không hề kém cạnh gì công ty vận chuyển kia của cháu. Để dì bảo Vũ Đồng nói cho con rể một chút, để cháu đến công ty cậu ấy làm. Ngô Thị Hương rất yêu thích đứa con rể mới này. Vừa tặng bà ta túi sách, vừa tặng xe cho con gái bà ta. Còn về phần Nguyễn Thị Lệ, cô ta căn bản không tin. Trong lúc đó, quán ba minh mị, lúc này đã là khoảng 10 giờ đêm, trên hàng ghế dài trong quán ba, trên mặt Lê Văn Vân và Trần Hiểu Nguyệt đều có chút xấu hổ. Giữa hai người, Đỗ Tịch Tịch đang ôm một bình rượu, cả gương mặt xinh đẹp đều đã đỏ ửng, bĩu môi, ngẹo đầu nhìn Lê Văn Vân nói, "Nào, chúng ta tiếp tục uống. Hôm nay tôi phải chuốc cho anh say, để anh thành thật khai ra hết mọi thứ." "Đúng, Đỗ Tịch Tịch uống say." Cô ấy vốn muốn chuốc say Lê Văn Vân nhưng bản thân lại uống say. "Thôi đừng uống nữa." Lê Văn Vân nhìn Trần Hiểu Nguyệt một chút, sau đó nói, đưa cô ấy về nhà trước đi. Về nhà? Không được, Đỗ Tịch Tịch nắm Lê Văn Vân lại, hôm nay không say không về, anh chưa uống say thì không được phép về. Kiều Nguyệt, tớ tìm cậu đến là để chúc say Lê Văn Vân, cậu nhanh uống với anh ấy đi. Tôi uống say rồi, vì để dỗ Đỗ Tịch Tịch, Lê Văn Vân vội vàng nói. Say? Hai mắt Đỗ Tịch Tịch mơ màng, sáng lên, nói, vậy anh nói xem, anh rốt cuộc là ai? tại sao nhân vật như bố tôi lại ngoan ngoãn với anh như thế? Trần Hiểu Nguyệt chạy đến ôm lấy đỗ tịch tịch, nhìn Lê Văn Vân, nói tử lượng không tệ đấy. Bụp! Lúc này, Trần Hiểu Nguyệt vỗ nhẹ vào cổ đỗ tịch tịch, cả người đỗ tịch tịch cứng người một chút, sau đó ngã lên người Trần Hiểu Nguyệt. Thần sắc Lê Văn Vân đứng bên cạnh hơi biến đổi một chút. Chỉ bằng chiêu này của Trần Hiểu Nguyệt, anh đã nhìn ra, Trần Hiểu Nguyệt biết võ công. Làm phiền anh một chút, Ôm cô ấy lên xe, chúng tôi đưa cô ấy về. Trần Hiểu Nguyệt cười khổ một tiếng, "Tôi gọi người lái thuê." Lê Văn Vân gật đầu, anh dùng cách ôm công chúa để bế Đỗ Tịch Tịch lên, cùng đi ra cửa với Trần Hiểu Nguyệt. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Đỗ Tịch Tịch trong lòng, khóe miệng có hơi mỉm cười. Lần đầu tiên nhìn thấy cô gái này, dáng vẻ lần đầu xuất hiện của cô ấy có chút lạnh lùng, bộ dạng như nữ thần. Hôm nay từ anh gặp cô, lại thấy có chút tinh quái lém lỉnh bây giờ uống say rồi đỏ ửng cả mặt thì có chút hoạt bát đáng yêu đáng tiếc một cô gái như thế lại bị người của hồng nguyệt theo dõi lê văn vân thầm suy nghĩ trong mắt khé lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trần hiểu nguyệt gọi một người lái thuê rồi lái xe về nhà đỗ tịch tịch nhà của đỗ tịch tịch trong một khu biệt thự ở giang thành nhà ở vị trí này tương đối đắt đỏ một căn biệt thự giá trị mấy ngàn vạn đương nhiên đối với gia đình giàu nhất giang thành như đỗ tịch tịch mà nói việc này không đáng là bao. Xe chậm chậm tiến vào khu cư xá của biệt thự, lúc đến nơi, người lái thuê nói, đến rồi. Vâng, làm phiền rồi. Trần Hiểu Nguyệt ngồi ở ghế sau, cô đỡ đỗ tịch tịch, sau đó đẩy cửa xe ra, nói với Lê Văn Vân, nào, phụ một tay. Lê Văn Vân không nhúc nhích gì, anh ngồi bên cạnh tài xế, ánh mắt nhìn chằm chằm vị trí kính chiếu hậu, sau đó khẽ liếm môi, nói, người của Hồng Nguyệt à, người của Hồng Nguyệt để mắt đến Đỗ Tịch Tịch, anh biết chuyện này. Khoảng thời gian này, Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U cũng đang bận rộn vì chuyện này, nhưng anh không ngờ chính anh lại gặp phải. Người lái thuê đẩy cửa xe ra, lúc này, Trần Hiểu Nguyệt ở ghế sau đột nhiên biến sắc, nói cẩn thận. Đột nhiên, có hai bóng đen đột nhiên đánh tới. Một người trong đó đánh thẳng vào vị trí tay lái, trong tay hiện liện một thanh dao găm sáng loáng, trực tiếp đâm vào vị trí trí tim người lái thuê. Trong thời khắc mấu chốt, Lê Văn Vân kéo anh ta qua, cả người của người lái thuê bị kéo lại, nhưng con dao găm của người kia lại đâm vào trên đùi anh ta. "A!" À, người lái thuê hét thảm một tiếng. Một cái bóng đen khác thì lao về phía ghế sau, đi thẳng đến chỗ Trần Hiểu Nguyệt. Trần Hiểu Nguyệt đột nhiên đóng cửa xe, đồng thời nghiêng người né tránh, đá một cước thật mạnh vào bụng của người đang lao đến. Đóng cửa xe, khóa cửa xe lại, cô hét lớn một tiếng. Đồng thời đóng cửa sau xe lại, đảm bảo sự an toàn của đỗ tịch tịch trong xe. Anh không nói, người lái thuê cũng sẽ làm như thế, anh ta không để ý đến phần đùi bị đâm, khóa cửa xe lại, mà trong lúc này, Lê Văn Vân cũng đã bước xuống từ ghế phụ. Nhìn thấy Lê Văn Vân bước ra khỏi ghế phụ lái, Trần Hiểu Nguyệt lộ vẻ vui mừng, cho rằng Lê Văn Vân muốn đến hỗ trợ. Anh đối phó, nhưng cô vừa nói xong, Lê Văn Vân đã chạy mất dạng nhanh như chớp. Cái thứ nhát gan này, Trần Hiểu Nguyệt tức bể phổi những lúc thế này lê văn vân cứ ở trong xe là được nhưng cô không ngờ rằng lê văn vân lại chạy nhanh như một làn khói nhưng cô cũng không rảnh suy nghĩ nhiều sau khi khóa cửa xe lên hai bóng đen kia cũng đồng thời lao về phía cô lê văn vân đương nhiên không phải bỏ chạy tốc độ của anh rất nhanh trực tiếp nhảy tường vào biệt thự của đỗ tịch tịch hai người bên ngoài kia chỉ là pháo hôi mặc dù trần hiểu nguyệt phải lấy một địch hai nhưng nhìn trần hiểu nguyệt lê văn vân hiểu rõ Cô đối phó với hai người kia không thành vấn đề. Mà cao thủ chân chính đang trốn trong nhà đỗ Tịch Tịch. Chương 18, Lê Văn Vân ra tay. Chậc chậc, xem ra tình báo có chỗ sai, tình báo nói rằng vệ sĩ bên cạnh đỗ Tịch Tịch là phế vật, nhưng bây giờ lại có thể phát hiện ra tôi, rõ ràng là tình báo sai. Trong lúc nói chuyện, bộp một tiếng, đèn phòng khách sáng lên. Trên ghế sofa có một người trẻ tuổi nhuộm tóc vàng đang ngồi. Cậu ta ngồi ở đó, trong tay cậu ta lật qua lật lại một con dao găm, biểu cảm khi nhìn Lê Văn Vân có một chút trào phúng. Lê Văn Vân không nói gì, cũng đang quan sát cậu ta. Tố chất không tệ lắm, thấy biến không sợ, đáng tiếc, anh đã là một người chết. Người trẻ tuổi cười tùm tìm nói. Chỉ bằng cậu, Lê Văn Vân cười khẽ một tiếng. Đúng, chỉ bằng tôi. Người trẻ tuổi thản nhiên nói, bằng vào tôi là sát thủ hàng đầu trẻ nhất của Hồng Nguyệt. Nói đến đây, Khóe miệng cậu ta lại lộ ra một nụ cười khinh thường, nói, hẳn là anh chưa nghe nói qua, không nguyệt nhỉ, đúng thôi, kiểu tổ chức bí ẩn như thế này thì những người bình thường như anh không thể tiếp xúc được, và, ba mươi giây sau, anh sẽ biến thành một người chết, có gì ngôn gì thì nói mau lên. Hiển nhiên, người trẻ tuổi này vừa cuồng ngạo lại tự cao. Ba giây, Lê Văn Vân thản nhiên nói, cái gì, thân sắc người trẻ tuổi hơi biến động. Tôi nói ba giây, giải quyết cậu. Lời vừa nói dứt, Lê Văn Vân cử động. Đây là lần đầu tiên anh ra tay từ lúc khôi phục trí nhớ đến bây giờ. Ba năm nay, lần đầu tiên ra tay. Trong chớp mắt này, nếu như có ai đã quen thân với Lê Văn Vân trong ba năm nay mà nhìn thấy ánh mắt, nét mặt của anh lúc này tuyệt đối sẽ kinh hãi. Ánh mắt của Lê Văn Vân giống như thần chết dáng lâm. Lạnh lẽo, ngang tàng, khát máu. Như sát thần dáng lâm đến thế gian. Cái gì? Sắc mặt người trẻ tuổi đột nhiên đại biến. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lê Văn Vân đã đến bên cạnh cậu ta, khóe miệng Lê Văn Vân có chút dương lên, đứng đầu rác rưởi lại dám ra vẻ ngầu trước mặt tôi. Ầm, um, người trẻ tuổi chưa kịp phản ứng, tay của Lê Văn Vân đã đánh một quyền vào trên mặt cậu ta. Bành, cả người cậu ta đột nhiên rời khỏi mặt đất, nhưng trong nháy mắt sau đó, cậu ta cảm thấy có người nắm lấy chân mình, sau đó cả người lại bị nện thật mạnh xuống đất gạch trong nhà đỗ tịch tịch bị nện đến nứt ra. Vẫn không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng, cậu ta cảm giác được dao găm trong tay mình không biết đã rơi vào tay Lê Văn Vân từ lúc nào. Dao găm lạnh lẽo kề vào cổ cậu ta. Trên chán, trên lưng cậu ta chớp mắt nổi ra gà lên, một luồng khí lạnh từ lưng vọt lên, sông thẳng lên chán. Cậu ta xưa nay rất tự tin, cậu ta là thiên tài của Hồng Nguyệt, là sát thủ hàng đầu trẻ tuổi nhất. Cậu ta mà ra tay, thì dường như chưa từng thất bại nhưng khi đối mặt với Lê Văn Vân, cậu ta thậm chí còn không có cơ hội ra tay. Tranh lệch quá lớn. Tôi, tên là Bùi Lượng, ông của tôi là Bùi Ninh Tùng, là thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, anh không thể giết tôi. Người trẻ tuổi thấp giọng quát lên. Bùi Ninh Tùng, tốt nhất ông ta nên làm rùa đen rút đầu cả đời, dám ra đây cho người khác gặp, ông đây là người đầu tiên chặt đầu chó của ông ta. Lê Văn Vân cười lạnh, hai tròng mắt lạnh như băng rơi trên mặt người trẻ tuổi, anh liếm môi một cái, nói, ba năm qua tôi chưa từng giết người, chúc mừng cậu, trở thành người đầu tiên chết dưới tay tôi từ lúc tôi quay lại. Ba năm, người trẻ tuổi đầu tiên là giật mình, sau đó sợ hãi nói, anh, anh là người gác đêm số không, là người. Vụt, nhưng cậu ta còn chưa nói xong, dao găm trong tay Lê Văn Vân đột nhiên lướt qua cổ cậu ta. Máu tươi chầm chậm theo cổ chảy ra ngoài. Sự kinh ngạc trong ánh mắt cậu ta vẫn chưa tan đi, hô hấp đã ngừng hẳn. Lê Văn Vân khẽ cười, anh tiện tay giật mấy tờ giấy, che cổ của thi thể lại, để máu tươi không chảy ra đất, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài. Bên ngoài, có tiếng mắng chửi vang lên, đồ nhát gan, thế mà lại chạy, anh ta thế mà lại chạy, để cho một cô gái như mình đối mặt với hai người, sau này còn dám tiếp cận Đỗ Tịch Tịch, tôi thấy một lần đánh một lần. Giọng của Trần Hiểu Nguyệt. Lê Văn Vân cười, nhìn thi thể trên đất, anh biết nếu để nhóm Trần Hiểu Nguyệt nhìn thấy thì không tốt lắm, anh khiêng thi thể lên lại nhìn thoáng qua bên ngoài một lần nữa, tắt đèn, đẩy cửa sổ bên cạnh, nhảy ra ngoài. Làm một người gác đêm, xử lý tất cả những chuyện này, không cho người bình thường phát hiện, không quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của người bình thường, là nghề nghiệp của bọn họ. Anh hoàn hảo tránh đi tất cả camera, khiêng người đến một nơi không người, sau đó gọi một cuộc điện thoại cho Phạm Nhược Tuyết, "Alo, anh vừa giải quyết một sát thủ hàng đầu, vị trí của anh ở." Không bao lâu sau, một chiếc xe việt giã đã ngừng lại bên cạnh anh cửa sổ xe quay xuống phạm nhược tuyết và lý tiểu u đang mặc trang phục người gác đêm đeo hai thanh đao một dài một ngắn lọt vào tầm mắt lê văn vân xảy ra chuyện gì phạm nhược tuyết hỏi lê văn vân mở cốp xe ra nhét thi thể vào sau đó lên xe kể lại đầu đuôi câu chuyện một lần phạm nhược tuyết nghe xong ánh mắt trầm xuống nói tại sao anh không bắt sống bắt sống là tôi có thể nghĩ cách biết được tất cả kế hoạch lần này của bọn họ từ trong miệng cậu ta. Ồ, Lê Văn Vân gãi đầu nói, cậu ta khoe khoang thực lực của mình trước mặt anh, anh không nhịn được nên một sao chém chết cậu ta. Lý Tiểu U vừa cười vừa nói, bác sĩ Phạm, có thể giải quyết một sát thủ hàng đầu đã rất không tệ rồi. Hừ, Phạm Nhược Tuyết hừ lạnh một tiếng. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ vẩy vào phòng ngủ, đỗ tịch tịch mở đôi mắt vẫn còn hơi buồn ngủ ra, đập vào mắt là một gương mặt còn đang đắp mặt nạ. Hiểu Nguyệt, ánh mắt đỗ tịch tịch hơi động một chút, sao cậu lại ở trong nhà tớ? Cậu còn nói, cậu không biết hôm qua nguy hiểm cỡ nào đâu. Trần Hiểu Nguyệt trừng mắt liếc nhìn cô ấy, đêm qua có người đến ám sát cậu. Đỗ tịch tịch sửng sốt một chút, sau đó chép miệng, nói chắc chắn cậu lại đánh đuổi bọn họ đi rồi. Hừ, đương nhiên, không nhìn thử xem tớ là ai. Trần Hiểu Nguyệt đắc ý nói tối qua tớ uống say đáng tiếc không thể chuốc say lê văn vân không thể hỏi ra được tớ thật sự quá hiếu kỳ tại sao bố tớ lại ngoan ngoãn với anh ta như thế lúc trước anh ta cứu bố tớ thế nào đỗ tịch tịch tiếc nuối nói cậu đừng nhắc đến anh ta đồ nhát gan trần hiểu vi nghe đến lê văn vân tức đến mức mắng ra hôm qua anh ta nhìn thấy có người xông đến đã trực tiếp chạy vắt chân lên cổ người như anh ta có thể cứu bác đỗ tớ không tin được được rồi tớ đi rửa mặt trước đã. Đỗ tịch tịch ngồi dậy, sau đó đi ra khỏi phòng ngủ, đi được vài bước, cô ấy ở phòng khách cao mày hỏi, Trần Hiểu Nguyệt, tại sao sàn nhà của tớ lại nứt ra thế? Tâm tình buổi sáng của Lê Văn Vân rất không tệ, sau khi giải quyết chuyện tối qua xong, anh giao cho Phạm Nhược Tuyết và Lý Tiểu U, anh thì về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngủ thẳng đến hơn 10 giờ, sau đó anh mới dậy rửa mặt chuẩn bị ăn sáng. Vừa đi đến cổng khu cư xá, một âm thanh tranh chua vang lên, lê văn vân cậu thật đúng là mặt dày thật sự vay tiền mướn nhà ở cư xá của chúng tôi giọng nói này đương nhiên không xa lạ gì với lê văn vân chính là ngô thị hương bà ta đang mua thức ăn về nhà lê văn vân nhíu mày một chút không có ý định phản ứng lại ngô thị hương lại nói tôi nói cho cậu biết cậu như thế này cũng vô dụng cậu và vũ đồng không có cơ hội nữa đâu cậu đấy xuất phát điểm làm sao so với cao phái cậu ấy có tiền còn hào phóng hơn cậu nữa vung tay ra là mấy vạn. Lê Văn Vân nhớn mày, nhìn thoáng qua Ngô Thị Hương, nói, nể tình năm đó chú Nguyễn đã cứu tôi một mạng, tôi nhắc nhở bà một câu, cao phái kia không phải người tốt đâu. Cậu ấy không phải người tốt, Ngô Thị Hương bĩu môi nói, nhìn thấy bộ quần áo này của tôi không? Cao phái mua, mấy ngàn đấy. Lê Văn Vân cũng lười phản ứng lại. Đúng rồi, tối qua lệ lệ còn nói cậu là ông chủ công ty nó, tôi nói làm sao cậu có thể làm ông chủ được. Mô thị Hương nói, có ông chủ nào 10 giờ rồi còn không đi làm, nhàn rỗi mà đi dạo. Cả đời này, cậu chịu cái số khổ cực đi. Chương 19, kế hoạch của Phạm Nhược Tuyết. Lê Văn Vân lười so đo với người đàn bà ngang ngược này, anh không tiếp tục để ý nữa, quay người rời đi. Đến một cửa hàng bán thức ăn sáng, anh muốn một bát cháo và một lồng bánh bao, vừa lướt điện thoại vừa bắt đầu ăn. Tên nhóc cậu quả nhiên ở đây. Lê Văn Vân ngẩng đầu Phát hiện Trần Vũ đang ngồi trước mặt anh, im lặng nhìn anh. Anh thường xuyên đến cửa hàng này ăn sáng, Trần Vũ có thể tìm được anh, anh cũng không ngạc nhiên. "Cậu không đi làm, tìm đến chỗ này của tôi làm gì?" Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi. "Cậu không nói cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi đi làm một chuyến, hôm qua lúc ông đây nhìn thấy tên cậu xuất hiện trên cột ông chủ, bọn tôi đều choáng hết, nhanh lên, nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Còn nữa, chuyện của Phan Tây cũng do cậu dở cho phải không? Trần Vũ Lào bầu nói. Phan Tây là đốc công của anh, từ lần bảo Đặng Hân Hân đối phó với anh ta xong, Lê Văn Vân cũng không chú ý nữa. Trần Vũ bĩu môi, nói tôi tìm cậu cũng không phải vì chuyện này, tôi muốn hỏi cậu rốt cuộc đã có chuyện gì, tại sao cậu lại biến thành ông chủ của công ty thịnh thế? Lê Văn Vân thở ra một hơi, anh thấy không có gì phải giấu Trần Vũ. Những chuyện ba năm trước kia, tớ không nhớ được gì cả cái này cậu biết nhỉ lê văn vân nói ừ trần vũ gật đầu nói sau đó thì sao sau đó thì sao thật ra tôi là một người cực kỳ giàu có bỗng nhiên tôi khôi phục trí nhớ tìm được thẻ ngân hàng vừa kiểm tra liền phát hiện trong thẻ có rất nhiều tiền vì để cả nhà nguyễn vũ đồng hối hận tôi thu mua công ty thịnh thế cố ý để cho nguyễn thị lệ phát hiện chuyện tôi có tiền lê văn vân nói đơn giản còn về phần người gác đêm gì đó anh đương nhiên không thể nói cho trần vũ cậu muốn trả thù bọn họ à hai mắt trần vũ sáng lên hỏi lê văn vân cười nói trước đó là muốn như thế nhưng bây giờ oán hận của tôi với bọn họ không còn sâu như thế sau khi khôi phục ký ức tầm mắt của anh quả thực thay đổi không ít anh vốn không thuộc về nơi này mà cho dù thế nào đi nữa cha của nguyễn vũ đồng đã cứu anh một mạng căn nhà kia đối với anh mà nói thì không là gì cả tạm thời coi như báo ân Đương nhiên, những uất ức ba năm này phải chịu, Lê Văn Vân không thể hoàn toàn quên mất, dù như thế nào, phải buồn nôn hai mẹ con nhà này một phen. Cậu nên đi làm đi, mặc dù tôi là ông chủ nhưng cậu cứ trốn làm như thế này thì không ổn đâu, mà cậu ở đó thì nên đi theo học một vài thứ gì đi, mặc dù sẽ không đuổi việc cậu nhưng đến lúc đó bị người ta chỉ trỏ thì cậu sẽ khó chịu đấy. Lê Văn Vân nói, tôi biết, nhưng hôm nay tôi xin nghỉ, hôm qua công ty trực tiếp đưa cho tôi 50 vạn tiền lương dự chi, tôi có chút không đợi được, hôm qua đã đưa nhạc nhạc đến bệnh viện làm giải phẫu. Hôm nay thừa dịp bé ngủ thiếp đi mới chạy đến tìm cậu. Trần Vũ nói, Lê Văn Vân gật đầu nói, được thôi, vậy một lát nữa tớ đi thăm nhạc nhạc với cậu. Trong lúc đó, ở cổng công ty thịnh thế, một người trung niên đầu hói mặc âu phục dài ra, ông ta kẹp lấy một cặp hồ sơ, hai tay sách theo hai bình rượu thượng hạng, đang đứng bồi hồi ở cổng. Không bao lâu sau, bóng dáng xinh đẹp chạy đến, lúc nhìn thấy người đàn ông trung niên, cô ta hỏi: "Cậu Ngô, sao cậu lại đến tìm cháu?" Người trước mặt này chính là cậu của Nguyễn Vũ Đồng, anh của Ngô Thị Hương, Ngô Dương. Lúc Ngô Dương nhìn thấy Nguyễn Thị Lệ, trên mặt hiện ra nụ cười, ông ta vội nói: "Lệ Lệ, là như thế này, ban đầu cậu muốn gặp chủ tịch Hoàng của công ty cháu một trước, trước đó hàng hóa của công ty cậu luôn do Thịnh Thế giúp vận chuyển." hôm qua bọn họ bỗng nhiên nói với cậu là muốn dừng hợp tác ban đầu cậu cũng đi tìm những công ty vận chuyển khác nhưng giá tiền của họ đều khá cao sắc mặt của nguyễn thị lệ hơi khác thường cô ta bỗng nhiên nghĩ đến ngày mà lê văn vân vừa mới ly hôn lê văn vân đã đứng ở cửa ra vào nói với bọn họ một câu các người sẽ hối hận mà bây giờ lê văn vân lắc mình biến hóa biến thành ông chủ của cô ta công ty lại cắt đứt hợp tác với bên ngô dương Cô không biết cụ thể là có chuyện gì xảy ra, nhưng cô hiểu rõ một chuyện, Lê Văn Vân khác biệt hoàn toàn so với trong tưởng tượng của cô ta. Nguyễn Thị Lệ cười khổ một tiếng, nói chuyện này của cậu, cháu không giúp được gì đâu, cháu chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty thôi. Là như thế này, lúc đầu cậu thấy được chủ tịch Hoàng ở cổng, nhưng ông ta không muốn nói nhiều với cậu, cậu nghĩ không biết cháu có thể dẫn cậu vào công ty được không, cậu đi tìm chủ tịch Hoàng một chút. Ngô Dương nói nguyễn thị lệ thở dài một hơi nhìn ngô dương nói cậu ngô mặc dù cháu không biết xảy ra chuyện gì nhưng đây đúng là sự thật chủ tịch hoàng đã không còn là ông chủ của bọn cháu ông chủ của bọn cháu bây giờ là lê văn vân lê văn vân lê văn vân nào ngô dương hỏi nguyễn thị lệ cười khổ một tiếng nói còn có thể là ai nữa là chồng trước của chị vũ đồng sắc mặt ngô dương đột nhiên thay đổi cả mặt đều hiện vẻ nghi ngờ nguyễn thị lệ nói cho nên cậu đến tìm cháu, chi bằng đi tìm gì với chị Vũ Đồng đi, nhưng mà cháu đoán là không có tác dụng gì, lúc trước chúng ta đối xử với Lê Văn Vân như thế mà. Cậu ta đang trả thù chúng ta." Sắc mặt Ngô Dương tái nhợt, nói. "Nói thật, bây giờ cháu cũng đang phát sầu, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy lo lắng, bây giờ cháu làm việc trong công ty, một khắc cũng cảm thấy mình có thể sẽ thất nghiệp." Ăn cơm với Trần Vũ ở cửa ra vào xong, Lê Văn Vân cùng anh ấy đi bệnh viện thăm Nhạc Nhạc sau đó tạm biệt hai người đón xe về nhà bây giờ anh không cần đi vác gạch việc ở công ty chỉ cần ngồi vung tay chuyện của người gác đêm thì tạm thời phạm nhược tuyết chưa sắp xếp gì cho anh làm anh quả thật có hơi rảnh rỗi về đến nhà đã là giữa trưa phạm nhược tuyết và lý tiểu u đã làm đồ ăn xong đợi lê văn vân về phạm nhược tuyết nhìn anh một cái nói anh cũng rảnh rỗi nhỉ lê văn vân cười hì hì nói chẳng phải không có chuyện gì làm à cũng chưa về lại người gác đêm không có nhiệm vụ gì cần chấp hành phạm nhược tuyết liếc lê văn vân một cái nói người gác đêm anh không cần trở về hử lê văn vân kinh ngạc hỏi có ý gì anh biến mất ba năm tôi vừa nói chuyện điện thoại với ông già đây cũng là ý của ông ấy ba năm này dù là nội bộ của người gác đêm hay là những thế lực khác họ đều cho rằng anh đã biến mất hoàn toàn cho nên tạm thời anh không cần lộ diện phạm nhược tuyết nói ánh mắt của lê văn vân sáng lên cũng đúng tôi càng tự do hơn còn hai người nhiệm vụ thế nào lê văn vân hỏi đang làm theo kế hoạch phạm nhược tuyết nói cũng đến lúc tìm cho anh chút chuyện làm rồi lý tiểu u bên cạnh đang ăn thức ăn bỗng ho khan một tiếng lê văn vân không để ý cho lắm ánh mắt anh sáng lên đã điều tra được người của bọn họ không phải như thế phạm nhược tuyết nói nhưng chúng ta biết mục đích của bọn họ hoặc là bắt cóc hoặc là giết Đỗ Tịch Tịch để ép Đỗ Thương Bắc gia nhập vào tổ chức của bọn họ. Anh cũng biết, Đỗ Thương Bắc biết sự tồn tại của chúng ta, chúng ta vừa đến đã đi giao lưu với Đỗ Thương Bắc, bây giờ quan trọng nhất là đảm bảo sự an toàn của Đỗ Tịch Tịch. Cho nên, Lê Văn Vân hỏi, cho nên, chúng ta cần phái ra một người, trong tình huống Hồng Nguyệt không biết gì, danh chính ngôn thuận đến bên cạnh Đỗ Tịch Tịch. Phạm Nhược Tuyết ăn một miếng, bình tĩnh nói, ý là, để tôi làm vệ sĩ cho Đỗ Tịch Tịch. Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi, "Loại chuyện này, anh cũng không từ chối, ngày xưa lúc thi hành nhiệm vụ, đi làm vệ sĩ cho nhân vật mục tiêu, anh cũng đã làm không ít." "Không phải vệ sĩ, vệ sĩ thì quá mức tận tụy." Phạm Nhược Tuyết nói, "Nếu như là vệ sĩ, bọn họ đại khái sẽ đoán ra được là người của chúng ta, cho nên sẽ lựa chọn ra tay lúc vệ sĩ không có mặt." Nói đến đây, cô nhìn về phía Lê Văn Vân, anh biến mất 3 năm, ở Giang Thành này, anh chỉ là một người bình thường mà thôi cho nên anh xuất hiện bên cạnh đỗ tịch tịch, sẽ không ai nghĩ gì nhiều, hơn nữa, còn là lấy thân phận chồng cô ấy. Chờ đã, Lê Văn Vân cảm thấy chuyện không đúng lắm, anh vội nói, cô nói thân phận gì? Chồng, Phạm Nhược Tuyết bình tĩnh nói, tôi nói, sau khi chúng ta đến Giang Thành, cũng đã qua lại với Đỗ Thương Bắc, cho nên ông ta tổ chức một buổi tụ hội, tuyên bố với bên ngoài rằng bất kỳ ai đều có thể theo đuổi Đỗ Tịch Tịch. Cuối cùng, anh thành công theo đuổi được Đỗ Tịch Tịch, vào ở rể trong nhà họ Đỗ, trở thành con rể của nhà họ đỗ. Nói xong, cô nhìn Lê Văn Vân đang trợn tròn hai mắt, nói cứ như thế, anh có thể cùng đi đi về về với đỗ tịch tịch, thậm chí cùng ngủ một giường cũng không có vấn đề gì, có thể bảo hộ bên cạnh 24 phần 24. Tôi bây giờ không bình dân đến thế đâu, tôi mua một công ty. Tôi còn chụp ảnh dán lên hành lang các xếp của công ty kia. Lê Văn Vân vuốt cái đầu có hơi đau của mình mà nói. Vậy thì càng tốt, Công ty này là lễ gặp mặt Đỗ Thương Bắc cho anh." Ngữ khí của Phạm Nhược Tuyết vẫn rất bình bình thản mà nói. Lê Văn Vân cau mày, đến lúc này, trong mắt tất cả mọi người, anh thật sự biến thành một người đàn ông chỉ biết dựa dẫm vào phụ nữ. Chương 20, phẫn nộ. "Thế nhưng tôi vừa mới ly hôn mà, thời gian Đỗ Thương Bắc công bố cũng mới 2 3 ngày, sau đó tôi kết hôn với Đỗ Tịch Tịch, chuyện này mẹ kiếp, còn nhanh hơn cả sấm sét." Lê Văn Vân bó tay nói đỗ thương bắc ngồi không yên đêm qua nếu như không phải anh thì e rằng đỗ tịch tịch đã gặp độc thủ phạm nhược tuyết nói lê văn vân bĩu môi một cái nói chuyện này không nói đến chuyện tôi có đồng ý hay không mà bên phía đỗ tịch tịch có đồng ý hay không là chuyện khác nữa đỗ thương bắc biết sự tồn tại của chúng ta nhưng đỗ tịch tịch lại không biết phạm nhược tuyết trầm ngâm một chút lúc này điện thoại của lê văn vân bỗng nhiên vang lên anh cầm lên xem phát hiện là nguyễn vũ đồng gọi đến Lê Văn Vân nhướng mày, nhận điện thoại, nói alo, có chuyện gì? Bên kia đầu dây, giọng của Nguyễn Vũ Đồng vang lên, nghe nói bây giờ anh là ông chủ của công ty thịnh thế. Ghê gớm thật, không biết quen được người phụ nữ giàu có nào, thế mà lại trực tiếp đưa anh cả một công ty lớn. Lời này của cô ta có hơi chút vị chua. Cô ta từ đầu đã nhận định Lê Văn Vân là phế vật, không cho rằng Lê Văn Vân có thể dựa vào thực lực của mình để mua được cả một công ty như thế nhất định là Lê Văn Vân đã trèo lên nhà giàu có, rồi nhà giàu có tặng anh. Đương nhiên, cô ta cũng rất ghen tị, những thứ cao phái tặng cho cô ta, bây giờ so sánh với Lê Văn Vân, thật sự là quá keo kiệt. Lê Văn Vân lười giải thích với cô ta, trên thực tế, anh cảm thấy mượn việc ly hôn để phân rõ quan hệ với hai mẹ con nhà này đúng không tệ. Có chuyện thì nói, không có chuyện gì thì tôi cúp đây. Lê Văn Vân thản nhiên nói, có tiền rồi đúng là khác, dám nói chuyện với tôi như thế, Lê Văn Vân, anh thật đúng là có tiền đồ. Nguyễn Vũ Đồng tiếp tục ghen tị mà nói, chẳng phải anh ở cùng khu cư xá với tôi à? Đến nhà tôi một chuyến, có chút chuyện sau ly hôn tôi phải nói rõ ràng với anh một chút. Nói xong, Nguyễn Vũ Đồng cúp điện thoại. Lê Văn Vân nhíu mày một chút, nhưng vẫn quyết định sẽ đi một chuyến, vừa đúng lúc có thể nói rõ ràng mọi chuyện. Lên tiếng chào Phạm Nhược Tuyết, tôi đi ra ngoài một chuyến. Vậy chuyện tôi bàn giao cứ quyết định như thế đi." Phạm Nhược Tuyết nói. "Quyết định cái gì mà quyết định?" Lê Văn Vân vội nói, "Chuyện kết hôn lung tung không tốt lắm đâu, mặc dù lần này là kết hôn giả nhưng lỡ đâu Đỗ Tịch Tịch yêu tôi thì phải giải quyết thế nào?" "Có rất nhiều cách để đảm bảo an toàn cho cô ấy, không nhất định phải kết hôn, chuyện này để tôi suy nghĩ một chút." "Đây là kế hoạch chiến lược." Phạm Nhược Tuyết vội nói. Lê Văn Vân cười nhưng không trả lời, mang giày vào, chạy mất dạng nhanh như chớp. Lý Tiểu U vui vẻ nói, tôi đã nói mà, anh ấy sẽ không đồng ý. Dù sao anh ấy vừa mới ly hôn, hơn nữa cuộc hôn nhân trước cũng không tốt đẹp gì. Lê Văn Vân ra khỏi cửa, quen đường quen xá mà về đến nơi anh đã từng ở, anh gõ cửa, cửa cấp tốc được mở ra, điều khiến Lê Văn Vân kinh ngạc là trong phòng lại có một nhóm người đang ngồi. Khoảng chừng mười mấy người. Cả nhà Nguyễn Thị Lệ, cả nhà ông chú, còn có một số cô dì chú bác, toàn bộ đều đang ngồi bên trong. Vào đi, Nguyễn Vũ Đồng nói. Lê Văn Vân đi vào trong phòng, Nguyễn Vũ Đồng đóng cửa lại. Lúc này, Ngô Thị Hương bắt đầu nói giọng kỳ quái. Ôi, không ổn rồi, ly hôn xong bám được vào người giàu có, bắt đầu trả thù chúng ta rồi. Cho dù nội tâm Ngô Thị Hương vẫn không chịu thừa nhận chuyện Lê Văn Vân lắc mình trở thành ông chủ của Nguyễn Thị Lệ, nhưng dưới sự xác nhận của anh bà ta là Ngô Dương, bà ta không thể không thừa nhận đây là sự thật. Trả thù các người, tôi còn không nhàm chán đến thế. Lê Văn Vân nhếch miệng. Đây là lời thật lòng của anh. Ngô Thị Hương vừa cười vừa nói, bây giờ chướng mắt chúng ta đúng không? Thế nào, cậu mua công ty, lập tức liền cắt đứt hợp tác với công ty của anh tôi, cậu không phải trả thù thì là gì? Lê Văn Vân sờ mũi, buổi sáng Hoàng An vừa gọi điện thoại cho anh, nói cho anh nhận nghiệp vụ của nhà họ đỗ, sau đó cắt đứt hợp tác với một vài công ty nhỏ, mà công ty của Ngô Dương, đại khái chính là một trong số những công ty nhỏ. Thế nào, không còn gì để nói à." Ngô Thị Hương cười nhạo một tiếng, nói, "Nghe thấy lời bà ta nói, tức giận trong lòng Lê Văn Vân cũng đã bị ép ra ngoài. Nể tình ơn cứu mạng lúc trước, cho dù anh đã khôi phục ký ức, anh cũng vẫn nể mặt, đụng phải Ngô Thị Hương mấy lần, đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của bà ta, Lê Văn Vân đều chỉ cười trừ. Nói xong, Ngô Thị Hương nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân, "Cậu đừng quên, mạng chó này của cậu là do chồng tôi cứu về." chúng tôi còn để cậu ở trong nhà 3 năm, bây giờ ly hôn xong cậu đã qua cầu rút ván, cậu đúng thật là không có lương tâm. Lúc này, bố của Nguyễn Thị Lệ là Nguyễn Bằng Đào cũng nói xen vào, đúng thế, Lê Văn Vân, 3 năm trước, cái mạng này của cậu là do anh tôi cứu, bây giờ cậu làm ra chuyện này, quả thật có hơi không tử tế. Cút, cơn giận dâng lên trong lòng Lê Văn Vân, đột nhiên nhìn về phía ông ta, nói, 3 năm này. Cả gia đình các người có bao giờ cho tôi sắc mặt tốt chưa? Nói đến ăn bám, tôi làm gì so sánh được với mẹ con các người. Ba năm này, các người ra ngoài làm chút công việc nào chưa? Ông đây cực khổ làm việc ở công trường, đúng là kiếm không được mấy đồng, nhưng nhờ ơn sự xem thường của các người, ba năm này, có tháng nào tôi mang về nhà số tiền dưới hai vạn không? Các người làm được gì? Ông đây cực khổ kiếm tiền nuôi các người ba năm, chưa từng đổi lại được một câu nói tốt nào của các người, các người cảm thấy tôi làm công mất mặt, cảm thấy Nguyễn Vũ Đồng xinh đẹp, nên tìm một người giàu có kết quả lại cưới một người công nhân cả nhà các người từ trên xuống dưới có ai nói tốt với tôi một câu nào trong suốt ba năm không lê văn vân chửi ầm lên trong lúc nhất thời tất cả mọi người đưa ra mà lê văn vân cười lạnh đừng quên căn nhà mà bây giờ các người đang ở này được mua bởi tiền của ông đây sau đó thì sao nguyễn vũ đồng ngoại tình tìm một tên công tử có tiền sau đó ngô thị hương bà lập tức đá tôi ra muốn ly hôn với tôi còn đuổi tôi ra ngoài. Loại gái điếm này, không có tư cách nói chuyện ở đây." Lê Văn Vân cười nhạo một tiếng, nói, "Yên tĩnh. Cả căn phòng triệt để yên tĩnh. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ rằng, cái tên hiền lành này lại có một ngày dám nói chuyện lớn tiếng với bọn họ như thế. Đặc biệt là Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng, sắc mặt của hai người khó coi vô cùng. Sau cơn kinh ngạc ngắn ngủi, Ngô Thị Hương đột nhiên hét lên, nhảy về phía Lê Văn Vân mà quát, "Thằng khốn này!" hôm nay tôi liều mạng với cậu. Nói xong, bà ta cua tay xông về phía Lê Văn Vân. Chát! Lê Văn Vân đột nhiên đưa tay ra, tắt một cái lên mặt bà ta. Cả người Ngô Thị Hương cũng bị tắt ngây ra. Mẹ, Nguyễn Vũ Đồng vội vàng chạy đến đỡ Ngô Thị Hương, sau đó cô ta đột nhiên nhìn về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, anh dám đánh mẹ tôi. Cậu dám đánh tôi, cậu lại dám đánh tôi, thằng ăn cháo đá bát này. Ngô Thị Hương sắp điên rồi. Lê Văn Vân cười lạnh nói, chuyện bà làm với tôi ba năm này, còn những chuyện bà làm lúc ly hôn, tôi đánh bà một bà tai này coi như là sòng phẳng. Lê Văn Vân, anh đừng quá đáng. Lúc này, có mấy người trẻ tuổi đứng lên. Khóe môi Lê Văn Vân hiện lên một tia khinh thường, ngửa đầu, nhìn về phía bọn họ thế nào. Các người muốn động thủ à? Trong chớp mắt, những người đang đứng lên kia không ai dám cử động. Ánh mắt của Lê Văn Vân quá lạnh, lạnh đến mức mọi người đều cảm thấy lạ lẫm và sợ hãi nguyễn bằng đào cũng ngây người ra ông ta là một giáo viên cảm thấy mình nhìn người rất chuẩn nhưng sự thay đổi của lê văn vân quá lớn quá mức lớn lê văn vân chuyện động tay chân nên thôi đi mọi người chia tay trong hòa bình nguyễn bằng đào vội nói lê văn vân thong dong nhìn ông ta sau đó nhìn nguyễn vũ đồng nói như các người vẫn luôn nói đã ly hôn rồi thì giữa chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào sau ngày hôm nay, mọi người đều là người xa lạ, tôi sẽ không quấy rầy cuộc sống của các người, các người cũng đừng đến làm phiền tôi." Sắc mặt của Nguyễn Thị Lệ và Ngô Dương bên cạnh đều thay đổi. Nguyễn Thị Lệ lo rằng mình sẽ mất việc, mà sắc mặt của Ngô Dương lại càng trắng bệch. Công ty của họ có quy mô không lớn, trước đó hợp tác hậu cần với Thịnh Thế, giá cả không quá cao, mà những công ty vận chuyển khác của Giang Thành đều có giá cao hơn rất nhiều hơn nữa hiệu suất còn không nhanh bằng thịnh thế, chuyện này với ông ta mà nói là một tổn thất rất lớn. Ông ta đứng lên nhìn Lê Văn Vân, sau đó mở miệng nói, vậy Lê Văn Vân, công ty của chúng tôi. Lê Văn Vân bĩu môi nói, chuyện này ông đừng tìm tôi, tôi không quản lý bất kỳ chuyện gì trong công ty cả. Lê Văn Vân, cậu lại tuyệt tình đến vậy sao? Ngô Thị Hương lúc này mới tỉnh người ra, bà ta cắn răng nhìn về phía Lê Văn Vân, cậu tát tôi một cái, cậu nhớ kỹ đó cho tôi, con rể tôi là cao phái sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu đừng tưởng có chút tiền thì có thể đến nhà tôi diễu võ dương oai. Tôi nói, từ hôm nay trở đi, tôi không còn muốn dính dáng gì đến nhà các người. Về phần cao phái, đừng mở miệng gọi con rể, người ta còn chưa cưới con gái bà, đừng để lúc nào đó người ta chơi chán rồi, một cước đá rơi mất. Lê Văn Vân cười nhạo một tiếng, nói, ngoài ra thì, cao phái tôi cũng không để vào mắt. Nói xong, Lê Văn Vân đẩy cửa, nghênh ngang rời đi, chỉ để lại cả phòng đầy người hoặc đứng hoặc ngồi, vẻ mặt ngốc nghếch mà nhìn theo bóng lưng Lê Văn Vân. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 20